Siêu thần yêu nghiệt chương 1530, Đại Nhật Như Lai Chưởng. Võ giả đến từ mấy ngàn quan xung quanh đuổi tới bên ngoài khu vực Vân Phi Dương và đế quân Thiên giao chiến, tận mắt nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ đang hình thành trong vũ trụ. Vù vù, khí tức cuồng bạo bên trong vòng xoáy điên cuồng phun trào. Như thế chứng minh, lúc trước, phiến khu vực này khẳng định hứng chịu một loại oanh kích cường đại nào đó. Trời ạ, lực lượng bực nào mới tạo thành như thế chứ? Vô số cường giả trợn mắt hốc mồm. Hư, đột nhiên, đế vương ấn bay ra từ trong vòng xoáy, lần nữa lơ lửng trong hạo hãn vũ trụ, chữ đế vẫn phát ra tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, đế ấn phun trào, mang theo vô thượng tiên uy. Vù vù, một đám lửa phun ra từ bên trong vòng xoáy, như hỏa long gào thét nghênh tiếp chính diện đế ấn. Ầm ầm, trong vũ trụ lần nữa truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, đế ấn và hỏa diễm chạm vào nhau, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn đột nhiên bạo phát ra. Không tốt, mau lui lại. Vô số cường giả kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Tuy bọn họ tránh rất nhanh, nhưng vẫn kém tốc độ dư uy khuếch tán. Cuối cùng, gợn sóng mang theo hai cổ khí tức bá đạo quét qua quanh thân, trong nháy mắt ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Phốc, phốc, vô số cường giả thổ huyết, nhiều chỗ kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn. Cũng may, cách khu vực giao chiến đủ xa, dư uy đánh tới đã suy yếu không ít, bằng không, bọn hắn tất vẫn lạc tại chỗ. Rất nhiều võ giả đè ép thương thế, lại lùi gấp về sau mấy ngàn dặm, quay đầu nhìn về phía vũ trụ đã hoàn toàn tan vỡ, cả kinh ngừng thở. Bọn họ đã ý thức được, giao thủ cấp bậc như thế hoàn toàn viễn siêu suy nghĩ bản thân, căn bản không thể đứng quá gần quan sát. Võ giả chạy tới bị dư uy tác động đến, đại quân thân ở gần khu vực giao chiến cũng không thể tránh khỏi. Phốc, thần thuẫn tiếp nhận dư uy lần thứ hai cọ rửa, trầm thanh phun ra một nguồn máu. Vân Phi Dương và đế quân Thiên phân biệt vận dụng chí bảo của mỗi người tạo thành dư uy để bán tiên đại viên mãn đỉnh phong như hắn cũng rất khó chịu đựng. Lui lại, Viêm Sương lúc này ra lệnh. Xoát, xoát, 100 vạn linh tộc binh lính lúc này lui nhanh về sau, mà mấy người La Mục cũng theo sát phía sau. Bên thần ẩn đế quốc có chút bi kịch, mười mấy người mang thần hồn liên thủ hình thành phòng ngự kết giới hoàn toàn tan vỡ khi bị dư uy lần hai cọ rửa, cũng mang đến to lớn phản vệ. Lui lại, trăm vạn đại quân thần ẩn đế quốc và đám người mang thần hồn cũng lần lượt rút lui. Không tới một khắc, trong vòng vạn lý quanh khu vực giao chiến, trừ Vân Phi Dương và đế quân Thiên, không có người khác. Hưu, đột nhiên, đế vương ấn lần nữa bay lên, đế ấn hiện ra, thân ở vòng xoáy bên trong, được hỏa diễm bao, phủ Vân Phi Dương ngẩng đầu, máu trong cơ thể tựa như đang bốc cháy. Đụng phải đối thủ như đế quân Thiên, hắn rất hưng phấn, là Vân Phi Dương. Chư giới võ giả rốt cục thấy rõ Vân Phi Dương đang bị ngọn lửa bao phủ, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, đồng thời rất không hiểu, tên này sao đột nhiên đi vào khu vực của thần ẩn giới. Mau nhìn, có người cả kinh hô, là quân chủ thần ẩn đế quốc. Rất nhiều võ giả cũng phát hiện ấn đế quân Thiên đang thao túng đế vương lơ lửng trong vũ trụ, khó trách kịch liệt như vậy, nguyên lai là hai tên chuẩn tiên đang giao thủ, mọi người kinh thán không thôi. Hưu, đế ấn xuất thế đã lâu phun ra mang theo lưu quang khủng bố, tới đi, tới đi. Quanh thân hỏa diễm Vân Phi Dương điên cùng thiêu đốt, tiếp theo phi thân nghênh đón chính diện, để lão tử chiến thống khoái đi. Ầm ầm, đế ấn và hỏa diễm lần thứ ba chạm vào nhau, lần nữa hình thành ba động năng lượng cường thế, quấy rối lấy không gian vũ trụ. Rất nhiều võ giả và đại quân song phương rút lui đủ xa cũng không có bị tác động đến, nhưng mắt thấy gợn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán, từng người không rét mà run. Lần thứ ba giao thủ, đế quân Thiên không tiếp tục khu động đế vương ấn. Dù sao, chí bảo chuẩn tiên trung kỳ hình thành uy lực khủng bố cũng cực độ hao phí năng lượng. Vù vù, Vân Phi Dương đứng bên trong vòng xoáy, hỏa diễm xung quanh liệt diễm chiến giáp cũng dần nhược hóa, thần thể đại thành lại phối hợp chiến giáp chuẩn tiên trung kỳ hình thành phòng ngự khủng bố đến cực hạn. Ba lần đối kháng, lông tóc không tổn. Đương nhiên, trả giá giống như đế quân Thiên, năng lượng bên trong tiên hạch hao phí không ít, ai cũng không làm gì được người nào. Tử Vi thần nỉ non, cứ đánh tiếp, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Hưu, đế quân Thiên vung tay, thu hồi đế vương ấn, thản nhiên nói, xem ra, muốn giải quyết ngươi, nhất định phải vận dụng ác chủ bài càng lớn. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, nói, nhanh xuất ra đi. Sau khi từ thiên tài thi đấu giao thủ cùng Lâm Dật Phong, hắn đã thật lâu chưa có đánh nhau thoải mái như thế. Vù vù, đột nhiên, quanh thân đế quân Thiên hiện ra đế vương khí, trong nháy mắt lan tràn khắp vũ trụ. Dần dần, khí tức phân tán ra hóa thành từng tôn đế vương chân thân to lớn, số lượng đã đạt đến trăm cái. Nhiều như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi, từng giao thủ cùng thái tử ở Thiên Kiêu Điện, tên kia cũng mới ngưng tụ 6-7 cái thôi. Ánh mắt Tử Vi thần ngưng trọng nói, không nghĩ tới hắn đã lĩnh ngộ đế vương thần quyết đến cấp độ khủng bố như thế. Vân Phi Dương, đế quân Thiên thản nhiên nói, bản chủ có trăm đế vương chân thân, ngươi có thể chống được sao? Khi nói chuyện,
100 cổ đế vương chân thân trong vũ trụ nhất thời phát động cùng nhau vọt tới hướng Vân Phi Dương. Nhiều đế vương chân thân đồng thời xuất động bộc phát ra lực lượng còn cường hãn hơn đế ấn do đế vương ấn hình thành mấy lần. Võ giả xem chiến ngừng thở. Trong bọn họ có rất nhiều người đã đạt đến tầng thứ bán tiên đại viên mãn. Nhưng có thể phán đoán ra, nếu như đổi lại chính mình, dù đối mặt một bộ đế vương chân thân thôi cũng sẽ bị miễu sát trong nháy mắt. Không nghĩ tới, quân chủ thần ẩn đế quốc lợi hại như thế. Những chuẩn tiên đến từ chân vũ thần vực giao thủ cùng Vân Phi Dương kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đế quân thiên xác thực rất cường thế. Nếu như đổi lại hắn chiến với chuẩn tiên Bắc Môn, Nam Môn Gia, kết quả cũng sẽ giống như Vân Phi Dương, mạt sát từng người. Đáng tiếc, đối thủ hiện tại của hắn là Vân Phi Dương. Thời điểm trăm cổ đế vương chân thân đột kích, tên kia không chỉ có cười rộ lên, đồng thời không nhanh không chậm đánh ra thủ ấn. Hô! Trong khoảnh khắc, khí tức cuồn cuộn bạo phát, trên không Vân Phi Dương, một tôn Phật tượng phát ra hơi thở thần thánh dần dần được ngưng tụ. Cự Phật ngồi xếp bằng ngồi trên gót sen, đầu có búi tóc, thân khoác cà sa, cầm trong tay pháp giới định ấn. Đây là Tử Vi thần cả kinh hô, Đại Nhật Như Lai Phật, hưu. Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng tay, quát to, Đại Nhật Như Lai chưởng. Vừa dứt lời, cự Phật vừa xuất hiện trong hạo hãn vũ trụ mở mắt, đại thủ nhẹ nhàng giơ lên, chưởng ấn có khắc chữ vạn từ trên trời giáng xuống. Vù vù, Phật chưởng ấn chứa vô thượng thần uy ầm vang đánh xuống. Mà trong quá trình rơi xuống, vô hạn mở rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ trăm cổ đế vương chân thân vào bên trong chưởng ấn. Vân Phi Dương thu được cửu tôn yên thiên chưởng, tầng thứ chỉ là thất phẩm bán tiên cấp, nhưng nó được tiên đế sáng tạo, đồng thời lại thuộc về Phật môn vũ kỹ, cho nên uy lực rất bất phàm. Nhưng sự bất phàm này phải xây dựng trên việc lĩnh hội quán thông chưởng thứ 9, Đại Nhật Như Lai chưởng. Năm đó bế quan trong Phi Dương giới, Vân Phi Dương không chỉ có lĩnh hội Thái Thanh kiếm quyết, mà một mực còn đang học tập cửu tôn yên thiên chưởng. Hắn tự xưng là người không có duyên với Phật nhưng cũng thuận lợi lĩnh ngộ Đại Nhật Như Lai chưởng đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, chưởng thứ 9 cửu tôn yên thiên chưởng không thể nghi ngờ là cường thế nhất. Dù Đại Nhật Như Lai Phật được biến ảo ra hay chữ vạn chưởng ấn hình thành đều mang theo Phật uy vô thượng. Võ giả xem chiến đang chấn kinh được Phật khí tác động, tâm cảnh dần bình ổn xuống. Cửu tôn yên thiên chưởng được sáng tạo ra không phải để giết chóc. Dù thi triển Đại Nhật Như Lai chưởng thì nó cũng thấu phát khí tức cho người ta một loại cảm giác ngã Phật từ bi. Phật môn vũ kỹ này có thể phá giải trăm chân thân, Tử Vi thần nhíu mày, hắn cho rằng, Phật môn vũ kỹ dùng để đối kháng tà ma vũ kỹ, có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng đế vương chân thân của đế quân thiên do đế vương khí ngưng tụ, dùng Phật môn vũ kỹ đối kháng, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng không đến một khắc, Tử Vi thần không khỏi trừng to mắt, thời khắc chưởng ấn chữ vạn từ trên trời giáng xuống đánh vào trăm đế vương chân thân, trong nháy mắt phai mờ hư vô, không có nổ tung, không có nổ vang. Đại Nhật Như Lai chưởng nhẹ nhàng rơi xuống, trăm cổ đế vương chân thân liền tiêu tán. Cái này, rất nhiều võ giả nơi xa ngốc trệ, hai người lần này đối kháng lại không gây ra bạo tạc vũ trụ, không có dư uy, quả nhiên bất ngờ. Phốc, đế quân thiên lơ lửng trong vũ trụ phun máu, trăm cổ đế vương chân thân bị Đại Nhật Như Lai chưởng tịnh hóa, trong khoảnh khắc vỡ nát tất tác động đến nội thể hắn. Làm sao có thể, ánh mắt đế quân thiên lấp lóe tia khó tin, đế vương chân thân của hắn do đế vương khí ngưng tụ. Tại sao lại bị Phật môn vũ kỹ phá mất dễ như trở bàn tay? Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù cửu tôn yên thiên chưởng do tiên đế tiện tay sáng tạo, nhưng có một đặc điểm, giỏi về phá chiêu. Tuy trăm cổ đế vương chân thân của đế quân thiên rất chính thống, thậm chí ẩn chứa khí tức hoàng giả, nhưng khi chạm vào Đại Nhật Như Lai chưởng, vẫn bị tùy tiện hóa giải. Năm đó tại Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương đánh với Thái Tử một trận, thi triển Di Lặc Bồ Tát chưởng, đồng dạng cũng dễ như trở bàn tay phá mất sáu cổ chân thân. Để tâm thần Thái Tử trọng thương, đế quân thiên mạnh hơn nhi tử mình rất nhiều. Tuy trăm cổ đế vương chân thân bị Đại Nhật Như Lai chưởng phá mất, nhưng chỉ phun một nguồn máu. Vân Phi Dương cười nhạt nói, đế vương chân thân này dù ngưng tụ 1000 cái, trước mặt Đại Nhật Như Lai chưởng của ta, cũng chỉ có thể bị diệt. Đế quân thiên không nói, vận chuyển thuộc tính chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Một lát sau, thương thế đạt được ổn định, lên tiếng, Vân Phi Dương, Phật môn vũ kỹ này của ngươi không có chút sát khí. Chỉ sợ nó chỉ được dùng để phá đế vương chân thân của ta thôi, đầy đủ. Vân Phi Dương cười nói, đặt. Đột nhiên, đế quân thiên phóng ra một bước, quanh thân được đế vương khí bàn bạc bao phủ, thâm trầm nói, nếu như, bản chủ hóa thành đế vương chân thân, ngươi lại như thế nào phá? Vù vù, đế vương khí gia trì, thân thể của hắn dần mở rộng, thời gian cực ngắn hóa thành một tôn cự nhân cao trăm trượng. Cái gì? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi, để tự thân hóa thành đế vương chân thân. Tên kia lĩnh ngộ đế vương thần quyết quả thật cao thâm mạc trắc. Đế quân thiên ngạo nghễ đứng trong vũ trụ, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang, như thần cao cao tại thượng, bộc lộ ra khí tức để người nhìn mà phát khiếp.
Võ giả nơi xa thấy thế, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, đột nhiên biến chính mình trở nên vô cùng to lớn, loại vũ kỹ này, thao tác như thế này, cả đời bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Hô, đế quân thiên giơ tay lên, đè xuống Vân Phi Dương. Một màn này cực tương tự Vân Phi Dương thi triển đại nhật Như Lai chưởng, khác biệt là, một chưởng của đế quân thiên ẩn chứa đế vương khí, vù vù, khủng bố khí lãng phun trào theo chưởng ấn dần áp xuống, không gian bốn phía đang dần khép bị đè nát, trong tầm mắt của võ giả xem chiến, phương vũ trụ kia phản phất như bị một chưởng trấn áp, triệt để đổ sụp, rung động, vô cùng rung động. Vân Phi Dương ở phía dưới thấy cự đại chưởng ấn đang trấn áp xuống, thần sắc đột nhiên dữ tợn, một khắc này làm hắn nhớ đến năm đó quyết chiến cùng chư thần, nhớ tới cảnh chư thần liên thủ thi triển thần thông triệu hoán thập vạn đại sơn trấn áp hắn. Khi đó, hắn đã kiệt sức, khi đó, ném Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra bên ngoài, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp mất ánh sáng, Vân Phi Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn thập vạn đại sơn trấn áp xuống mang theo vô thượng phong ấn trấn áp mình vào vạn thế đại lục. Bây giờ, đối mặt bàn tay to lớn của đế quân thiên cũng mang đến cho hắn cảm giác bị trấn áp năm đó. Không tốt, Tử Vi thần cả kinh, hắn đã ý thức được, uy lực một chưởng này tuyệt đối là mạnh nhất trong cuộc đời đế quân thiên. Hô, Tử Vi thần khí bên trong thân thể Tử Vi thần bạo phát, ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhưng chưa động thủ lại nghe Vân Phi Dương rống to, một kiếp này, ai cũng đừng hòng trấn áp lão tử, hư, vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên bay ra, treo trước người, Bất Diệt kiếm linh bên trong kiếm thể bay ra đứng sau lưng hắn, trong khoảnh khắc, khủng bố kiếm ý khuếch tán ra, bên trong hư không bị phá vỡ, từng chui phi kiếm bị triệu hoán ra, đây là, rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm, một màn như thế. 16 năm trước bọn họ từng nhìn thấy Vân Phi Dương xuất chiêu đối chiến với hai chuẩn tiên sử dụng trọng kiếm, mà Tử Vi thần đang chuẩn bị xuất thủ cứu giúp thì nhíu mày, cân nhắc một lúc, vẫn thu hồi Tử Vi thần lực đang phun trào. Hắn biết, lấy tính cách Vân Chiến thần, tuyệt không cho phép mình ra tay, bây giờ có thể làm chính là một quần chúng quan sát quyết đấu sau cùng của hai người, không sai, đây là quyết đấu sau cùng. Đế quân thiên hóa thân thành đế vương chân thân cao trăm trượng, một chưởng đánh xuống có thể nói là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Hiển nhiên cũng hy vọng, nhanh chóng giải quyết Vân Phi Dương, nếu cấp bậc cường giả giống như bọn họ không sử dụng đòn sát thủ chân chính, đánh một năm nửa năm cũng rất khó phân ra thắng bại, hưu. Hưu, vô số phi kiếm cực tốc tiến đến bao vây Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lại, sau đó hóa thành một thanh cự kiếm đứng giữa thiên địa, đây là nhân kiếm hợp nhất, đây là vạn kiếm quy tông, đây là nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Đối mặt cự chưởng của đế quân thiên trấn áp, Vân Phi Dương cũng vận dụng át chủ bài của mình, đương nhiên. Át chủ bài của hắn có rất nhiều, mà vạn kiếm quy tông chỉ thuộc dạng chiêu thức có phân lượng nhỏ nhất. Hô, trong khoảnh khắc, thần lực bạo phát, bao phủ toàn thân, tóc Vân Phi Dương thay đổi, một bên hóa thành kim sắc, một bên hóa thành tử sắc. Hiển nhiên, hắn đang đồng thời thi triển chiến thần hồn thể đệ nhất, đệ nhị biến, còn về đệ tam biến, mới hết điên xong, Vân Phi Dương đâu dám thi triển lần nữa. Cự kiếm được lực lượng Vân Phi Dương tăng phúc lóe ra tia sáng chói mắt, phát ra kiếm ý vô cùng cường thế. Đế quân thiên kích phát đế vương thần quyết đến tầng thứ mạnh nhất, hóa thân cao trăm trượng, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất đánh xuống. Vân Phi Dương triệu hoán vô số phi kiếm, lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm chủ, hình thành cự kiếm. Hắn không chỉ có vận dụng ba loại tầng thứ của vạn kiếm quy tông, mà còn thi triển hai biến đầu chiến thần hồn thể tam biến, rồi triệu hồi ra bất diệt kiếm linh hình thành nhân linh hợp nhất. Nhiều át chủ bài cùng bạo phát đủ để chứng minh, đây là thời khắc quyết chiến. Ừng ực, võ giả xem chiến nơi xa nuốt một ngụm nước bọt. Năm đó Vân Phi Dương giao thủ cùng hai người Nam Môn Hoàng, từng ngưng tụ qua cự kiếm này, nhưng bọn hắn cũng chỉ qua màn sáng. Bây giờ bản thân đứng đây quan sát, cảm thụ được kiếm táo bạo ý kia, tâm thần lại bị rung động thật sâu. Một khắc này, bọn họ có một loại ảo giác, Vân Phi Dương được kiếm linh gia trì phản phất như không còn là người, mà đã trở thành một thanh kiếm trảm thiên phách địa. Năm đó, lúc Vân Phi Dương và Tiểu Tiện Tiện dung hợp hình thành cự kiếm, cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, còn vận dụng chiến thần hồn thể đệ tam biến, bây giờ đột phá chuẩn tiên, lần nữa song tiện kết hợp, chỉ dùng đệ nhất và đệ nhị biến, uy lực lại mạnh hơn trước kia 10 lần, xoát, Vân Phi Dương phất tay, quát lạnh, phá cho ta, vừa dứt lời, cự kiếm nhất thời xông lên, đồng thời mang theo thái thanh kiếm khí và vô thượng đạo ý, có thể nói, biến ảo cự kiếm thi triển thái thanh kiếm quyết mới là đòn sát thủ chân chính của Vân Phi Dương, hưu, cự kiếm xông lên trời, kiếm ý khuếch tán, những nơi đi qua, không gian vũ trụ hiện ra kiếm ngân sâu xa, vù vù, chưởng ấn đế quân thiên ngang nhiên trấn áp xuống, một khắc này, cự kiếm hướng lên, cự chưởng hướng xuống, hai cổ lực lượng đồng thời bạo phát nhất thời làm cho vũ trụ ảm đạm phai mờ, ông, bên trong thần ẩn giới cách rất xa, khắp nơi run rẩy kịch liệt,
Võ giả ở bên trong rõ ràng cảm nhận được hai cổ lực lượng đáng sợ, trên mặt không hiện lên ra vẻ kinh ngạc, mà ở một vị diện xa xôi, võ giả sinh tồn nơi đây cảm nhận được hơi thở đế vương và kiếm ý, thần sắc kinh biến. Rất nhanh, bọn họ phát hiện, cuối đường bầu trời có hai cổ hào quang nhỏ yếu đang lấp lóe, cũng dần dần sát vào nhau. Đó là cự kiếm Vân Phi Dương va chưởng Ấn Đế Quân Thiên sinh ra ánh sáng, hai người cách giới này ít nhất cũng 10.000 quang. Quyết đấu cuối cùng để võ giả cách đó 10.000 quang mắt thấy, thật vô cùng kinh khủng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ có người đang đánh nhau? Võ giả bên trong giới đó mờ mịt. Cuối cùng, bọn họ tận mắt nhìn thấy, hai ánh sáng chạm vào nhau, một tiếng vang như bom nổ hình thành cũng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Vù vù, một lúc sau, bên trong giới cuồng phong gào thét, không gian hơi rung rẩy. Võ giả ở bên trong sắc mặt kinh biến, nhất thời đoán được, ba động đột nhiên xuất hiện bên trong giới nhất định có quan hệ đến hai đạo quang mang kia. Trời ạ, chẳng lẽ là hai cổ lực lượng đang chạm vào nhau? Xoát, xoát, rất nhiều cường giả bay ra khỏi giới, khi bọn hắn đứng trong vũ trụ nhìn về phía ánh sáng mở rộng, khóe miệng rung rẩy kịch liệt. Mặc dù không thể xác định, có phải có hai cổ lực lượng chạm vào nhau hay không, nhưng có thể suy đoán, nó cách mình vô cùng xa xôi, lại trở lại khu giao chiến. Võ giả xem chiến lại một lần lui lại mấy ngàn dặm, giờ phút này sắc mặt từng người tái nhợt, thân bị trọng thương. Ngay vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy cự kiếm và cự chưởng chính diện đập vào nhau, nhưng vẻn vẹn tiếng ầm vang truyền đến đã chấn thương kinh mạch trong cơ thể bọn họ, mà về sau tiếng nổ tung càng to, dư uy đánh tới, đã trọng thương đến ngũ tạng lục phủ. Cũng may chạy nhanh, nếu như chậm một chút điểm, chắc đã chết tại chỗ. Ngoạ tào, một khu vực khác, La Mục che ngực, sắc mặt tái nhợt, uy lực quá mạnh đi. Khi Dư Uy đột kích, hắn và Trầm Thanh đồng thời thi triển thần thông hình thành phòng ngự, tuy hóa giải nhưng kinh mạch cũng bị hao tổn. Bọn người Viêm Sương không nói, ánh mắt nhìn về phía khu giao chiến xa xôi. Bọn họ càng để ý Phi Dương Ca và Đế Quân Thiên lần này giao thủ có kết quả như thế nào. Bên trong khu vực giao chiến, lạnh lùng kiếm khí và hơi thở đế vương cường thế hỗn hợp lại cùng nhau, tàn phá hạo hãn vũ trụ. Dần dần, hai cổ lực lượng nhược hóa, không gian phá toái lan tràn ngàn dặm hiện ra trong tầm mắt mọi người. Một kiếm ngân dựng đứng bắt mắt phản phất như phân vũ trụ thành hai, đám người biết, kiếm ngân này nhất định do cự kiếm Vân Phi Dương hình thành tạo ra, mà tại khu vực ngọn nguồn thôn vệ, đến nay vẫn còn tồn tại kiếm ngân. Trong vũ trụ bị chém, Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, quanh thân trôi nổi vô số mảnh kiếm vỡ vụn, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lơ lửng trước người, ánh sáng ảm đạm, cực độ suy yếu. Phốc, đột nhiên, Vân Phi Dương mở to miệng, phun ra một đoàn máu đen, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giờ phút này kinh mạch bên trong thân thể hắn bị hao tổn nghiêm trọng, dù sinh mệnh thuộc tính tự chủ vận chuyển nhưng cũng rất khó tu sửa trong khoảng thời gian ngắn. Phi Dương Ca, đám người Viêm Sương nhất thời kinh hãi, nơi xa, ánh mắt Tử Vi Thần cũng dần ngưng trọng. Vân Phi Dương bị thương tổn lại nhẹ nhàng ngẩng đầu, gian nan vẻ mỉm cười. Địa phương hắn nhìn tới, Đế Quân Thiên đứng tại chỗ, tóc tai rối bời, lắc đầu thở dài, không hổ là người thiên mệnh chọn. Nói rồi thân thể cấp tốc thu nhỏ, chỉ sau một lát, thân thể trăm trượng khôi phục lại hình thái bình thường. Bọn người Viêm Sương nhíu mày lại, bọn họ cho rằng Đế Quân Thiên trừ tóc tai tán loạn giống như không có bị thương. Ba, đột nhiên tiếng vang giòn tan truyền đến, bọn người Viêm Sương lúc này nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải Đế Quân Thiên lúc trước trấn áp xuống rớt ra máu tươi cuồn cuộn. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lắc đầu nói, một kiếm này không thể lấy thủ cấp của ngươi. Sắc mặt Đế Quân Thiên hơi dữ tợn, nhưng cũng không quan tâm cánh tay bị chém rụng, nói, một trận chiến này, ngươi thắng, nhưng, một quan hắn lãnh lệ quát, thắng bại chân chính còn phải phân ra trên chiến trường. Vù vù, trăm vạn đại quân bên Thần Ẩn Đế Quốc nhất thời bạo phát tu vi hình thành khí lãng khủng bố. Vân Phi Dương yếu ớt nói, ta cũng cho rằng như vậy. Xoát, xoát, 100 vạn binh lính linh tộc lấy Viêm Sương cầm đầu cũng bắt đầu bạo phát tu vi, khí lãng hình thành trong nháy mắt vượt qua đối phương. Đế Quân Thiên rời đi, Vân Phi Dương cũng kéo thân thể suy yếu rời đi. Mặc dù hắn tung một kiếm chém rụng cánh tay Đế Quân Thiên, nhưng bỏ đại giới to lớn, sau đó, chỉ có thể giao cho đám Viêm Sương, nếu như diệt đại quân Thần Ẩn giới, chẳng khác nào chân chính đánh bại Đế Quân Thiên. Nhớ kỹ, về đến trận doanh, Vân Phi Dương căn dặn, những người mang thần hồn bên kia, nhất định phải sống. Hiểu rõ, bọn người Viêm Sương gật đầu, xoát, xoát, một lúc sau, bọn họ mang theo đại quân linh tộc bay đến vùng vũ trụ bị vỡ vụn kia, cùng lúc đó, trăm vạn đại quân Thần Ẩn Đế Quốc cũng xuất động. Trong lúc nhất thời, song phương cách nhau trăm trượng, triển khai trận pháp dương cung bạc kiếm. Vân Phi Dương và Đế Quân Thiên giao thủ kết thúc, tiếp đó chính là chiến đấu giữa đại quân hai phe và các người mang thần hồn. Thắng bại của song phương liên quan đến kết cục cuối cùng. Hưu, Vân Phi Dương cũng không có quan chiến, sau khi đại quân xuất động,
dung nhập vào phi dương giới, bắt đầu tiếp nhận tác dụng phụ khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Bởi vì Vân Phi Dương và Đế Quân Thiên đánh một trận nên hình thành một mảnh khu vực vỡ vụn có phạm vi cực lớn, nhưng bắt mắt nhất vẫn là kiếm ngân thâm sâu phản phất như tách vũ trụ ra thành hai nửa. Vân Phi Dương thi triển một kiếm, tạo thành uy lực mạnh hơn rất nhiều ở ngọn nguồn thôn phệ, cho nên muốn để không gian khép lại, tất nhiên cần thời gian rất lâu. Phi Dương ca quá bưu hãn, Viêm Sương và bọn người La Mục cảm thụ kiếm ý còn lại, trong lòng động dung. Phía sau bọn họ, 100 vạn binh lính linh tộc sẵn sàng đón địch, thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ binh khí. Ngay phía trước, 100 vạn đại quân thần ẩn đế quốc cũng lấy ra vũ khí. Hai lực lượng mạnh nhất đánh xong đại chiến, thắng bại tiếp theo do bọn họ quyết định. Một trận chiến này, tuyệt còn mạnh hơn lúc vực ngoại chiến trường. Lúc đó cảnh giới binh lính linh tộc của Vân Phi Dương chỉ có thiên tôn đại viên mãn, bây giờ đã bước vào bán tiên. Đại quân thần ẩn đế quốc cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cảnh giới bọn họ không bằng binh lính linh tộc, nhưng trang bị và vũ khí phi thường cường hãn. Tại khu vực tiểu thần giới, thần ẩn đế quốc còn có không ít binh lính, đang giao chiến kịch liệt cùng thiên long giới. Vân Phi Dương đột nhiên giết tới, có thể trong thời gian cực ngắn, lần nữa gọi ra 100 vạn đại quân, đế quân thiên rất có năng lực. Chư vị, Viêm Sương nói, ngày hôm nay chiến một trận đi. Huyết Dịch La Mục và đám vân lịch sôi trào, chợt khóa ánh mắt trên người mang thần hồn bên địch. Tuy Phi Dương ca nói qua, để người sống, nhưng hôm nay đã gặp nhau, khẳng định phải đánh bọn họ một hồi. Giết! Viêm Sương hô to một tiếng, Gia Cát Cẩm không xuất chiến, lần này hắn là thống soái. Giết! Giết! Sau lưng, 100 vạn triệu linh tộc đại quân giận dữ hét lớn, thanh âm rung động thiên địa, để võ giả nơi xa lộ ra thần sắc hãi nhiên. Soát! 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 La Mục và bọn vân lịch tiến lên, bọn họ là chiến tướng, cho nên trước tiên khóa chặt chiến tướng người mang thần hồn đối phương. Giết! Thần ẩn đế quốc quát lớn. Soát! Soát! Bọn họ cũng bạo phát thần lực, xuất lĩnh đại quân sau lưng xông lên. Nhìn từ đằng xa, hai đại quân đang điên cuồng cuốn tới. Loại chiến tranh đại quy mô này khiến cho rất nhiều người sợ mất mật. Kim Cương Thần, hiện, một tôn cự viên kim quang lấp lóe được biến ảo ra, nâng quyền vọt tới mấy người mang thần hồn. Vù vù, lực lượng kinh khủng bạo phát, rung động không gian. Không tốt. Sắc mặt mấy người thần hồn kinh biến, lúc này bọn họ mới ý thức được, thực lực gia hỏa nắm giữ thần hồn Kim Cương Thần đã đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, đâu chỉ La Mục, Vân Lịch, Mộ Dung Chiến, bọn Long Chấn Vũ đều là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Vân Phi Dương biến mất 16 năm, khu vực thời gian gia tốc trong Phi Dương giới trải qua mấy ngàn năm, trong thế giới tràn ngập thuộc tính và đạo ý, nếu như thời gian này không thể đột phá đến đỉnh phong, bọn hắn cũng không cần tu luyện võ đạo nữa. Ầm ầm. La Mục biến ảo Kim Cương Thần, một quyền đánh xuống, cảnh giới mấy người thần hồn chỉ có vững chắc kỳ, nhất thời bị đánh trúng, máu tươi cùng phúng lui lại, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải Vân Phi Dương nói để lại người sống, lấy thực lực La Mục, một quyền đã có thể mạt sát bọn hắn. Hô, một phương khác, thuần dương chi khí bạo phát, Vân Lịch không bị ổi đánh lén, quang minh chính đại giao thủ cùng hai người thần hồn, bởi vì thực lực cường hãn, rất nhanh áp chế gắt gao. Mộ Dung Chiến và mấy người Hà Kỳ cũng dựa vào lực lượng cường thế chiếm thượng phong, thực lực chiến tướng thần ẩn đế quốc yếu, nhưng đế quân thiên tìm được rất nhiều người thần hồn. Từ cục diện nhìn lại, tuy bọn La Mục chiếm thượng phong nhưng muốn bắt giữ toàn bộ, sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Đại tướng giao thủ, binh lính song phương cũng chiến, mấy chục vạn binh lính linh tộc kết trận vạn cổ binh pháp phản phất như hóa thành một thanh kiếm xông vào địch nhân. Phốc, phốc, những nơi đi qua, đầu lâu binh lính thần ẩn đế quốc bay ra, cánh tay đứt gãy. Trong khoảnh khắc, phương vũ trụ này tràn ngập mùi máu tươi, linh tộc nắm giữ huyết dịch ma tộc, ngửi được mùi máu tươi, hai con ngươi đỏ bừng như hóa thành mảnh thú. Giết, giết, bọn họ trống giận tiến lên, không ngừng xâm nhập, từ 100 vạn đại quân giết ra một đường máu. Tê, võ giả xem chiến hít một hơi lãnh khí, loại không sợ chết này quả thực kinh khủng, chết đi cho ta. Người thần hồn thần ẩn đế quốc bay tới, song chưởng vung ra, hình thành lực lượng kinh khủng muốn mạt sát đám binh lính linh tộc đang xông vào. Ông. Nhưng khi lực lượng hắn sắp rơi xuống, một mặt cự thuẫn xuất hiện hóa giải tất cả, trầm thanh rút thần thuẫn về, phóng tới người thần hồn kia, nói, đối thủ của ngươi là ta, chiến thần Trúc Long. Sắc mặt người kia kinh biến, lúc này lui lại, tam đại chiến thần thần giới, danh tiếng vang dội, trầm thanh nắm giữ thần hồn Trúc Long, không thể nghi ngờ là tồn tại bọn họ kiên kỵ nhất. Soát, soát, mấy người thần hồn xông lên, không nói hai lời, cùng nhau đập tới, bành, bành. Từng quyền ấn đánh vào trên thân Trầm Thanh, mà hắn lại không muốn động đậy, chỉ giơ quyền oanh ra ngoài, bành, một quyền này trực tiếp đánh năm người thần hồn bay ra ngoài, lực lượng các ngươi thật yếu. Trầm Thanh đứng đó, trong ánh mắt lấp lóe vẻ khinh thường,
quanh thân tản ra bá khí, đáng giận, phòng ngự tên này quá mạnh, người thần hồn bị đánh lui, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Oanh, oanh, một phương khác, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần ba người đồng dạng biểu hiện ra lực chiến đấu cường thế, bọn họ đến từ Vạn Thế Đại Lục, mặc dù có thiên tư không kém võ giả trong giới, nhưng nếu như không phải Vân Phi Dương, thành tựu nhất định có hạn. Vào hôm nay, ba người đứng trong Hạo Hãn vũ trụ, dù bị hơn 10 người thần hồn vây khốn, vẫn có thể áp chế. Nếu Vân Phi Dương trong Phi Dương giới thấy bọn họ biểu hiện, nhất định sẽ vui mừng. Những người này rốt cục tại hôm nay dùng sức mạnh chứng minh, có đầy đủ võ đạo tư nguyên, mình sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Giết, giết, tiếng trống giận dập dần trong vũ trụ, Viêm Sương và La Mục cầm đầu 100 vạn binh lính linh tộc hoàn toàn như cỗ máy chiến tranh. Tuy đại quân thần ẩn đế quốc có trang bị tinh xảo, nhưng đối mặt từng bầy mãnh thú phát cuồng, kết quả chỉ có thể từng bước lui lại, quân lính tan rã. 100 vạn binh lính linh tộc và 100 vạn binh lính thần ẩn đế quốc chém giết, bàn về trình độ kịch liệt, khẳng định hơn xa lúc trước tại vực ngoại chiến trường, dù cảnh giới cũng có cự đại biến hóa, uy lực hình thành càng rung động không thôi. Bất quá, vực ngoại chiến trường, tuy thần ẩn đế quốc cuối cùng vẫn bại, nhưng ít ra cũng lưu cho chư giới ấn tượng không ít. Lần này, phi thường bi kịch, bởi vì từ lúc chiến tranh bắt đầu, thẳng đến bây giờ chém giết 3 canh giờ, bọn họ một mực bị áp chế gắt gao, không nói binh lính, nói mấy chục người thần hồn cũng bị hơn 10 người La Mục ép thở không nổi. Nếu không có Vân Phi Dương căn dặn, bọn người đầu nhập vào đế quân thiên này chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Đại tướng chịu không được, các binh sĩ đồng dạng khó có thể đứng vững, chỉ có thể liên tục bại lui. Chiến đấu rất kịch liệt, thần ẩn đế quốc bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Võ giả xem chiến nơi xa nhìn ra được, vô luận thực lực hay trận pháp, đại quân dị tộc Vân Phi Dương đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục đánh xuống, thần ẩn đế quốc chắc chắn thất bại. Giết, giết, linh tộc binh lính trống giận, sĩ khí bọn họ đã đạt đến cực hạn, muốn thừa thế xông lên chém giết toàn bộ địch quân. Tuy thần ẩn đế quốc phản kích nhưng vẫn không thay đổi chút nào. Sau 5 canh giờ, không gian vũ trụ rung chuyển vỡ vụn, vô số thi thể phiêu đãng, máu tươi hình thành huyết hà. Linh tộc binh lính đuổi đánh tới cùng, thần ẩn đế quốc đã vẫn lạc hơn 20 vạn, thương vong thảm trọng. Hơn 10 người thần hồn thì bị bọn La Mục bắt sống, trở thành tù binh. Nhìn cục diện nhìn lại, bại cục thần ẩn đế quốc đã định, khả năng nghịch chuyển phi thường nhỏ bé. Mà đế quân thiên đang dưỡng thương trong thần ẩn giới thì sắc mặt dữ tợn. Từ khi trọng sinh đến nay, trước tranh quyền với rất nhiều hoàng tử, sau thành tựu đế vương bá nghiệp, cũng bắt đầu chăm lo quản lý, chế tạo thần ẩn đế quốc thành một đế quốc quân sự. Tự tin dù đối mặt bất kỳ một giới bào, chỉ cần là chiến tranh, sư đoàn tinh nhuệ của mình nhất định có thể tùy tiện thủ thắng. Nhưng Vân Phi Dương xuất hiện, khi đại quân dị tộc xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, loại tự tin kia dần dần bị đánh nát. Bây giờ thấy quân tinh nhuệ của mình tan tác, tự tin triệt để bị tan rã. Đế quân thiên thống khổ lẩm bẩm nói, đây chính là người thiên mệnh chọn sao, quân thiên. Đột nhiên, Tử Vi thần rơi vào trong cung điện, đứng trước mặt hắn, chân thành nói, đây là thiên mệnh, không thể trái, thiên mệnh không thể trái. Đế quân thiên cười, cười rất điên, nói, đế quân thiên ta từ không tới có, nỗ lực không ít hơn người khác, cũng bởi vì thiên mệnh không thể trái, phải tiếp nhận vận mệnh an bài. Tử Vi thần trầm mặt, nam nhân này ở kiếp trước, lòng ôm chí lớn, thành tựu thần chủ, thần giới được hắn quản lý, ngày càng cường thịnh. Không biết sao tạo hóa trêu người, cường giả chân vũ thần vực xuất hiện, không chỉ diệt thần giới cũng làm cho hắn vẫn lạc. Sau đó trọng sinh tại thần ẩn giới, hắn làm lại từ đầu, trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh, sử dụng năng lực của mình chế tạo một đế quốc to lớn. Chỉ là một thế này hắn đi một con đường không có lối về, thay Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Đế quân thiên là ác nhân, không phải, Vân Phi Dương là ác nhân sao, cũng không. Trên thế giới này, không có ác nhân cũng không có người tốt, chỉ có lập trường khác biệt tạo thành đối lập lẫn nhau. Ta sẽ không thua, nữ nhân của ta còn đang đợi ta phục sinh. Đế quân thiên nỉ non, ánh mắt cũng dần âm lãnh. Tử Vi thần chấn động, dự cảm có chuyện không tốt phát sinh. Hô, vào lúc này, ngoại vũ trụ thần ẩn giới, không gian rung rẩy kịch liệt cũng đột nhiên mơ hồ, ma khí khủng bố bộc phát. Tử Vi thần cả kinh hô, ma tộc, hả? Bọn người Viêm Sương giao chiến hoảng hốt, quay nhìn về phía thần ẩn giới. Hưu, hưu, đột nhiên, không gian mơ hồ, từng đạo lưu quang màu đen bay ra đứng trong vũ trụ, đợi ánh sáng tán đi, từng dị tộc dáng người khôi ngô, thể trạng cao ráo hiện ra trong tầm mắt mọi người. Chúng có dung mạo dữ tợn, tương tự linh tộc, nhưng dù thể trạng hay bắp thịt đều cường đại hơn. Quanh thân ngưng tụ ma khí tràn ngập trong vũ trụ, khiến người ta không rét mà run. Đây là, một quan Viêm Sương lãnh lệ, ma tộc, đột nhiên xuất hiện ma tộc, số lượng đến 50 vạn, phi thường khủng bố. Trong mắt võ giả quan chiến,
tộc loại đột nhiên xuất hiện không khác gì đại quân dị tộc Vân Phi Dương, chỉ là ma khí càng thêm tinh thuần. Ha ha ha, một võ giả ma tộc thân hình cao lớn, người mặc chiến giáp, âm u cười nói, đế quân thiên, ngươi vẫn phải thỏa hiệp, cần phải mượn lực lượng ma tộc ta để tái tạo thần ma lưỡng giới. Này người nói chuyện phát ra ma khí cường liệt, đồng thời ẩn chứa khí tức vương giả. Ma Vô Nhai, ánh mắt Tử Vi thần đột nhiên lạnh lùng. Ma Vô Nhai, giới chủ thống lĩnh ma tộc vạn năm trước, được xưng ma giới chi chủ, thực lực người này khó phân trên dưới cùng thần chủ đế quân thiên lúc ấy, nhưng vẫn chết trong tay Bắc Môn Sinh. Ma chủ vẫn lạc, ma giới cuối cùng cũng diệt vong. Tử Vi thần không nghĩ tới, ma chủ này sẽ xuất hiện tại thần ẩn giới, phát ra khí tức đạt tới chuẩn tiên, sau lưng thống lĩnh mấy chục vạn đại quân ma tộc, giống như cũng đạt đến thiên tôn đại viên mãn, thậm chí bán tiên. Tử Vi thần, Ma Vô Nhai cười lạnh, nói, đã lâu không gặp, ma chủ và thần giới thủy chung là địch, tất cũng từng đánh với tứ ngự không ít lần, sao ngươi lại ở chỗ này? Tử Vi thần lạnh lùng hỏi. Ma Vô Nhai cười nói, bởi vì ta và đế quân thiên có ước định cùng một chỗ tái tạo thần ma lưỡng giới. Tử Vi thần nhìn về phía đế quân thiên, phản phất như hiểu rõ cái gì. Ma Vô Nhai quay người nhìn về phía binh lính linh tộc, âm u cười nói, đây chính là ma linh tộc bằng vào nguyên hình ma tộc ta sáng tạo ra à. Khi nói chuyện, ma khí điên cuồng khuếch tán, gần 100 vạn linh tộc binh lính bị ma khí cảm nhiễm, huyết dịch sôi trào, trong thức hải sinh ra một cổ suy nghĩ muốn thần phục, đáng giận. Thác Bạc Lưu ôm đầu, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, các linh hoàng khác cũng thống khổ chống lại cổ ma khí kia. Ma linh tộc là tộc loại do chư thần thần giới dựa vào huyết dịch ma tộc sáng tạo ra, lúc đối mặt ma tộc chi chủ cao quý, khẳng định sẽ khiến bọn hắn thần phục. Nhờ tu luyện nhiều năm trong phi dương giới, nếu như đổi lại mảnh đất thí luyện, Ma Vô Nhai xuất hiện, bọn họ đã sớm quỳ xuống. Ma khí bao phủ vũ trụ, vô số linh tộc binh lính ôm đầu, thần sắc dị thường dữ tợn, nhưng phòng tuyến thủy chung không có sụp đổ. Hả? Ma Vô Nhai có chút hoảng hốt, tộc loại này lấy huyết dịch ma tộc sinh ra, lúc đối mặt ma chủ triệu hoán có huyết thống cao quý nhất, vậy mà lựa chọn chống cự. Năm đó thần giới chia làm thần ma lưỡng giới, đồng thời sinh tồn rất nhiều tộc loại, hai tộc loại cường đại nhất chính là thần tộc và ma tộc. Ma tộc sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, thực lực không kém hơn thần tộc, hai đại tộc loại thủy chung giao chiến, chưa bao giờ sống chung hòa bình. Về sau thần giới đại năng dựa vào huyết dịch ma tộc, sáng tạo ra ma linh tộc, cũng thành lập mảnh đất thí luyện dưới phàm giới, mặt ngoài là rèn luyện phàm nhân, trên thực tế là hy vọng bọn họ sớm tiếp xúc ma tộc, chờ đột phá vũ thần phi thăng thần giới để chiến tranh cùng ma tộc. Nói đơn giản, ma linh tộc sinh ra chỉ là làm cho nhân loại có cơ hội càng nhanh thích nghi với ma tộc, từ đó trong lúc tối hậu ra tiền tuyến kháng địch. Nếu do huyết dịch ma tộc sáng tạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tổ tiên ma linh tộc chính là ma tộc, cho nên khi Ma Vô Nhai xuất hiện, thấu phát ma khí, huyết dịch ma tộc tinh thuần ẩn chứa chính thống có thể dẫn dắt ma linh tộc, để bọn hắn thần phục. Đây là áp chế về huyết mạch, giống với thần thú bạch hổ rơi vào trần thế, hung thú thuộc về loại hổ cảm nhận được khí tức vương giả đều sẽ chủ động quỳ xuống. Ma giới chi chủ, Ma Vô Nhai xuất hiện cũng như thần thú bạch hổ hạ phàm, trong thân thể ma linh tộc có huyết dịch tương đồng, nhất thời bị áp chế gắt gao. Đương nhiên, muốn cho ma linh tộc thần phục rất dễ dàng, nhưng muốn cho binh lính Vân Phi Dương trưởng khống thần phục, lại vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không phải ma linh tộc, mà là linh tộc, tuy thiếu một chữ ma, nhưng thuộc về một tộc loại hoàn toàn mới. Huống hồ những năm gần đây, bọn họ không đơn thuần tu luyện ma đạo, còn kim tu võ đạo, thậm chí trong hoàn cảnh tốt, thiên địa thuộc tính sung túc, võ giả linh tộc có khuynh hướng tu luyện võ đạo, biến hóa không chỉ tu luyện, còn có văn hóa. Trong phi dương giới, linh tộc và nhân tộc bình an sinh hoạt, quan hệ vô cùng hòa hợp, sự việc nhân linh thông hôn cũng thường xuất hiện. Tuy thân thể và huyết dịch linh tộc kế thừa ma tộc, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói lại càng tiếp cận nhân loại. Chính là loại nguyên nhân này, khi Ma Vô Nhai phóng thích ma lực, để bọn hắn sinh ra xúc động quỳ bái nhưng cũng có thể kiềm chế cổ suy nghĩ kia. Hừ, Ma Vô Nhai lạnh lùng nói, bản chủ ngược lại muốn xem tộc loại cấp thấp như các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Khi nói chuyện, ma khí cuồng bạo bạo phát, lần nữa thẩm thấu 100 vạn đại quân linh tộc, ý đồ áp chế huyết mạch, để bọn hắn hoàn toàn thần phục. A, Thác Bạc Lưu thống khổ kêu thảm, loại suy nghĩ khiến cho hắn thần phục kia tra tấn linh hồn để hắn khổ không thể tả. Viêm Sương, sắc mặt Phá Đa La dữ tợn quát, nhanh thông báo Vân Phi Dương, nếu không chúng ta đều sẽ bị tên kia khống chế. Trong cơ thể hắn có thần hồn dự ngôn thần, nhưng bản thể là linh tộc, cho nên Ma Vô Nhai lấy huyết mạch triệu hoán, vẫn không có lực kháng nhất định. Viêm Sương ý thức được tình huống không ổn, lúc này câu thông Vân Phi Dương, nhưng lại không có hồi âm. Vân Phi Dương vận dụng chiến thần hồn thể, tác dụng phụ chính là hai mắt bị mù, hai tai không nghe được, dù truyền âm cũng không nghe. Chuyện gì xảy ra?
dị tộc binh lính của Vân Phi Dương giống như rất thống khổ, bị lực lượng nào đó quấy rối hả? Võ giả nơi xa nhìn binh lính dị tộc đang lộ ra thần sắc dữ tợn, trong lòng rất khó hiểu. Giết, giết, đại quân thần ẩn đế quốc nguyên bản ở thế yếu, nắm lấy cơ hội đánh tới. Binh lính linh tộc tiếp nhận thống khổ, khó có thể tiến hành phản kích, chỉ có thể mặc cho bọn họ công tới. Mẹ, La Mục hét lớn, người nào đến, đều sẽ chết. Khi nói chuyện, thần lực bạo phát, ngưng tụ ra thần thông kim cương thần, đánh tới binh lính thần ẩn đế quốc. Viêm Sương cùng mấy người vân lịch cũng lần lượt xuất thủ. 100 vạn linh tộc binh lính này do Phi Dương ca hao phí vô số tâm huyết chế tạo, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ bọn họ. Oanh, oanh, thần thông bạo phát trong vũ trụ, giống như thủy triều vọt tới mấy chục vạn đại quân. Cái này, võ giả xem chiến co giật khóe miệng, đám tướng quân của bên Vân Phi Dương cũng chỉ có mười mấy người lại giao thủ cùng hơn 70 vạn đại quân thần ẩn đế quốc. Người ít một chút, nhưng cảnh giới đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong cũng biểu hiện ra thực lực rất chấn động. Mỗi người thi triển thần thông, thi triển vũ kỹ, mỗi lần đánh ra giết hơn mấy ngàn vạn binh lính, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù nhiều võ giả cũng tự tìm cái chết. Chật chật, Ma Vô Nhai cười nói, bọn người thần hồn này giống như rất mạnh. Khi nói chuyện, vung tay lên, 50 vạn binh lính ma tộc sau lưng nhất thời tiến lên, xoát, xoát, đầu tiên bay tới là mười mấy đầu mục ma tộc người mặc chiến giáp, bọn họ cũng luân hồi chuyển thế, trước kia đều là cấp bậc ma tôn ma giới, sau khi chuyển thế tu hành, cảnh giới không kém gì người mang thần hồn bên đế quân thiên, thậm chí ỷ vào thân thể ma tộc đặc biệt, tại phương diện lực lượng toàn thắng. Rất nhiều ma tôn chém giết cùng bọn người La Mục, mặc dù không áp chế, nhưng ít ra chống lại, không rơi xuống hạ phong. Ma Vô Nhai thống lĩnh ma tộc, trận chiến tranh này ngược lại lần nữa là đối kháng thần giới, thần ma chi chiến. Bọn người La Mục tuy ít, còn muốn bảo vệ binh lính linh tộc nhưng vẫn biểu hiện ra lực chiến đấu cường thế. Sau nửa canh giờ, vô luận binh lính thần ẩn đế quốc hay ma quân Ma Vô Nhai đều không thể đột phá phòng tuyến, quá mạnh, hơn 10 người kia cùng hơn 100 vạn binh lính đánh bất phân cao thấp, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Ma Vô Nhai cau mày, không nghĩ tới bọn người thần hồn này có thực lực cường hãn như thế. Hưu, khi nói chuyện, thân thể lóe lên, xuất hiện tại khu giao chiến. Ma Vô Nhai bạo phát, ma khí ngập trời điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đôi ma thủ. Không tốt, đám người La Mục kinh biến, tại cảnh giới bán tiên đại viên mãn, bọn họ tự tin sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng đối mặt chuẩn tiên, vẫn lực bất tòng tâm. Chư vị, chớ hoảng sợ, Tử Vi Thần xuất hiện trên không bọn người La Mục, Tử Vi Thần bạo phát, hình thành phòng ngự kết giới không thể phá vỡ. Hắn không có ý định tham dự chiến tranh Vân Phi Dương và Đế Quân Thiên, nhưng ma tộc chi chủ xuất hiện cũng chỉ có thể động thủ. Ha ha ha, Ma Vô Nhai âm u cười to, Tử Vi Thần, kiếp trước ngươi và hai ngự khác liên thủ đấu không lại ta, đương thời một người sao có thể chống đỡ. Đại ma thủ, trấn áp cho ta. Vù vù, vô số đại thủ do ma khí biến ảo từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tử Vi Thần. Oanh, oanh, một phen cùng oanh loạn tạc, phòng ngự kết giới đột nhiên vỡ nát, Tử Vi Thần lui mấy chục bước, sắc mặt khó coi dị thường. Đơn giản một chiêu, thực lực Tử Vi Thần hiện ra kém Ma Vô Nhai. Oanh, oanh, hạo hãn vũ trụ, Ma Vô Nhai và Tử Vi Thần kịch liệt giao phong. Hai người mặc dù đều là chuẩn tiên, nhưng so với khi Vân Phi Dương đối chiến cùng Đế Quân Thiên thì tràn diện có chút thất sắc. Xác thực mà nói, Ma Vô Nhai và Tử Vi Thần giao thủ mới là chuẩn tiên sơ kỳ giao đấu. Vân Phi Dương và Đế Quân Thiên đã đến gần vô hạn chuẩn tiên trung kỳ. Chuẩn tiên giao thủ, để đại quân thần ẩn đế quốc và ma quân dừng tiến công, Viêm Sương cùng mấy người La Mục che chở binh lính linh tộc, nhìn không chuyển mắt hai người chiến đấu kịch liệt. Tử Vi Thần rõ ràng yếu thế, mấy lần đối chiêu đều ở vào hạ phong tuyệt đối, liên lạc Phi Dương ca không được. Nếu như Tử Vi Thần ngã xuống, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Viêm Sương cau mày, hiện tại hắn rất lo lắng, thậm chí một mực liên hệ Vân Phi Dương, nhưng thủy chung không có hồi âm. Oanh, oanh, âm thanh giao thủ truyền đến, ma khí Ma Vô Nhai bao phủ trong vũ trụ, có thể nói vô cùng kinh khủng. Tuy Tử Vi Thần còn có thể đỏ sức nhưng bạo phát Tử Vi Thần khí lại bị ma khí áp chế gắt gao, bại, chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, lại đánh một chiêu, Ma Vô Nhai âm u cười nói, Tử Vi Thần, chỉ bằng một mình ngươi, rất khó rung chuyển ta. Tử Vi Thần không nói, Tử Vi Thần khí đột nhiên bạo phát. Giờ phút này, hắn biết rõ không phải đối thủ của ma chủ cũng muốn triền đấu, bởi vì nếu không, đại quân linh tộc khẳng định sẽ bị toàn diệt. Tuy Ma Vô Nhai áp chế Tử Vi Thần, nhưng cùng là chuẩn tiên, muốn lấy được thắng lợi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, tranh thủ cho Vân Phi Dương không ít thời gian. Giờ phút này, hắn đang ở trong Phi Dương giới, sớm mở ra thời gian gia tốc 200 lần. Ngoại giới 1 ngày, Phi Dương giới 200 ngày, ngoại giới 5 ngày, Phi Dương giới 1000 ngày, xoát, một ngày nào đó, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt,
tầm mắt và thị lực triệt để khôi phục. Hắn lẩm bẩm, không nghĩ tới, đột phá chuẩn tiên để tác dụng phụ khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến rút ngắn. Vân Phi Dương, dù vận dụng đệ nhất biến hay đệ nhị biến đều phải điều dưỡng trong phi dương giới 5 năm trở lên. Bây giờ vẻn vẹn không đến 3 năm đã khôi phục, tất nhiên là tăng tốc không ít. Đế quân Thiên bị Thái Thanh kiếm khí ta chém rụng cánh tay phải, đời này sợ khó khôi phục. Vân Phi Dương cười nói, thế giới lấy võ làm đầu, chỉ cần không phải chặt đầu, cánh tay và chân đều có thể dựa vào y đạo hồi phục. Nhưng đế quân Thiên bị chém rụng một cánh tay lại không cách nào khôi phục, bởi vì một kiếm của Vân Phi Dương ẩn chứa đạo ý, trực tiếp thẩm thấu bắp thịt và kinh mạch, trừ phi hóa giải đạo ý còn sót lại, nếu không, coi như gắn một cánh tay, cũng chỉ là bài trí, không cách nào sử dụng. Phi Dương ca, ngươi có ở đây hay không? Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng Viêm Sương lo lắng kêu gọi, loại thanh âm này hơn 2 năm qua, cơ hồ cách mỗi một hồi sẽ truyền đến, làm sao? Vân Phi Dương truyền âm dò hỏi. Viêm Sương ở ngoại giới đột nhiên nghe được Phi Dương ca đáp lời, trên mặt đột nhiên đại hỉ, lúc này kể lại tình huống. Vân Phi Dương ngạc nhiên, ma vô nhai, hưu, khi nói chuyện, bóng người lóe lên, xuất hiện trong hạo hãn vũ trụ, mà khi hắn định mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, một người mặc chiến giáp màu đen phát ra ma khí đang giao thủ cùng Tử Vi thần. Ôi, Vân Phi Dương bật thốt, lão ma đầu này còn sống, Vân đại tiện thần dám chọc thần chủ, khẳng định cũng trêu vào ma chủ, đáng tiếc, lúc ấy, hắn đánh không lại đế quân Thiên, cũng đánh không lại ma vô nhai, một khi gặp tất nhiên trùng mất. Oanh, đột nhiên, tiếng vang truyền đến, Tử Vi thần gượng chống 5 ngày, cuối cùng bị ma vô nhai đánh bay. Phốc, Tử Vi thần ổn định thân thể phun ra một nguồn máu, sắc mặt tái nhợt, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, hồng quang đầy mặt xuất hiện, nhất thời buông lỏng một hơi. Hả? Ma vô nhai thu tay khẽ nhíu mày, ngửi được một cổ khí tức cực chán ghét, đâu chỉ hắn. Võ giả ma tộc đứng đằng xa cũng không khỏi bùng cháy lửa giận. Xoát, xoát, cùng một thời gian, bọn họ nhìn theo cổ khí tức kia, cuối cùng khóa chặt Vân Phi Dương, không nhìn còn khá, xem nhất thời vỡ tổ. Những ma tôn đó nắm chặt song quyền, ánh mắt phun ra lửa giận, hận không thể trong nháy mắt đốt cháy vũ trụ. Ma vô nhai nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Phi Dương, thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời, nương theo ma khí khủng bố, cuốn tới, ai nha nha. Vân Phi Dương không nhìn ma khí, nhếch miệng nói, đây là ma giới chi chủ à, vạn năm không gặp, tính khí vẫn táo bạo như vậy. A, à, đây không phải ma tôn nhất quan tài sao? A, à, đây không phải tà long ma tôn hả? Trời âm u ma tôn, địa linh ma tôn. Chật chật, nguyên lai các ngươi đều luân hồi chuyển thế. Vân Phi Dương một hơi nói ra rất nhiều ma tôn, giống như nhìn thấy lão bằng hữu. Nhưng tên này lần lượt hô ra tên bản thân kiếp trước, đại ma tôn lại muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời. Thần giới hạo kiếp, bọn họ cũng không vẫn lạc. Vì cái gì? Bởi vì thần ma chi chiến, chết hết trong tay Vân Phi Dương, chết tại Thiên Ma Tỉnh. Đây cũng là vì sao khi ngửi được khí tức Vân Phi Dương, tâm tình chúng ma chập chờn lớn như vậy, dù sao tiểu tử kia là đại cừu nhân mình kiếp trước. Vân Phi Dương, một ma tôn phẫn nộ nói, ngày hôm nay bản tôn muốn chém giết ngươi, báo thù kiếp trước. Không không, Vân Phi Dương lắc đầu nói, các ngươi cần phải cảm tạ ta, cảm tạ ngươi. Chúng ma nhất thời mộng, kiếp trước bị hắn chém giết, kiếp này cảm tạ hắn, đây là đạo lý gì? Vân Phi Dương buông tay, nói, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, thần ma lưỡng giới vẫn diệt, nói nhảm, chúng ma lạnh lùng đáp lại, việc này bọn họ được ma chủ tìm tới liền đã biết được. Vân Phi Dương cười nói, nếu như không phải ta giết bọn ngươi trước, các ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Cái này, chúng ma tôn nhất thời ngây người, tuy trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng tên kia nói, giống như có chút đạo lý. Vân Phi Dương tiếp tục nói, ta có ân tái tạo đối với các ngươi, cho nên, kiếp này các ngươi cần phải báo đáp ta. Chủ động đầu nhập vào ta, đánh rắm, chúng ma tôn cùng mắng, để bọn hắn đi đầu quân cừu nhân kiếp trước giết mình, khẳng định không có khả năng. Vân Phi Dương, ma vô nhai lạnh lùng nói, thu hồi không biết xấu hổ, đến đánh với ta một trận, xem ra, vị này ma chủ cũng biết, tính cách Vân đại tiện thần, chiến có thể, bất quá. Vân Phi Dương một bộ phóng ra, nói, đầu tiên vẫn là phải giúp binh lính ta, hóa giải huyết mạch áp chế mới được, hô, khi nói chuyện. Một đóa hoa sen màu tím từ trong cơ thể hắn bay ra, cấp tốc tịnh hóa ma khí bốn phía, ma vô nhai cả kinh, Tử Liên nghiệp hỏa, ma tộc rất cường hãn, thân thể và lực lượng đều không phải nhân tộc cùng thần tộc có thể so sánh, nhưng tộc loại mạnh hơn cũng có nhược điểm, ma tộc cũng không ngoại lệ, tuy bọn họ hung hãn nhưng nhất e ngại chính Phật môn khí, mà Vân Phi Dương triệu hoán ra Tử Liên nghiệp hỏa, cực khắc chế ma tộc cùng ma khí, khi hắn triệu hoán ra, ma giới chi chủ, ma vô nhai kinh biến. Ma tôn nơi xa cùng mấy chục vạn ma quân cũng run rẩy tâm thần, Tử Liên nghiệp hỏa hiện ra,
Tuy chỉ là một đóa hoa sen nho nhỏ, nhưng ẩn chứa khí tức Phật môn lại càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, ma khí bao phủ trong vũ trụ bị hóa giải, binh lính linh tộc thoát ly khỏi ma khí, sắc mặt nhất thời giãn ra. Năm ngày qua, nếu không có ma vô nhai phân thần khi giao thủ cùng Tử Vi thần, bọn họ đã sớm chịu không nổi. Hô, Phá Đa La và bọn người Thác Bạc Lưu nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại sau lưng vẫn phát lạnh. Nếu như Vân Phi Dương không xuất hiện, một khi tư duy mình và binh lính linh tộc sụp đổ, tất sẽ thành khôi lỗ cho người kia. Quá hiểm, Phá Đa La và Thác Bạc Lưu âm thầm may mắn, nhưng bọn họ cũng không biết, có thể chịu lâu như vậy cũng bắt nguồn từ bản thân họ. Nếu như không phải lâu dài sinh tồn trong phi dương giới, nhiều lần tiếp xúc cùng nhân loại, lại chủ tu võ đạo, tâm cảnh phát sinh biến hóa. Nếu không, ma vô nhai mới vừa xuất hiện, hơi vận dụng huyết mạch áp chế đã có thể để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Vù vù, Tử Liên nghiệp hỏa tiếp tục lan tràn, cuối cùng, tịnh hóa tất cả ma khí. 100 vạn binh lính linh tộc được giải phóng nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt tràn ngập sùng bái, có thể chống đỡ 5 ngày không thần phục, một nguyên nhân khác chính là Vân Phi Dương. Loại tín ngưỡng này siêu việt tổ tiên ma tộc, áp đảo huyết mạch, hưu, Vân Phi Dương vung tay lên, Tử Liên nghiệp hỏa nhất thời phai mờ, hắn nhìn về phía ma vô nhai, cười nói, hiện tại có thể chiến. Ma vô nhai kiên kỵ, một khắc Vân Phi Dương xuất hiện, hắn biết kẻ này là chuẩn tiên, nhưng cũng không có để trong lòng, lấy ra Tử Liên nghiệp hỏa. Lại đau đầu, dù sao Phật môn thánh hỏa này vô cùng khắc chế ma khí, mà cao thủ quyết đấu, sợ thuộc tính bị khắc, ma tôn lúc trước phẫn nộ, thấy Tử Liên nghiệp hỏa, từng người trầm mặc không nói, bọn họ hận Vân Phi Dương, nhưng càng kiên kỵ Phật môn hỏa diễm, sắc mặt đế quân thiên khó coi đến cực hạn, hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Phi Dương khôi phục nhanh như vậy, mà hắn xuất hiện, sợ rằng sẽ cải biến chiến cuộc, đừng sợ, Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không cầm Phật môn hỏa diễm, đối phó trẻ con như ngươi. Trẻ con, khóe miệng mọi người co giật, một dị tộc chuẩn tiên thân hình cao lớn, lực lượng cường hãn lại bị hắn hình dung như thế, cái này phách lối bực nào, vốn ma vô nhai rất kiên kỵ, nhưng khi nghe được Vân Phi Dương nói chuyện, nhất thời lửa giận ngút trời, dù tiểu tử kia vận dụng Tử Liên nghiệp hỏa, đường đường ma giới chi chủ, đối mặt với nhục nhà như vậy cũng nhất định phải chiến, xoát, ma vô nhai bước ra một bước, ma khí gào thét hình thành vô số hắc thủ, thật giận, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Cường độ ma khí này, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo vất một tay, cười nói, hơi yếu, vù vù, vừa dứt lời, quanh thân phun ra ma khí cực kỳ tinh khiết, đồng dạng hóa thành vô số bàn tay, chính diện nghênh đón, cái gì, ma vô nhai khiếp sợ không thôi, rất nhiều ma tôn cũng sắp trừng rớt trong mắt ra ngoài, một chiến thần đến từ thần giới, một thần tộc, vậy mà lại ngưng tụ ra ma khí, cường độ còn tinh thuần như thế, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, không đúng, ma vô nhai cả kinh hô. Ma khí này ẩn chứa tà khí tinh khiết hơn, trong mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương tẩu hỏa nhập ma, âm dương giao hợp cùng Lâm Chỉ Khê, thu lấy tà ma nhị khí, cuối cùng ma vũ dung hợp, hắn là thần tộc cũng là ma tộc, nếu như tính luôn thuộc tính khác, hắn là võ tu, là kiếm tu, cũng là yêu tu, quỷ tu, tinh tu, đừng nói ngàn vạn giới, dù chân vũ thần vực, một người ngưng tụ vô số đạo, triệt để hòa làm một thể, chỉ có Vân Phi Dương, không người thứ hai, Vân Vô Ưu cũng có rất nhiều đạo. Nhưng hắn cũng không phải tự mình tu luyện mà kế thừa phụ thân, vù vù, Vân Phi Dương ngưng tụ ma khí đại thủ gào thét ra, vô luận cường độ hay khí thế đều trong nháy mắt nghiền ép ma vô nhai, oanh, cuối cùng, ma khí đến từ hai chuẩn tiên chạm vào nhau, sinh ra tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời, ma khí điên cuồng lộng hành quấy rối, xoát, ma vô nhai bạo bay ra ngoài, đời ổn định thân thể, biểu hiện trên mặt cực độ khó coi, huyết dịch trong thân thể đột nhiên sôi trào. Hắn mạnh hơn Tử Vi thần nhưng yếu hơn đế quân thiên, nếu không, sẽ không dựa theo ý tứ đế quân thiên, ẩn thân bên ngoài thần ẩn giới, Vân Phi Dương đã có thể chém rụng một tay đế quân thiên, như vậy đối phó ma vô nhai, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm, ai, ta coi rằng ma giới chi chủ chuyển thế sẽ có thực lực rất mạnh, hiện tại xem ra còn không bằng thần giới chi chủ, Vân Phi Dương nói móc, ma vô nhai nắm quyền, âm u nói, Vân Phi Dương, ngươi chớ có càng rỡ, hưu, đột nhiên, lưu quang lóe lên. Vân Phi Dương dẫm túng bộ di vị xuất hiện trước mặt hắn, một tay đột nhiên vung đến, nói, ta mạnh hơn ngươi, tự nhiên có tư cách càn rỡ, mà ngươi bây giờ, không có, hô, một chưởng này, ẩn chứa ma khí cường thế vô cùng, ma vô nhai thấy được, lại khó né tránh, ba, tiếng vang thanh thúy truyền lại trong vũ trụ, đầu ma vô nhai bị trật qua một bên, cả người sững sờ tại chỗ, cùng lúc đó, má trái hiện ra chưởng ấn đỏ tươi, ma tôn đứng đằng xa trợn tròn mắt, võ giả xem chiến cũng há to mồm. Đây chính là chuẩn tiên, vậy mà bị Vân Phi Dương đánh mặt như thế. A, à,
Ma Vô Nhai phẫn nộ rống to, quanh thân hiện ra ma khí mang theo lửa giận, nhưng lúc vừa muốn bạo tẩu, một bàn tay Vân Phi Dương hung hăng đánh tới, lần nữa tinh chuẩn vô cùng đánh vào má phải. Ba, tiếng vang thanh thúy lại truyền ra, lần này, quả nhiên đánh Ma Vô Nhai ngốc luôn. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, níu lấy cổ áo ma chủ, cười nói, kiếp trước ngươi mạnh hơn ta, đương thời trước mặt ta sẽ vĩnh viễn không ngày ngẩng đầu được. Khi nói chuyện, linh hồn lực khủng bố nhất thời bạo phát, ngươi, Ma Vô Nhai bị linh hồn lực áp chế, thân thể không thể động đậy, ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, mình trước mặt gia hỏa này không chịu được một kích, chúng tướng nghe lệnh, khống chế Ma Vô Nhai lại, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, diệt ma tộc và quân đội thần ẩn đế quốc cho ta, tuân mệnh, bọn người Viêm Sương cùng quát lên, binh lính linh tộc khôi phục lại từ trong ma khí quấy nhiễu được bọn người Viêm Sương xuất lĩnh, bộc phát ra khí thế khủng bố đánh tới ma tộc và thần ẩn đế quốc, mặc dù bọn họ là tộc loại được bắt nguồn từ ma tộc nhưng lại xem Vân Phi Dương là tín ngưỡng, cho nên dù biết rõ, ma tộc có thân thể cao hơn, lớn hơn mình, lại chẳng sợ hãi. Giết, giết, tiếng trống giận dữ vang vọng vũ trụ, đại quân 100 vạn linh tộc như hồng thủy ào xuống, chen chúc đến thấu phát khí thế chấn động vũ trụ, mà loại khí thế này đạt đến đỉnh điểm, cho dù ma tộc vẫn sợ hãi trong lòng. Bất quá, dù sao cũng là ma tộc hung ác, bọn họ được vô số ma tôn xuất lĩnh dưới phẫn nộ phóng đi, đại quân thần ẩn đế quốc theo sát phía sau, một vòng mới đại chiến lần nữa mở màn. Oanh, oanh, các loại vũ khí nở rộ trong vũ trụ. Binh lính linh tộc tại thời khắc này phản phất như bị ma tộc kích phát, bọn họ phát huy lực lượng đến cực hạn, điên cuồng chém giết, không biết lui lại, không biết đau đớn. Làm một tộc loại sinh tồn ở mảnh đất thí luyện, chịu hoàn cảnh ác liệt ăn mòn, sau khi Atula xuất hiện, từ thời đại hoang sơ tiến vào thời đại văn minh, mà điều này là tất nhiên, bởi vì bất kỳ một tộc quần nào không vẫn lạc dưới thiên tai đều sẽ dần dần nắm giữ văn minh thuộc về mình, mà Vân Phi Dương xuất hiện lại làm cho bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cải biến như hoán huyết, là hắn, đưa linh tộc vào Phi Dương giới, là hắn, chia mỗi bộ lạc thành từng thành trì, cũng thành lập vô số học phủ, là hắn, vì những linh tộc trong Phi Dương giới màn xây dựng hoàn cảnh tu luyện càng thêm ưu việt, Hạ Lan Phi là nữ hoàng linh tộc, quốc sư Vân Phi Dương là tín ngưỡng của bọn họ, cho nên, lúc đối kháng cùng thần ẩn đế quốc và ma tộc, bọn họ hoàn toàn chẳng sợ hãi, dù còn chút sức lực cũng chiến đấu đến hết, giết, giết, tiếng trống giận dữ vang lên khắp vũ trụ, một khắc này. Sinh mệnh cực kỳ nhỏ bé, trong chớp mắt phai mờ, một khắc này, tàn khốc của chiến tranh được thể hiện vô cùng chân thực, mà võ giả xem chiến ở phía xa mắt thấy thân thể bay tứ tung, máu tươi chảy dài, tâm thần run rẩy, rung động không thôi, giết, giết, binh lính linh tộc trống giận, không ngừng tiến lên, dù ma tộc có dòng máu cao quý hơn đối mặt với tộc loại có được vô thượng tín ngưỡng này, trong lòng cũng dâng lên kiên kỵ thật sâu, cũng không biết qua bao lâu, bầu trời bên ngoài thần ẩn giới hình thành một vật màu đỏ giống như tơ lụa. Nương, một hài đồng non nớt hỏi, đây là cầu vồng hả? Mẫu thân đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, đáp, đây không phải cầu vồng có 7 màu. A, hài đồng ứng một tiếng, nói, thế đó là cái gì? Mẫu thân lắc đầu, nương cũng không biết, bầu trời bên ngoài thần ẩn giới, thứ như tơ lụa màu đỏ kia là gì? Là máu, đó là máu chảy ra từ thân thể của vô số binh lính thần ẩn đế quốc và ma tộc. Đương nhiên, còn có máu binh lính linh tộc, chúng nguyên bản phiêu đãng trong vũ trụ vô tận. Nhưng khi đại chiến dừng lại, dần dần ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành một con sông dài màu đỏ, hình thành huyết hà quy mô như thế, có thể thấy được thương vong thảm trọng, mà càng rung động là, tại khu vực giao chiến trong vũ trụ, vô số thi thể và mảnh vỡ tản mát như một lò sát sinh khủng bố, vù vù, trong đám thi thể, mấy chục vạn binh lính linh tộc đứng đó, hô hấp dồn dập, trên mặt mang theo mỉm cười ngạo nghễ, đi qua chém giết dài dằng dặc, bọn họ giết toàn bộ thần ẩn đế quốc cùng ma tộc, quá mạnh. Quả thực không dám tưởng tượng, võ giả xem chiến bị rung động thật sâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy 100 vạn binh lính thần ẩn đế quốc và 50 vạn dị tộc như thế nào bị đại quân Vân Phi Dương cho mạt sát toàn bộ, sao làm sao có thể, Ma Vô Nhai đang bị trói buộc phát ngốc, hắn thấy, ma linh tộc chỉ là tộc loại cấp thấp mượn nhờ huyết dịch ma tộc sinh ra, lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến tình trạng như thế, thấy không, Vân Phi Dương nói, đây chính là linh tộc, ưu tú hơn ma tộc các ngươi, Ma Vô Nhai không đáp, đã bại. Không còn gì để nói, hưu, Vân Phi Dương vung tay lên, bắt cả hắn và những người thần hồn bị bắt làm tù binh vào Phi Dương giới, Phi Dương ca, Viêm Sương bay tới, ngưng trọng nói, trận chiến này, bên ta tổn thất 30 vạn, Vân Phi Dương trầm mặt không nói, tiếp theo tâm niệm khẽ động, thu thi thể binh lính linh tộc đang phiêu đãng trong vũ trụ vào Phi Dương giới, cũng an táng dưới thần ma sơn, chiến tranh tàn khốc, binh lính vẫn lạc, không thể tránh,
nhưng lấy đại giới 30 vạn ngàn tiêu diệt 100 vạn tinh nhuệ của thần ẩn đế quốc và 50 vạn ma tộc, Vân Phi Dương cảm thấy tự hào vì bọn họ. Kết thúc, trong cung điện, đế quân Thiên nhắm mắt lại, hắn bị thương, 100 vạn tinh nhuệ và đại quân ma tộc bỏ mình, hắn biết mình đã không có tư cách đấu cùng Vân Phi Dương. Hưu, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trong cung điện, ngươi thua, ngươi thắng, hai người kiệm lời như vàng, cung điện lộng lẫy bộc lộ ra một cổ khí tức áp lực, Vân Phi Dương thản nhiên nói, hiện tại ta có tư cách đảm nhiệm thiên mệnh đi tái tạo thần giới chưa? Vân Phi Dương, đế quân Thiên Thủy chung nhắm mắt, nhưng cũng chân thành nói, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, điểm này ta không phủ nhận, Vân Phi Dương nói, nhưng, sự việc Vân Phi Dương ta có thể làm được không thích người khác nhúng tay vào, đế quân Thiên trầm mặc không nói, hắn thua, mà thua thì không có tư cách tái tạo thần giới, đế quân Thiên, Vân Phi Dương nói tiếp, nhìn cho thật kỹ xem ta làm sao tái tạo thần giới, nói rồi nghênh ngang rời đi. Hắn cũng không có tính toán giết chết đế quân Thiên, bởi vì đã không cần thiết, hoặc nói, người này đã từng là thần chủ này không còn đủ tư cách quấy nhiễu hắn. Sau khi Vân Phi Dương rời đi, Tử Vi thần hả người vào trong cung điện, hắn nhìn đế quân Thiên đang lộ sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tử Vi, đế quân Thiên nắm quyền, nói, kết cục này là nhất định sao? Tử Vi thần nói, nhất định, bởi vì Vân Phi Dương mới là người thiên mệnh chọn tái tạo thần giới. Ha ha ha. Đế quân Thiên suy yếu cười ha hả, Tử Vi thần có thể nghe được, trong tiếng cười có giải thoát, cũng có đắng chát, đế quân Thiên bại, đội quân tinh nhuệ của hắn chi sư ngã xuống toàn bộ, còn về những người thần hồn, tất cả đã trở thành tù nhân, được an trí trong Phi Dương giới, thắng bại của trận chiến tranh này đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì ai thắng thì theo người đó tái tạo thần giới, ai, trong lao tù, một người thần hồn lên tiếng, Vân Phi Dương này không hổ là người thiên mệnh chọn, ngay cả đế quân Thiên cũng bại trong tay hắn. Đúng vậy, có người nói, chúng ta chỉ có thể phụ tá hắn tái tạo thần giới. Lại nói, nơi này đến cùng là đâu, sao cường độ thiên địa thuộc tính còn mạnh hơn thần ẩn giới. Rất nhiều người chú ý thấy ẩn thuộc tính chứa trong Phi Dương giới cường thế, trong lòng chấn động, thực lực bọn người kim cương thần cường đại nhất định liên quan đến nơi này. Nếu như chúng ta cũng có thể tu luyện ở chỗ này, tương lai có thực lực bằng bọn hắn cũng là việc dễ như trở bàn tay. Mọi người gật đầu, tràn ngập chờ mong. Thật có lỗi, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, cười nói, các ngươi sau này không có cơ hội này, mọi người khẽ giật mình, có ý gì? Vân Phi Dương đứng trước lồng giam, âm u cười nói, bởi vì các ngươi lập tức sẽ chết, không thể còn sống mà tu luyện, chết, một người thần hồn nói, ngươi muốn giết chúng ta, nói đùa cái gì thế, chúng ta đều là người thần hồn, bên trong thân thể có thần hồn chư thần, thần cách và thần thông, ngươi giết chúng ta, đừng hy vọng tái tạo thần giới, người khác tranh nhau nói. Vân Phi Dương cười nói, tái tạo thần giới cần chư thần đến giúp đỡ, nhưng chỉ cần thần thông mà thôi, cho nên, hắn dừng một chút, nói, chỉ cần lấy chúng ra từ trong thân thể các ngươi là được, lấy ra, một người cười nói Vân Chiến Thần, ngươi nói sự việc tái tạo thần giới quá đơn giản rồi, người khác cũng cười, hưu, đột nhiên, người thần hồn cười lớn nhất bị hút tới, thân thể và mặt dán vào lồng giam, Vân Phi Dương đưa tay phải ra, đặt trên đầu hắn, lạnh lùng nói, ta lấy danh nghĩa của thần, hôm nay thu hồi thần thông trong cơ thể ngươi, vù vù, trong khoảnh khắc, khủng bố linh hồn lực bạo phát xâm nhập thức hải người kia. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền lại bên trong lồng giam, chục tên người thần hồn còn lại nhất thời rùng mình, không rét mà run. Hưu, không bao lâu, một đạo kim sắc lưu quang bay ra, dung nhập vào trong thân thể Vân Phi Dương, mà tên người thần hồn vừa rồi thống khổ kêu thảm lại phù phù một tiếng ngã xuống đất, thần thông bị hút đi, làm sao có thể, rất nhiều người thần hồn sợ hãi. Các ngươi nghĩ rằng bên trong thân thể có thần thông thì có thể xem ta tranh đấu cùng đế quân Thiên ai thắng thì theo người đó à? Ánh mắt Vân Phi Dương quét qua mọi người, lạnh giọng cười nói, quá ngây thơ, vù vù, cường thế linh hồn lực gào thét ra trong nháy mắt bao phủ mười mấy người thần hồn, bắt đầu bá đạo thu lấy thần thông trong cơ thể bọn họ, phù phù, phù phù, không bao lâu, từng người thần hồn ngã trên mặt đất, khóe miệng co giật, miệng sùi bọt mép, trong khoảng thời gian ngắn, những người này đã mất đi thần thông, trở thành võ giả phổ thông, đối với kết quả này, bọn họ thật rất bất ngờ. Tiểu tử này, Thái Vũ ở chân vũ thần vực đột nhiên lắc đầu, tái tạo thần giới cần chư thần phối hợp, hắn thu hết thần thông chiếm thành của mình, chẳng khác nào chuyển hết nhiệm vụ đến người mình, mà điều này không thể nghi ngờ rất khó khăn. Hửng, Vân Phi Dương đang thu thần thông đột nhiên nao nao, thần thông của một người thần hồn để hắn rất cảm thấy thân thiết, đây là thần thông của vũ thần, tâm thần Vân Phi Dương hoảng hốt. Nhớ lại năm đó một màn nghiên cứu thảo luận võ học cùng vũ thần, tại thần giới, Vân Phi Dương bội phục nhất chính là vũ thần, bởi vì hắn là một người duy nhất không có cảnh giới,
lại có thể sáng tạo ra vô số vũ kỹ thần. Vân Phi Dương, người thần hồn mang theo thần thông vũ thần, thống khổ nói, tha ta nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá ngươi. Cưỡng ép thu thần thông mang đến thống khổ đối với hắn và mọi người, thật khổ không thể tả. Ngươi không xứng, Vân Phi Dương thản nhiên nói, hắn nói không xứng, không phải không xứng phụ tá chính mình, mà không xứng nắm giữ thần hồn vũ thần. Hư, đề cao cường độ linh hồn, thần thông vũ thần lĩnh hội bị rút ra. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương rời khỏi lồng giam, thần thông chư thần bị hắn chiếm hết. Cuối cùng, trừ thần thông bọn người La Mục, bên trong thân thể tên này đã trưởng khống toàn bộ thần thông còn thừa. Không đúng, lẽ ra, thần thông của những người thần hồn này đã được bọn hắn bồi dưỡng đến cực hạn, hoàn toàn có thể tái tạo thần giới. Bây giờ bị Vân Phi Dương thu lấy, lại trở về trạng thái nguyên thủy. Nói như thế, phải đi lĩnh ngộ lại, chàng không sợ phiền phức à? Liễu Nhu cười nói, Vân Phi Dương nhún nhún vai, có phiền phức hơn nữa cũng không muốn để một đám phản bội đến giúp ta tái tạo thần giới. Tâm tính tên này hiện giờ là, ta tình nguyện lần nữa lĩnh ngộ lại mấy chục loại thần thông cũng không cần người thần hồn đứng bên đế quân thiên. Rất có khí tiết, rất có nguyên tắc, bất quá, muốn lĩnh ngộ toàn bộ mấy chục loại thần thông, chỉ sợ cần phải hao phí thời gian rất lâu. Ngoại giới, tin tức có quan hệ đến đại chiến bên ngoài thần ẩn giới điên cuồng truyền bá, trong lúc nhất thời giống như vẫn thạch rơi vào trong biển, gây nên thao thiên cự lãng. Nghe nói, toàn bộ 100 vạn tinh nhuệ của đế quân thiên chiến tử sa trường, ngay cả bản thân hắn cũng bị Vân Phi Dương đánh trọng thương. Trận chiến này kết thúc, chỉ sợ thần ẩn đế quốc sẽ ngã vào đáy cốc, triệt để mất đi lực chiến đấu. Mọi người chấn kinh nghị luận, đồng thời cũng rõ ràng, Vân Phi Dương diệt đi tinh nhuệ đế quân thiên, chẳng khác nào diệt đi thần ẩn đế quốc. Thần ẩn đế quốc đại biểu lực chiến đấu mạnh nhất thần ẩn giới, nó ngã xuống, đại biểu thần ẩn giới ngã xuống. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người nhiệt nghị, lại có tin tức cực bạo truyền đến, đó chính là Vân Phi Dương tiến vào khu vực tiểu thần giới, kịch chiến cùng quân đội thần ẩn đế quốc còn sót lại tại Tinh Vẫn Đại Lục. Tinh Vẫn Đại Lục, một thế giới phàm trần tiểu thần giới khống chế. Trước đây không lâu, vi diện có ý nghĩa chiến lược này bị đại tướng Tâm Phúc của đế quân thiên chiếm lĩnh, cũng trở thành cứ điểm quân sự lâm thời. Nếu như lại sâu đẩy xuống, tất nhiên có thể diệt đi tiểu thần giới. Bây giờ, Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa ngạo nghễ lơ lửng giữa bầu trời. Phía dưới, 20 vạn binh lính linh tộc đang chém giết với lực lượng sau cùng của thần ẩn đế quốc. Mấy canh giờ sau, 30 vạn binh lính thần ẩn đế quốc ngã xuống toàn bộ trong đại lục, thi hài chồng chất như núi. Tả hữu tướng quân đi theo đế quân thiên cũng lấy phương thức tự bạo kết thúc cuộc đời. Cuối cùng, đại quân thần ẩn đế quốc toàn diệt, đại biểu cho thần ẩn đế quốc lấy đế quân thiên cầm đầu triệt để mất đi lực chiến đấu, làm địch thủ, thiên long giới và tiểu thần giới cũng không vui, bởi vì tiếp đó sẽ trực tiếp đối mặt Vân Phi Dương, đối mặt binh lính linh tộc của hắn. Nếu có lựa chọn, bọn họ tình nguyện lựa chọn giao thủ cùng thần ẩn đế quốc, mà không phải đối mặt cỗ máy chiến tranh khủng bố kia. Thần ẩn đế quốc khởi xướng khiêu chiến tiểu thần giới, đánh đã rất nhiều năm, nguyên nhân chậm chạp không có cầm xuống là bởi vì thiên long giới trợ giúp và Bắc Môn Gia Thủy Chung điều động cao thủ đến đây. Nếu như lúc ấy đế quân thiên dốc toàn bộ lực lượng, phái ra 100 vạn tinh nhuệ và người thần hồn, chỉ sợ sớm đã kết thúc. Không có làm như thế vì muốn giữ lại thực lực, bởi vì đế quân thiên biết, địch nhân chân chính không phải tiểu thần giới, mà chính là Vân Phi Dương. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Dương mang đến phiền phức xác thực lớn hơn tiểu thần giới, không chỉ có toàn diệt quân tinh nhuệ đế quân thiên, còn bắt hết người thần hồn. Cuối cùng, thần ẩn đế quốc bị đào thải, mà đây cũng không phải kết thúc. Trong lòng Vân Phi Dương, đế quân thiên chỉ là một chướng ngại vật trở ngại tái tạo thần giới, mà địch nhân chân chính của hắn vĩnh hằng bất biến, tiểu thần giới. Cho nên, sau khi diệt mấy chục vạn đại quân thần ẩn đế quốc tại Tinh Vẫn Đại Lục, ánh mắt hắn khóa chặt tiểu thần giới và thiên long giới. Những năm gần đây, mặc dù đế quân thiên không có chân chính điều động đại quân nhưng vẫn ép tiểu thần giới không thở nổi. Bây giờ đổi lại Vân Phi Dương thì càng bi kịch. Ngắn ngủi 3 ngày, 10 phàm giới vị diện tiểu thần giới khống chế đã bị cầm xuống dễ như trở bàn tay. Liên quân lấy thiên long giới cầm đầu bị đánh tan rã. Đối mặt thần ẩn đế quốc, bọn họ có thể chống lại, dù bại cũng tận lực. Đối mặt binh lính linh tộc thế như trẻ tre, lại có cảm giác bất lực. Cuộc chiến này, đánh như thế nào? Căn bản không thể đánh. Vẻn vẹn nửa tháng, mấy chục vạn binh lính linh tộc chia ra 4 đường, triệt để công chiếm tất cả phàm giới đại lục tiểu thần giới khống chế. Mấy chục vạn đại quân thiên long giới càng thương vong thảm trọng, hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Cường giả Bắc Môn Gia đỉnh phong cũng run lẩy bẩy, bởi vì đối mặt bọn người La Mục, kết quả chính là bị đánh bại. Đại quân Vân Phi Dương 10 ngày trước đánh bại Thiên Vận Đại Lục. Đại quân Vân Phi Dương 9 ngày trước đánh bại Bắc Lăng Đại Lục. Đại quân Vân Phi Dương 8 ngày trước đánh bại Thương Hải Đại Lục. Đại quân Vân Phi Dương 7 ngày trước đánh bại. Các loại chiến báo truyền khắp vạn giới,
làm cho mọi người không kịp nhìn, khiếp sợ không thôi. Một ngày trước truyền đến chiến báo, đại quân Vân Phi Dương đánh bại Phong Nhiêu đại lục, 50 vạn đại quân gặp nhau, triệt để vây quanh tiểu thần giới, quả thực không chịu nổi một kích. Đại quân dị tộc trong tay Vân Phi Dương thực quá bưu hãn, mọi người chấn kinh nghị luận. Giờ phút này, tất cả mọi người trong vạn giới nhận định, binh lực mạnh nhất đương đại, chính là dị tộc binh lính trong tay Vân Phi Dương. Bọn họ thật giống như một thanh kiếm sắc bén, thuận buồm xuôi gió, không gì không phá. Bất kỳ cái gì quân đoàn gặp được đối thủ dạng này, nhất định là bi kịch. Nhưng trong lúc mọi người đang nghĩ tiểu thần giới sắp khó giữ được, lại có một đầu tin tức bạo tạc truyền tới. Bên trong Thiên Long giới đột nhiên xuất hiện 30 vạn binh lính linh tộc, ngọa tào, sao Vân Phi Dương phái binh giết tới Thiên Long giới rồi, mọi người khiếp sợ không thôi. Sau đó lại có tin tức truyền đến, 30 vạn binh lính linh tộc khởi xướng tiến công, trực tiếp diệt 70 vạn đại quân bên trong Thiên Long giới, ngay cả giới chủ Thiên Long giới cũng bị Vân Phi Dương bắt sống. Nghe nói, giới chủ Thiên Long giới đau khổ cầu xin, sau cùng dâng lên tư nguyên mới đổi lấy việc Vân Phi Dương thu binh trở về, vừa đánh thần ẩn đế quốc không gượng dậy nổi, bây giờ lại cướp sạch Thiên Long giới, hành vi bưu hãn của Vân Phi Dương để võ giả chư giới cúng bái. Hang ổ Thiên Long giới kém chút bị chiếm, cho nên chắc sẽ không trợ giúp tiểu thần giới nữa. Giới khác ý thức được Vân Phi Dương mạnh hơn thần ẩn đế quốc quá nhiều, cộng thêm việc tổn thất binh lực, lúc này rời khỏi trở thành quần chúng. Như thế, tiểu thần giới mất đi các lộ minh hữu, lại mất đi tất cả phàm giới đại lục, trở thành người cô đơn chân chính trên ý nghĩa. Xong, xong, bên trong tiểu thần giới, sắc mặt các đại tông môn có thể nói khó coi đến cực điểm. Bọn họ sớm đã ý thức được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi bọn họ còn chưa lựa chọn việc nên chuyển tông di chuyển đến khác vị diện hay không, người ta đã điều binh đến, toàn bộ phong tỏa đường lui. Chủ thượng, trong cung điện, tả sứ ngưng trọng nói, vẫn nên về chân vũ thần vực thôi, lão chủ thượng đã đợi ngài rất lâu. Đáng giận, Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ nắm tay, tuy hắn không cam tâm rời đi nhưng sự việc phát triển đến bước này, tiểu thần giới đã không có bất kỳ lực kháng cự, chỉ có thể lựa chọn trở về chân vũ thần vực. Bên ngoài cung điện lấp lóe lưu quang, mà đây chính là trận pháp thông hướng chân vũ thần vực. Bắc Môn Cửu Thiếu đi tới, nhưng dừng lại ở bên ngoài, quay đầu nhìn giới phụ thân một tay chế tạo, lửa giận tràn ngập trong lòng. Ông, đột nhiên, bầu trời tê liệt, một đại xa được lưu vân bảy màu bao phủ chậm chậm tiến lên, Vân Phi Dương ngồi bên trong, răng rắc. Bắc Môn Cửu Thiếu nắm chặt song quyền, sắc mặt dữ tợn, con kiến hôi năm đó có thể tùy ý mạt sát, bây giờ lại tựa như vương giả quân lĩnh thiên hạ, mà mình chỉ có thể nhìn rồi chuồn, thực không thể tiếp nhận. Hửng, Vân Phi Dương phát giác được trận pháp, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, ngươi muốn về chân vũ thần vực. Vân Phi Dương, Bắc Môn Cửu Thiếu vẫn nộ quát, ta sẽ ở chân vũ thần vực chờ ngươi, tự tay chém ngươi thành muôn mảnh. Vân Phi Dương lắc đầu cười, ngươi đã muốn về chân vũ thần vực thì đưa hộ lời lời ta đến Bắc Môn gia, đợi Vân Phi Dương ta bước vào chân vũ thần vực sẽ là thời điểm Bắc Môn gia các ngươi diệt tộc. Thanh âm vang vọng bầu trời, võ giả tiểu thần giới nghe vậy run lẩy bẩy, diệt Bắc Môn gia ta. Bắc Môn Cửu Thiếu âm u cười một tiếng, tiếp theo cất bước bước vào trong trận pháp, chợt hóa thành lưu quang biến mất tại tiểu thần giới. Tên này cần phải cảm tạ Vân Phi Dương, bởi vì nếu như không phải để hắn đi mang theo lời mình, ngay tại thời điểm đi ra một bước đã chết ngay trước trận pháp, không ngừng diệt Bắc Môn gia. Vân Phi Dương ngồi bên trong xe, một quan lãnh lệ nói, lão tử còn muốn diệt tiên đế chỉ thị các ngươi truy sát ta đây. Bắc Môn gia, Nam Môn gia đơn giản chỉ là tiểu lâu la chạy vặt. Vân Phi Dương biết, nếu như mình bước vào chân vũ thần vực, địch nhân chân chính sẽ là tiên đế, không chỉ một, còn có cực quan tiên đế trêu tức mình trước tiên môn nữa. Ầm ầm, bên trong tiểu thần giới truyền đến tiếng vang, khu vực trung ương tiểu thần chủ thành và cung điện lơ lửng trên trời cao hôi phi yên diệt. Hư, Vân Phi Dương thu tay, lơ lửng giữa bầu trời, lạnh lùng lên tiếng, tiểu thần giới hình thành từ thần giới và vô số phàm giới đại lục ngưng tụ, quả thật là ngọn nguồn tội ác. Ngày hôm nay, ta lấy danh nghĩa của thần, mạt sát giới này, đòi công đạo cho các vong linh quan ức tử vong. Võ giả bên trong giới nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một khi tiểu thần giới bị mạt sát, mình không phải cũng vẫn lạc theo à? Ngay tại thời khắc bọn hắn hoảng sợ, lại cảm giác trước mắt vừa loạn, xuất hiện ngoài không gian vũ trụ, hạ cấp võ giả thì bị truyền tống phàm giới đại lục. Hô, đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, võ giả thân ở vũ trụ nhìn lại, chỉ thấy kim sắc lưu quang đang triệt để bao phủ tiểu thần giới. Ông, chịu lực lượng đè ép, giới mình từng sinh hoạt đang vỡ nát từng chút, bại nứt từng chút, sau đó phân hóa ra từng mảnh lưu quang yếu ớt, phai mờ trong vũ trụ, rất nhanh. Từng võ giả bên trong tiểu thần giới trợn mắt hốc mồm, bởi vì giới bọn hắn sinh tồn cuối cùng dần tan rã cho đến khi biến mất trước mắt. Vạn năm trước,
thần giới bị Bắc Môn Sinh dẫn ngọn nguồn thôn phệ từng bước xâm chiếm. Vạn năm sau, tiểu thần giới hấp thu thần giới và rất nhiều phàm giới đại lục hình thành bị lực lượng Vân Phi Dương tác động, cuối cùng phai mờ, mà đây phản phất như một luân hồi ân oán tương báo. Vạn năm trước, Bắc Môn Sinh Bắc Môn Gia xuất hiện như một vị thần tại thần giới. Hắn trước diệt ma giới, sau diệt thần giới, mạt sát các đại giới cổ, dựa vào ngọn nguồn thôn phệ thành lập vị diện mới, gọi tiểu thần giới. Ngày hôm nay vạn năm sau, Vân Phi Dương lấy tư thái vương giả đến tiểu thần giới, để giới mới xuất hiện này triệt để phân giải. Thần giới bị Bắc Môn Gia hủy, tiểu thần giới bị hủy bởi chiến thần. Đây phản phất như một vòng luân hồi, lại phản phất như thiên ý trong cõi u minh, không còn nhà. Những võ giả hôm đó thấy tiểu thần giới vỡ nát, sau cùng chỉ còn lại bản nguyên đám, từng người trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương đang đứng trong vũ trụ lộ vẻ hãi nhiên. Người trẻ tuổi này đã từng thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một giới, thực lực khủng bố đến cực hạn. Hừ, Vân Phi Dương vung tay lên, thu bản nguyên tiểu thần giới vào Phi Dương giới, quét qua mọi người, nói, ta sẽ cung cấp cho các ngươi một giới càng tốt hơn. Nói rồi biến mất tại chỗ, cung cấp một giới càng tốt hơn. Rất nhiều võ giả đại hỉ, bọn họ không quan tâm giới gì, bọn họ chỉ quan tâm Vân Phi Dương không tính giết mình. Khẳng định, Vân Phi Dương cũng không phải ác ma thích giết chóc. Sau khi diệt đi tiểu thần chủ nội thành đương nhiên sẽ không định ra tay với những người này. Ngọn nguồn thôn phệ, hơn 10 năm trước bị Vân Phi Dương luyện hóa không ít, để vòng xoáy màu đen tồn tại vạn năm ngừng vận chuyển. Bây giờ, tiểu thần giới vỡ vụn lại hiện ra trạng thái yếu ớt. Ông, Vân Phi Dương xuất hiện tại khu vực biên giới, lẩm bẩm, ngươi cũng là ngọn nguồn tội ác, sao có thể tồn tại? Hô, đang khi nói chuyện, Tử Liên nghiệp hỏa phát ra, trước kia luyện hóa ngọn nguồn thôn phệ, không phải Bắc Môn gia thì cũng Nam Môn gia đến tìm phiền toái, mà bây giờ tiểu thần giới bị diệt, hai đại gia tộc cũng không dám lại điều động cường giả hạ giới, cho nên không ai có thể ngăn đón hắn. Một năm sau, ngọn nguồn thôn phệ lan tràn thật dài cuối cùng bị loại trừ. Quán niệm chết quan bên trong theo Tử Liên nghiệp hỏa tịnh hóa được an ủi, cũng dần hình thành công đức lực tràn vào bên trong thân thể Vân Phi Dương. Khí tức hắc ám nguyên bản tràn ngập trong mảng lớn vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Vị trí trung ương nhất là một khu vực vỡ vụn, vô số ngôi sao hoặc ảm đạm hoặc sáng chói đang quay quanh. Nơi này đã từng là thần giới, ngôi sao quay xung quanh bốn phía là thần cung chư thần. Vân Phi Dương đứng bên trong quê hương, cảm thụ được khí tức quen thuộc, cả người lâm vào trầm mặc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đứng một lát rồi đi vào Phi Dương giới, diệt tiểu thần giới, loại trừ ngọn nguồn thôn phệ, điều tiếp theo Vân Phi Dương muốn làm là ngưng tụ và lĩnh ngộ toàn bộ thần thông trong cơ thể mình, tiến hành, tái tạo thần giới, ngoại giới. Tin tức Vân Phi Dương diệt đi tiểu thần giới điên cuồng truyền lại, đối với kết quả như thế, rất nhiều võ giả không ngoài ý muốn. Chỉ là mấy năm sau, Vân Phi Dương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không còn bất cứ tin tức gì. Vân Phi Dương đi đâu? Tại sao lại biến mất? Võ giả chư giới rất mờ mịt. Thời gian dần dần trôi qua, năm thứ 10 Vân Phi Dương biến mất, vạn giới đột nhiên hiện ra cự đại màn sáng. Màn sáng xuất hiện, cũng không phải khu động do Trầm Lận Phong, mà thiên đạo tự mình hình thành. Mà khi thiên đạo tự chủ ngưng tụ màn sáng để thế nhân quan sát, tất nhiên phát sinh đại sự. Mau nhìn, là Vân Phi Dương, có người cả kinh hô. Võ giả các giới nhất thời phát hiện, tại một khu vực vỡ vụn đâu đó trên màn sáng, Vân Phi Dương phiêu nhiên mà đứng, lơ lửng bên trong rất nhiều ngôi sao. Hưu, hưu. Từng đạo quang ảnh lấp lóe xuất hiện bên người Vân Phi Dương, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cẩm, Liễu Nhu, La Mục, Mộ Dung Chiến, Phá Đa La, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn, Pháp Tể. Rất nhiều võ giả ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi một người xuất hiện, ngôi sao ở mép vùng đất đai vỡ vụn lại phát ra tia sáng lộng lẫy. Phi Dương ca, nhìn vùng đất vỡ vụn, La Mục nặng nề nói đây đã từng là thần giới. Ừm, Vân Phi Dương gật đầu, Vân Lịch bên cạnh nắm quyền. Tuy tu vi đương thời mạnh hơn trước, nhưng thần giới mới là nhà của chúng ta. Đặt, Vân Phi Dương dẫm lên khối đất nhỏ, hắn tung bay mà đứng, quanh thân ngưng tụ ánh sáng bảy màu lộng lẫy, bộc lộ ra một cổ khí chất khó nói lên lời. Bọn người Lâm Chỉ Khê sau lưng lộ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng võ giả đang quan sát màn sáng thì mờ mịt, cũng không biết Vân Phi Dương và đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Soát, đột nhiên, Vân Phi Dương vung tay lên, chỉ hướng một ngôi sao nơi xa, khí thôn sơn hà nói, Kim Cương Thần, quý vị. Trống, La Mục mở hai tay, thần hồn bên trong thân thể bộc phát hóa thành một kim sắc cự viên gào thét bay về phía ngôi sao đang lấp lóe ánh sáng kia. Cuối cùng, trong lúc được thế nhân chứng kiến, La Mục đại biểu Kim Cương Thần dung nhập vào thần cung hóa thành một tôn thần chỉ khiến người ta cúng bái. Soát, Vân Phi Dương cánh tay vung lên, chỉ hướng một ngôi sao khác, quát, Tâm Hỏa Chi Thần, quý vị, vù vù, tâm hỏa đầy trời xuất hiện bao phủ Lương Âm,
bay về hướng ngôi sao đại biểu thần cung tâm hỏa chi thần, lần nữa hóa thành thần chỉ. Không gian thần, quý vị, thời gian thần, quý vị, kiếm thần, quý vị, vu thần, quý vị, dự ngôn thần, quý vị, phong thần, quý vị, thuần dương thần, quý vị, sát lục chi thần, quý vị. Theo Vân Phi Dương lần lượt hô lên, có khác biệt thần, khác biệt người thần hồn, bay về phía thần cung thuộc về mình, phản phất như hóa thành thần chỉ tồn tại vĩnh hằng. Cửu thiên thần nữ, quý vị, Vân Phi Dương lần nữa hô. Lâm Chỉ Khê nhìn nam nhân mình một chút, khóe miệng hơi mỉm cười, cuối cùng được thần quang bao phủ bay về hướng thần cung mình. Cuối cùng, mọi người mang theo thần hồn đã xuất hiện trong thần cung thuộc về bọn hắn. Vô số ngôi sao lấp lóe tia sáng chói mắt cũng dần dần kết hợp lại, khiến cho vùng vũ trụ này rung rẩy kịch liệt, giới chủ chư giới kinh hãi không thôi. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được, Vân Phi Dương tựa như đang tính khai mở một giới. Xoát, Vân Phi Dương mở hai tay, cất cao giọng nói, lôi thần, quý vị, hưu, tồn tại ở bên trong thân thể, thần thông đã từng thuộc về lôi thần vô danh bay ra, dung nhập vào trong thần cung lôi thần, hỏa thần, quý vị, thôn vệ thần, quý vị, lục đinh lục giáp thần, quý vị, nam đấu thất tinh thần, quý vị. Theo Vân Phi Dương lần lượt hô lên, thần thông bên trong cơ thể càng không ngừng bay ra, sau cùng dung hợp với thần cung. Cái này, tử vi thần bên trong thần ẩn giới ngốc trệ, mà đế quân thiên cũng hiện ra biểu lộ khó tin. Hai người cũng không nghĩ tới, thời điểm Vân Phi Dương tái tạo thần giới, bên trong thân thể sẽ có được thần thông của nhiều thần như vậy. Quân thiên, tử vi thần ngưng trọng nói, ngươi bây giờ cần phải hiểu rõ, hắn có tư cách tái tạo thần giới hơn ngươi rồi chứ. Đế quân thiên trầm mặc không nói, thần giới vỡ vụn, 107 thần thông của thần bay ra ngoài cùng dung hợp với thần cung, chỉ cần lại dung hợp thì có thể thành công. Bên trong thân thể Vân Phi Dương còn có một thần thông, nhưng cũng không có triệu hoán. Hắn quay đầu nhìn về Vân Lịch và Vân Hoa đang đứng phía xa xa, mỉm cười, cất cao giọng nói, âm dương thần, quý vị, hắn lưu vị trí cuối cùng lại cho hai huynh muội, Vân Phi Dương, Vân Lịch nắm Vân Hoa tay, cảm kích, đa tạ, hưu, hai huynh muội dung hợp âm dương nhị khí bay về phía thần cung âm dương thần, 108 thần tề tụ, 108 ngôi sao nhất thời tỏa ra quang mang chói mắt, nháy mắt bay ra kết hợp lại với nhau, hô, trong khoảnh khắc hình thành kết giới hình tròn, bao phủ đất đai vỡ vụn. Vân Phi Dương đứng tại ngôi sao trung tâm, quanh thân tản ra ánh sáng mãnh liệt, tiếp theo ngửa đầu hô, chiến đấu chi thần, quý vị, hưu, hắn hóa thành kim quang bay vút đi, dung nhập vào thần cung chiến thần, vù vù, cùng lúc đó, khu vực bị ngôi sao bao phủ điên cuồng vạn vẹo, không gian bích lũy cứng rắn dần dần xuất hiện trong hư không. Rất nhanh, một vị diện cự đại phát ra vô thượng tôn nghiêm xuất hiện tại khu vực các ngôi sao bao phủ, đây là Phi Dương giới, vào hôm nay, lần đầu hiện ra trong mắt thế nhân, nó xuất hiện. Đại biểu cho, 108 thần lấy Vân Phi Dương cầm đầu triệt để sáng tạo ra một thần giới hoàn toàn mới. Ông, khi Phi Dương giới triệt để hiện ra, 108 ngôi sao quay xung quanh bốn phía rung rẩy kịch liệt, diện tích cũng cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, những thần cung chư thần hóa thành từng đại lục, quay quanh bốn phía Phi Dương giới. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói, Phi Dương thần giới ta đứng ngạo nghễ bên trong vạn giới, vĩnh thế trường tồn, đồng thọ cùng thiên địa. Thanh âm vang vọng vũ trụ truyền lại trong tai mỗi võ giả vạn giới, mà câu nói này, triệt để kéo đến vô tận năm tháng lấy Phi Dương thần giới làm chủ mở màn. Tiểu thần giới do Bắc Môn gia từ chân vũ thần vực thành lập, trong tương lai, ban đầu vốn có thể cường thịnh hơn lên, thậm chí có thể xưng siêu cấp đại giới. Chỉ là sau khi sinh ra được vạn năm triệt để phai mờ trong vũ trụ, hóa thành hạt bụi lịch sử, thay thế tiểu thần giới là Phi Dương giới được chư thần gia trì bay ra trong thân thể Vân Phi Dương. Lẽ ra, được 108 thần phụ tá, thần giới đã từng vẫn lạc có thể một lần nữa tạo nên. Chỉ là, Phi Dương giới ẩn chứa thần ma bản nguyên còn sót lại, khi chư thần quy vị, mở ra tái tạo, linh cơ Vân Phi Dương khẽ động, triệu hoán đi ra. Hắn thấy, tái tạo lại thần giới trước kia, không gian bích lũy và thiên địa thuộc tính cũng chỉ không khác gì tiểu thần giới. Lấy Phi Dương giới làm thần giới mới sẽ trực tiếp siêu việt tứ giới mạnh nhất, trở thành giới cường đại nhất vạn giới. Cuối cùng, thần giới mới sinh ra. Bởi vì là Phi Dương giới, cho nên nhét thêm chữ thần trước hai chữ Phi Dương, gọi Phi Dương thần giới. Phi Dương thần giới xuất hiện, nhất định trở thành giới mạnh nhất vạn giới bên trong vô tận năm tháng, không có cái thứ hai. Xung quanh giới, ngôi sao đại biểu 108 thần cung của thần hóa thành 108 đại lục, chúng là phàm giới Phi Dương thần giới trưởng khống, lấy danh nghĩa thần mệnh danh, tỉ như thần cung Kim Cương thần hóa thành đại lục, được xưng Kim Cương đại lục. Đại lục lấy thần cung Tâm Hỏa chi thần hóa thành còn được xưng Tâm Hỏa đại lục. 108 đại lục, đồng thời dung nhập thần thông chư thần, nắm giữ thiên địa thuộc tính độc hữu. Đời sau, dù Phi Dương thần giới hay 108 đại lục,
đều trở thành võ đạo thánh địa võ giả vạn giới hướng tới. Bọn họ nỗ lực tu luyện, chỉ để trở thành một thành viên trong chư thần đại lục, cuối cùng thu hoạch được tư cách tiến vào phi dương thần giới. Đây là chuyện sau, tạm thời không nhắc nhiều. Bên trong phi dương thần giới, Vân Phi Dương treo giữa không trung, Như Thần chỉ nhìn xuống hết thảy bên trong giới, quanh thân đồng thời hiện ra đạo ý cường thế. Sau đó, hắn lấy thân phận giới chủ thần giới bắt đầu chế định ra thiên địa quy tắc và hoàn thiện trật tự thiên địa. Thần giới năm đó, thần chủ là chí cao vô thượng, phía dưới có tứ ngự, phân biệt trưởng quản các loại sự vật, phân công rõ ràng chi tiết. Bây giờ đã tái tạo lại thần giới, khẳng định phải theo hệ thống cũ. Tứ ngự trọng yếu nhất, Vân Phi Dương lẩm bẩm, chỉ có những người thân nhất của mình mới có thể đảm nhiệm. Rất nhanh, trong lòng của hắn đã có nhân tuyển, lúc này cất cao giọng nói, Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, lập tức trở thành tứ ngự phi dương thần giới, cộng đồng trưởng quản thiên đạo. Thanh âm kết thúc, đám người Viêm Sương nhất thời được thần quan hộ thể, tiếp nhận thiên đạo phi dương thần giới quán đỉnh, từ đó trở thành tứ ngự tân nhiệm. Những người khác như Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần được phong làm thần quân, đứng hàng thượng vị thần. Long Chấn Vũ đặc thù, bởi vì hắn hậu nhân Long tộc, cho nên được Vân Phi Dương phong làm Long tộc chi chủ. Thần giới trước đó dung nạp bách tộc, bây giờ tuy phi dương thần giới vừa được sinh ra, tộc loại rất ít, nhưng về sau chắc chắn sẽ uẩn dục ra rất nhiều tộc quần. Vì cái gì? Bởi vì lần tái tạo thần giới thứ 9 hoàn tất dần dần sẽ kế thừa hết thảy của thần giới trước, cuối cùng diễn biến thành cục diện bách tộc đua tiến. Sau khi sắc phong Long tộc chi chủ, tiếp theo chính là chi chủ khác của các tộc loại, cửu vĩ thiên hồ, thần thần được Vân Phi Dương phong làm hồ tộc chi chủ. Còn về rõ ràng và các khế ước thú như thao thiết phân biệt trấn thủ khắp phi dương thần giới, trở thành thần thú trấn giới chân chính trên ý nghĩa. Sau khi sắc phong tứ ngự và chi chủ các tộc, ánh mắt Vân Phi Dương nhìn xuống dưới mặt đất, nơi đó là ma giới, bị ma khí vô tận bao phủ, chỉ là chưa uẩn dục ra một đời ma tộc mới. Ma giới và ma tộc đã từng là một phần tử của thần giới, bây giờ tái tạo thành, tự nhiên phải có một chỗ cắm dùi, như thế mới có thể thăng bằng, để ai tới làm cái kia ma giới chi chủ đây. Vân Phi Dương đang nghĩ có nên thả ma vô nhai ra để hắn tiếp tục làm ma chủ hay không? Không được, ta nhìn lão ma đầu kia đã thấy khó chịu, sao để hắn làm ma giới chi chủ được? Vân Đại Tiện Thần rất mang thù, người nào tới làm ma tộc chi chủ đây? Đây là một vấn đề lớn, bởi vì làm ma tộc chi chủ, đầu tiên phải có ma tộc huyết dịch thuần chính. Hửng, đột nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến một người, cười nói, tên kia, chắc có thể đảm nhiệm, một trong các đại lục tiểu thần giới đã từng chưởng quản. Tiêu Kha Ái rất phiền muộn ngồi trên một đỉnh núi hoang phế, sau khi thi đấu thiên tài, tên này một mực bế quan tu luyện ở tiểu thần giới, cảnh giới đã đạt đến thiên tôn đại viên mãn, thực lực hắn đại trướng, đầu tiên muốn tìm Vân Phi Dương báo thù, kết quả vừa mới xuất quan đã thấy tên kia ngồi trên một cỗ xe. Sao, làm sao có thể, khí tức tên này mạnh như thế, cảm nhận được khí tức Vân Phi Dương phát ra còn mạnh hơn nhất giới chi chủ, Tiêu Kha Ái nhất thời bị đả kích, kém chút khóc to tại chỗ. Sau đó, ánh mắt hắn hoa lên, bị Vân Phi Dương truyền tống đến vũ trụ, tận mắt nhìn thấy quá trình tiểu thần giới bị tiêu diệt. Khi đó, Tiêu Kha Ái rốt cuộc minh bạch, dù mình đạt đến thiên tôn đại viên mãn cũng đã bị Vân Phi Dương bỏ xa, hất ra xa vạn dặm. Ai? Tiêu Kha Ái lắc đầu, tiểu tử kia đã tái tạo thần giới, muốn báo thù là không thể nào nữa. Hưu, đột nhiên, không gian mơ hồ, người hắn vừa rồi suy nghĩ đang mỉm cười đứng trước mặt hắn. Soát, Tiêu Kha Ái lúc này đứng dậy, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Tiểu Khả Ái, Vân Phi Dương cười nói, những năm nay không gặp, thực lực đề cao không ít nha. Tiêu Khả Ái cảnh giác lui lại hai bước, tuy kiên kỵ thực lực tiện thần, nhưng vẫn vô cùng ngạo nghễ nói, so với ngươi, bản tôn kém quá xa. Đúng thế, Vân Phi Dương cười nói. Tiêu Khả Ái lại lui một bước, đang tính toán có nên chuồn đi hay không. Vân Phi Dương như xem thấu ý nghĩ của hắn nói, ta không phải tới tìm ngươi gây phiền phức, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Tiêu Kha Ái khẽ giật mình, chợt tự dễu, ngươi ngay cả thần giới cũng tái tạo được, ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Vân Phi Dương nói, thần ma lưỡng giới vừa mới tái tạo, thiên đạo không được đầy đủ, ta muốn phong ngươi làm ma giới chi chủ, trưởng quản ma tộc. Giác, Tiêu Kha Ái nhất thời trợn tròn mắt, không nghe lầm chứ, tên này muốn phong mình làm ma giới chi chủ, thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi, có hứng thú giúp ta chuyện này? Tiêu Kha Ái bán tính bán nghi hỏi lại, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vân Phi Dương chân thành trước đó chưa từng có nói, ta chính là sáng tạo giả thần giới mới, sao lại nói đùa với ngươi? Tiêu Kha Ái trầm mặt, đúng vậy, tên này hiện tại rất ngưu bức, lại là sáng tạo giả thần ma lưỡng giới, thực lực cao hơn ta nhiều, sao lại rảnh mà chơi đùa ta? Đi qua một phen suy tư, Tiêu Kha Ái nói, tốt, chuyện này ta giúp. Như thế, ma giới dưới lòng đất Phi Dương thần giới liền có ma giới chi chủ, tuy tạm thời chỉ là quan trang tư lệnh,
nhưng khi thiên đạo kiện toàn, hết thảy tiến vào chính quy, một đời ma tộc mới sẽ được thai nghén sinh ra. Tư lệnh không có lính, Tiêu Kha Ái sẽ nâng lên đại kỳ ma tộc, tiếp tục đối địch với thần giới để thế giới thăng bằng. Vì cái gì Vân Phi Dương nhất định muốn phong Tiêu Kha Ái làm ma giới chi chủ, mà không trực tiếp bóp chết ma tộc? Như thế, toàn bộ giới sẽ không có xung đột cũng sẽ không có chiến tranh. Vân Phi Dương từng cân nhắc cuối cùng lựa chọn bổ nhiệm Tiêu Kha Ái cũng vì thăng bằng thiên đạo. Thế giới lấy võ làm đầu, dù thọ nguyên nhân tộc hay tộc loại khác đều sẽ vô hạn tăng lên, sinh sôi nảy nở. Nếu như sinh hoạt hài hòa, một mực sinh sôi, toàn bộ thế giới nhất định sẽ kín người hết chỗ, tư nguyên thiên địa cũng sẽ dần khô kiệt. Cho nên vì thăng bằng, ma giới và ma tộc phải tồn tại. Cái này rất tàn khốc lại không thể tránh, trừ phi Vân Phi Dương nắm giữ thực lực mạnh hơn, cưỡng ép cải biến thiên đạo, thành lập đại đồng thế giới. Có thể làm được sao? Chỉ sợ rất khó, dù sao, dù vị diện tầng thứ như chân vũ thần vực cũng vô pháp giải quyết, nếu không thì cũng không có cửu đại tiên đế ác đấu mấy chục vạn năm, vì địa bàn, vì tư nguyên tranh giành lẫn nhau, nếu không cũng sẽ không có giao chiến, giảm bớt nhân khẩu. Vân Phi Dương đều sắp xếp các thần thần giới, sau đó, hắn bắt đầu thành lập thiên địa quy tắc và thiên địa trật tự. Đầu tiên, hắn chia Phi Dương thần giới thành cửu châu, cũng thi hành biên chế quận huyện, Long tộc cư Đông, tên quần đảo Đông Châu. Hồ tộc cư Tây, tên Thanh Khâu Châu, Linh tộc cư Đông Nam, tên Linh Châu, châu khác, phân biệt tộc loại và bộ lạc tộc quần khác ở lại. Khu vực Trung ương là Trung Châu, võ giả và sinh linh sinh tồn ở đây đều là nhân tộc Vạn Thế Đại Lục. Vân Phi Dương trọng sinh tại Vạn Thế Đại Lục, an trí nhân loại Vạn Thế Đại Lục tại Trung Châu cũng không có gì. Phi Dương thần giới to như vậy, còn có rất nhiều khu vực chưa khai phát. Vân Phi Dương càng nghĩ, cuối cùng triệu võ giả phàm giới từng thuộc tiểu thần giới đến, mất đi gia viên. Lại được an trí trong một giới càng cường đại hơn, cái này là bất hạnh, cũng là may mắn, có người cũng phải có thế lực cùng gia tộc. Cho nên Vân Phi Dương tuyên bố, Phi Dương thần giới cho phép lấy phương thức gia tộc, tông môn phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Châu, Đại Quận, các thành lớn đều xuất hiện không ít gia tộc và vô số tông phái. Thế lực khắp nơi đến từ tiểu thần giới hoàn toàn không để ý tới Phi Dương thần giới, chưa hành động, động thiên phúc địa, danh lam thắng cảnh trong giới đều bị nhân loại chiếm lấy, càng bi kịch là. Lúc Phi Dương thần giới vẫn là Phi Dương giới đã có rất nhiều nhân loại cùng linh tộc ở lại. Bọn họ dựa vào thuộc tính và thời gian gia tốc, cảnh giới chỉnh thể phi thường cao, sáng tạo gia tộc và tông môn đủ để chèn ép thế lực tiểu thần giới khắp nơi. Tỷ như một gia tộc tiểu trấn bình thường, thực lực đủ để chống lại nhất lưu gia tộc tiểu thần giới. Như thế mà nói, thế lực khắp nơi tiểu thần giới tiến vào Phi Dương thần giới, trong nháy mắt trở thành tầng dưới chót. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thế lực đều như thế. Năm đó Đạo Kiếm Tông tiến vào vực ngoại chiến trường nương tựa Vân Phi Dương, được hắn tự mình an bài, xây tông ở Trung Châu, thậm chí cố ý sáng tạo một vùng núi lớn, chủ phong tên Đạo Kiếm Sơn, đồng dạng đãi ngộ còn có Hồng Linh Phường. Bọn họ được an trí tại khu vực trung tâm Thiết Quốc Thành, Đông Lăng quận Phi Dương thần giới, không chỉ khai tông lập phái, còn có 200 lần thời gian gia tốc. Tử Nhục Hòa Thượng, bọn người Hắc Bào lão quái cũng đều thu được động thiên phúc địa thuộc về mình, tam giới hỗn chiến. Tuy bọn họ chưa từng góp sức nhưng tới tương trợ vô điều kiện để Vân Phi Dương rất cảm động. Bây giờ, Phi Dương thần giới thành lập, tự nhiên muốn an bài bọn họ. Ầm ầm, Trung Châu, một phiến bảo địa thiên địa thuộc tính nồng đậm đột nhiên nhô lên, dần dần hình thành sơn mạch có chín phong kéo dài. Đường Nhược Giản đứng tại chân núi, hai tay run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì vùng núi này giống như đúc Cửu Tiêu Sơn tiểu thần giới. Nếu như muốn nói khác biệt, chính là thiên địa thuộc tính nơi này, mạnh hơn Cửu Tiêu Sơn gấp mấy trăm lần. Cẩu Bất Lý và mười mấy tên đệ tử Tấn Tiêu Phong kích động không thôi, kém chút nhịn không được hoan hô. Đường trưởng lão, Vân Phi Dương phiêu nhiên xuống, nói, từ hôm nay trở đi, phạm vi ngàn dặm quanh đây chính là địa bàn Linh Tiêu Phái ngươi. Đường Nhược Giản xoay người, chắp tay nói, lão hữu đại biểu Linh Tiêu Phái, cảm tạ Vân Tiểu Hữu, tạ thì không cần. Vân Phi Dương nói, tốt xấu gì ta đã từng là đệ tử Linh Tiêu Phái. Đường Nhược Giản nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, hưu, hưu, đột nhiên, từng đạo bóng người xuất hiện. Hiển nhiên chính là trưởng lão Bạch Thọ Di, khi bọn hắn nhìn thấy Cửu Tiêu Sơn mới, lại nhìn thấy bọn người Đường Nhược Giản, nhất thời ngây ra như phỏng. Vân Phi Dương rời đi, toàn bộ Linh Tiêu Phái cũng chính thức vào ở Cửu Tiêu Sơn mới. Không bao lâu, một trong thập đại tông môn này phát sinh một sự kiện, chính là Bạch Thọ Di chủ động truyền vị trưởng môn cho Đường Nhược Giản. Trưởng lão các núi cũng áy náy nhường ngôi, đệ tử tuổi trẻ đời hai tiếp nhận trưởng lão vị. Linh Tiêu Phái được thiết lập lại chính thức đi đến con đường đỉnh phong, không lâu tương lai tông môn cũng sẽ trở thành thế lực số một số hai Phi Dương thần giới mà Liệt Diễm Tông, Y Kiếm Thính Vũ Các, các nhóm thế lực đã từng phường song song cùng Linh Tiêu Phái, Hồng Linh thì không có may mắn, bọn họ cũng không được Vân Phi Dương chiếu cố,
lại không có sơn phong phát triển, đi vào phi dương thần giới không bao lâu đã lần lượt giải thể hoặc bị nuốt, trở thành lịch sử. Vài ngày sau, cùng tông trong thiết cốt thành chính thức lập tông tại phi dương thần giới. Tin tức này lúc trước đã truyền ra, cho nên một ngày này, các lộ tông môn đến đây chúc mừng. Vân phi dương thân là sáng tạo giả, lại là tông chủ cùng tông, các đại thế lực phi dương thần giới biết không lâu sau, đại tông môn thiên hạ đệ nhất hẳn là cùng tông. Thiên địa quy tắc và trật tự phi dương thần giới được hoàn thiện mới chính thức trở thành một phương đại giới. Mà khi sau khi Vân phi dương làm xong mọi thứ, đưa thân vào vũ trụ ngoài giới, cả người tiến vào một loại cảm ngộ vô cùng huyền diệu. Cùng lúc đó, khí tức đặc thù xuất hiện từ trong hư không, cuối cùng bao phủ hắn, người lấp lóe như thánh nhân. Đây là công đức lực, đây là khen thưởng Vân phi dương lần thứ 9 tái tạo, thành lập thần giới. Hô, công đức lực bao phủ toàn thân, hóa thành vô tận đạo ý tràn ngập trong thức hải Vân phi dương, cuối cùng để cảnh giới hắn đề thăng. Oanh, một ngày nào đó, thức hải nổ tung, Vân phi dương chậm chậm mở mắt, hắn lắc đầu, không hài lòng nói, tái tạo thần giới thu công đức lực chỉ làm cho ta đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, thực có hơi thất vọng. Thái Vũ ở chân vũ thần vực nghe hắn tự nói, khóe miệng co giật, từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, còn không biết dừng. Thực ra hắn dự đoán, Vân phi dương tái tạo thần giới thu được công đức vô lượng, mượn này đột phá chuẩn tiên, đấm nát tiên môn, phi thăng chân vũ thần vực. Chỉ là không ngờ, tên này lại bởi vì thi triển chiến thần hồn thể đệ tam biến trở nên điên điên khùng khùng, khôi phục lại đã sớm đột phá đến chuẩn tiên. Vân phi dương tái tạo thần giới, thu được vô thượng công đức, không chỉ có đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, còn thu được năng lực sáng tạo chí bảo, phi dương giới trở thành thần giới mới, trong cơ thể ta mất đi vị diện có thể dung nạp sinh linh, không bằng sáng tạo một chí bảo có thể chứa vạn vật đi. Tâm niệm Vân phi dương vừa động, lấy vô thượng công đức ngưng tạo ra một không gian giới chỉ, vật này cùng một nhịp thở phi dương thần giới, không chỉ có thể dung nạp vạn vật, còn nắm giữ thần lực, trọng lực và thời gian gia tốc. Vân phi dương đặt chiếc nhẫn này là tạo hóa giới chỉ, về sau, khi hắn công thành danh toại, vật này lưu lạc trần thế, trong vô tận năm tháng bồi dưỡng không ít thiên kiêu chi tử. Hô, Vân phi dương phun một ngụm trọc khí, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh không, cười nói, xử lý sự việc nơi này xong là thời điểm đi chân vũ thần vực. Đồ nhi, đột nhiên, Thái Vũ truyền đến thanh âm, ngươi làm sao đi vào? Vân phi dương đột nhiên ngốc trệ, đúng thế, ta không có từ tiên môn tiến vào chân vũ thần vực, lại chống cự thiên đạo dẫn dắt, hiện tại làm sao đi vào? Thái Vũ cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha, ngây người đúng không, mắt trợn tròn đúng không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tái tạo thần giới hoàn tất, thành lập quy tắc thiên địa, không lâu sẽ tiến vào chính quy, tiếp đó, Vân phi dương cân nhắc tiến vào chân vũ thần vực, nhưng, làm sao đi vào? Đây là một vấn đề rất lớn, phải biết, võ giả phi thăng chân vũ thần vực phải đấm nát tiên môn, Vân phi dương đấm nát, nhưng hắn lại thoát khỏi thiên đạo dẫn dắt, lựa chọn lưu trong giới. Ha ha ha, Thái Vũ cười to nói, ngây người a. Mắt trợn tròn a, Vân phi dương đè ép xúc động muốn đánh người, nói, sư tôn, người nhất định có biện pháp tiến vào chân vũ thần vực. Thái Vũ thu hồi tiếng cười, nghiêm túc nói, cuối đường vũ trụ hướng nam, lưu giữ ở một tòa tiên môn liên tiếp chân vũ thần vực. Vân phi dương vui vẻ, bất quá, Thái Vũ tiếp tục nói, muốn đi vào chân vũ thần vực, ngươi phải trải qua khảo nghiệm trong tiên môn, nếu như thất bại, vậy sẽ vẫn lạc, hiểu rõ. Vân phi dương không quan tâm cái gọi khảo nghiệm, chỉ cần có cơ hội thông đến chân vũ thần vực thì không còn gì tốt hơn. Đồ nhi, Thái Vũ nói, nếu như ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực, vậy rất khó hạ giới, trước khi đi ở cạnh người ngươi quan tâm đi. Há, đúng rồi, vi sư nhắc nhở ngươi, không nên có ý mang theo võ giả không có đột phá chuẩn tiên tiến vào chân vũ thần vực, nếu không sẽ hại bọn họ. Vân phi dương khẽ giật mình, tuy phi dương giới rời bản thể, nhưng hắn có tạo hóa giới chỉ, hắn nghĩ, mang theo nữ nhân tiến vào chân vũ thần vực, bây giờ sư tôn nói thế hiển nhiên là không thể. Vân phi dương nghe sư tôn nói, từ bỏ ý nghĩ mang Lâm Chỉ Khê và chúng nữ tiến vào chân vũ thần vực, cho nên không có vội vã đi tìm tiên môn, mà lưu tại phi dương thần giới sinh sống cùng các nàng một đoạn thời gian. Sau khi phi dương thần giới xuất hiện, bố cục vạn giới phát sinh biến hóa cự đại. Đầu tiên, thần ẩn giới và thiên long giới bị trọng thương, triệt để ngã vào đáy cốc. Phi dương thần giới xuất hiện thay thế hai giới, trở thành một phương đại giới. Sau đó, vô số cường giả đến từ giới khác tiến vào phi dương thần giới, nhất thời bị thiên địa thuộc tính nồng đậm chấn kinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều hy vọng lưu tại phi dương thần giới. Không biết sao, căn cứ quy tắc Vân phi dương chế định, muốn vào phi dương thần giới, cần thông qua khảo hạch tại chư thần đại lục, mà quy tắc này sẽ vĩnh viễn truyền thừa, đến mức mỗi khi khảo hạch bắt đầu đều trở thành đại sự hạng nhất vạn giới. 3 năm sau,
Vân Phi Dương đứng trước cửa phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khê cầm đầu chúng nữ tề tụ nhìn hắn. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê nói, tiến vào Chân Vũ thần vực, thu liễm tính cách của mình, dốc lòng tu luyện, không nên gây chuyện thị phi. Lương Âm phụ lời, lấy tính cách tên này, không gây phiền toái, mặt trời mọc ở hướng Tây. Chúng nữ lắc đầu, Vân Phi Dương nói, người khác không chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đi gây người khác. Còn nữa, Lâm Chỉ Khê lại bổ sung, không nên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chúng nữ lần nữa lắc đầu, để tên này không gây phiền toái, có lẽ có thể làm được, để hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Vân Đại Tiện Thần nói, có mỹ nữ như các nàng bồi tiếp, ta đã thỏa mãn, như thế nào đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Chỉ Khê không nói nữa, quay người rời đi. Nàng vừa đi, chúng nữ đột nhiên buông lỏng không ít. Lương Âm nói, nhất định nhanh cường đại lên ở Chân Vũ thần vực, chờ chúng ta đột phá thì sẽ nhờ cậy huynh. Ừm, Vân Phi Dương ngưng trọng gật đầu, tiến vào Chân Vũ thần vực truy cầu võ đạo, nhưng trong kế hoạch hắn, khẳng định cũng sẽ kết nối nữ nhân, huynh đệ mình vào nhau. Lương Âm không muốn đi, Lăng Sa La kín đáo đưa cho Vân Phi Dương một bình ngọc tinh xảo, nói, đây là độc tiên tán ta luyện chế, có lẽ về sau có trợ giúp cho huynh. Nói xong, yên lặng rời đi. Gia Cát Cẩm nói, ta sẽ giúp chàng huấn luyện binh lính linh tộc, để bọn hắn trở nên càng cường đại hơn. Hạ Lan Phi thẹn thùng, đi lên trước, nhẹ nhàng nói, ở thêm một thời gian ngắn được không? Thanh âm rã rời, câu hồn. Tâm thần Vân Phi Dương nhất thời dập dờn, nhưng vẫn đè xuống tà hỏa, nói, chung quy chỉ là tạm thời tách rời, muộn không bằng sớm. Ai? Hạ Lan Phi yên lặng lui ra. Thu Y Thủy đi tới, nói, đan đạo cũng phải chăm chỉ tu luyện, đến Chân Vũ thần vực có lẽ có thể phát huy tác dụng. Những nữ nhân này đều biểu hiện rất kiên cường, không có biểu hiện thống khổ ly biệt, duy chỉ có một quanh, nàng đã khóc thành mưa. Đừng khóc, Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, Vân Đại Ca sẽ đau lòng. Vân Đại Ca, một quanh chung quy vẫn khó có thể áp chế thống khổ ly biệt, nhào vào trong ngực hắn. Tuy chúng nữ rời đi, nhưng Thủy Chung không thu hồi nguyên niệm, cũng đều ảm đạm thương tâm. Thế gian này, thống khổ nhất không gì qua được phân biệt, tuy có không muốn. Vân Phi Dương vẫn đi ra khỏi phủ thành chủ, Viêm Sương và bọn người La Mục sớm đã chờ bên ngoài, bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đi ra, cùng nhau quát lớn, Phi Dương ca, lên đường bình an. Vân Phi Dương co giật, tuy hắn biết, các huynh đệ tiễn đưa mình, thế nhưng sao nghe có chút tiễn biệt người sắp chết nhỉ, ta đi, Phi Dương thần giới giao cho các ngươi. Viêm Sương cùng La Mục lớn tiếng nói, yên tâm đi Phi Dương ca, chúng ta nhất định sẽ làm cho Phi Dương thần giới trở nên càng cường đại, đứng đầu vạn giới. Vân Phi Dương cười một tiếng, hướng mọi người phất phất tay, rời đi. Khi hắn đi, trong quân doanh bên ngoài Thiết Quốc Thành, 100 vạn binh lính linh tộc chào quân lễ, cùng hô lên, Phi Dương Phi Dương, mạnh nhất vũ trụ, Phi Dương Phi Dương, mạnh nhất vũ trụ, Phi Dương Phi Dương, mạnh nhất vũ trụ, thanh âm thật lâu chưa tiêu. Bọn họ nhìn về phía bầu trời, nhìn về bóng người dần dần biến mất. Người hậu thế viết, năm thứ ba Phi Dương thần giới, ngày 14 tháng 7, thiên địa sáng tạo giả, Vân Phi Dương được vạn chúng chú mục trời đi, thành tựu vĩnh hằng bất diệt, tiên môn ở tận cùng vũ trụ, đường tắt cửu u, Vân Phi Dương cố ý tiến đến tìm Bảo Lị, thần giới mới thành lập, hắn từng nghĩ muốn Bảo Lị mang theo tộc nhân nàng vào ở Phi Dương thần giới, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì nữ nhân này muốn tự mình phát triển, chờ có đầy đủ thực lực sẽ đi Phi Dương thần giới, ngày hôm nay lần nữa vào cửu u, Vân Phi Dương cáo biệt với nàng, đi đi, vị diện cao hơn mới thích hợp ngươi, Bảo Lị nói. Năm đó Vân Phi Dương tiến về tiểu thần giới, nàng đã trải qua một lần phân biệt, bây giờ, học sinh mình đã từng bồi dưỡng lần nữa bước vào vị diện cao hơn, nàng mặc dù không muốn nhưng cũng tự hào không thôi. Hạo Hãn vũ trụ, một đại xa có lưu quang bảy màu vây quanh cực tốc bay, cuối cùng đứng trước một tòa đại môn, Trầm Hạo đã từng cùng thê tử đến nơi này, cũng lấy cửu long lực nhẹ nhõm phá vỡ, thành công bước vào Chân Vũ thần vực, người đến là ai? Trong cửa truyền đến thanh âm, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng cằm, cười nói. Phi Dương thần giới, Vân Phi Dương, ngươi muốn tiến vào Chân Vũ thần vực, không sai, ra tay đi, để ta nhìn xem, ngươi có tư cách mở ra tiên môn tiếp nhận khảo nghiệm hay không. Hư, Vân Phi Dương bay ra, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ vô tận, từng chui phi kiếm bay đến, cấp tốc ngưng tụ thành cự kiếm. Một kiếm này là một kiếm sau cùng trong giới, cũng là một kiếm mạnh nhất, cuồn cuộn kiếm ý và đạo ý tràn ngập vũ trụ. Chân Vũ thần vực là thế giới phi thường to lớn. Phi thường bao la, sinh ra khi nào, qua bao nhiêu năm tháng, không ai nói rõ ràng. Tại mảnh đất thần kỳ này hiện ra vô số thiên tài kinh diễm tuyệt luân, viết từng đoạn truyền kỳ bất hủ. Sau đó, chẳng biết lúc nào, Chân Vũ thần vực dần dần hình thành một hệ thống hoàn toàn mới. Tiên đế vi tôn, tiên vương làm thần, tiên nhân làm tướng. Mặt đất chia làm 9 khu vực,
phân biệt do cửu đại tiên đế chưởng khống, nhân khẩu hơn ức, có đại vị tiên vương tọa trấn, một thành trì phổ thông, lại có tiểu vị tiên vương tọa trấn, chưởng quản hết thảy sự việc. Dưới tình huống bình thường, võ giả phi thăng không được tiên tông chọn trúng, đều sẽ được an trí trong trấn, bắt đầu tu hành từ tầng dưới chót, mà cường giả chưởng quản trấn phần lớn đều là tiên nhân, còn về chuẩn tiên, mặc dù không thể khắp nơi đều được như phàm nhân nhưng cũng không có địa vị gì quá lớn. Từ trấn tiến vào thành, đầu tiên phải được tán thành, dù có đầy đủ tiên thạch, mua bất động sản, chỉ có thể ở tạm, không thể sinh tồn lâu dài. Trấn và nội thành thành trì có thiên địa thuộc tính và đạo ý cực mạnh, tu luyện ở đây có thể nói làm ít công to. Đương nhiên, muốn đạt được quyền cư ngụ vĩnh cửu, đừng nói thành trì, dù một thôn trấn phổ phổ thông thông cũng cần phải thanh toán 5 viên tiên thạch. Số lượng này dù chuẩn tiên Bắc Môn gia, Nam Môn gia cũng phi thường khó khăn, cho nên đại đa số võ giả phi thăng chân vũ thần vực đều chọn ở giả ngoại, thừa nhận vận mệnh tùy thời bị tiên thú công kích vẫn lạc. Đương nhiên, người phi thăng được tiên tông chọn trúng thì hạnh phúc hơn nhiều. Một ngày, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền lại trong thiên địa. Cũng may không gian bích lũy chân vũ thần vực cực kỳ cứng rắn, nơi đây lại là hoang sơn giả lĩnh, thanh âm chỉ truyền ra hơn 10 dặm cũng không có kinh động võ giả nơi xa. Tạch tạch tạch, tiếng vang kết thúc, không gian vỡ vụn một khe, chợt nhìn thấy một thân ảnh bay ra ngoài, có chút chật vật rơi trên mặt đất, nhìn kỹ lại mới phát hiện người mới dùng bốn chân tiếp đất thế mà là Vân Phi Dương. Mẹ, Vân đại tiện thần lật người, mặt mày xám xịt nói, không nghĩ tới cái khảo nghiệm kia sẽ phiền toái như vậy. Dưới giới, hắn lấy một kiếm chém nát tiên môn, bước vào bên trong bắt đầu khảo nghiệm, mặc dù cuối cùng thông qua, nhưng cũng hao phí không ít tâm thần, quá trình khảo nghiệm không viết, mọi người tự nghĩ. Soát, Vân Phi Dương đứng lên, quét mắt một vòng, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, Vân Phi Dương ta đến, tiên vương tiên đế chờ run rẩy đi. Lần này thân thể và linh hồn tiến vào chân vũ thần vực, tuy cảm nhận được trọng lực cường đại nhưng vẫn rất nhanh thích ứng. Soát, Vân đại tiện thần nhảy một chút, kết quả phát hiện, mình không thể phi hành, sau đó lẩm bẩm, xem ra, phải cần thích ứng một đoạn thời gian. Hưu, đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh xé gió, một mũi tên bắn đến, ẩn chứa lực lượng cực mạnh, không phải chứ. Lại tới, năm đó tại Vạn Thế Đại Lục, Vân đại tiện thần vừa chui từ dưới đất lên, từng bị một quanh bắn một tiễn, bây giờ đi vào chân vũ thần vực, lại có lợi tiễn bay tới. Soát, bước chân Vân Phi Dương nhanh nhẹn, tùy tiện tránh ra, đồng thời hai ngón tay kẹp lấy mũi tên, tiêu sái cười nói, hiện tại ta, cũng không phải ta năm đó, chui từ dưới đất lên, thần cách vỡ vụn, thân thể yếu dễ đổ. Bây giờ Vân đại tiện thần là chuẩn tiên trung kỳ, tuy trong tiên nhân, tiên vương không tính là gì, nhưng dầu gì cũng có chút năng lực. A, à, trong bụi cỏ, một thiếu niên thân thể suy nhược nhảy ra, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà tiếp được tiễn của ta, thật kỳ quái sao, Vân Phi Dương nói, thiếu niên kia nói, xem ra, ngươi vừa phi thăng chân vũ thần vực có chút năng lực, tuy nhiên, hắn đột nhiên cười xấu một tiếng, nói, tiếp được tiễn, sẽ chỉ làm ngươi càng không may. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác ngón tay truyền đến đau nhức, da thịt dần dần biến thành màu đen, khuếch tán ra ngoại giới, không tốt, mũi tên có độc, phù phù, Vân Phi Dương nói còn chưa dứt lời đã ngã quỵ, thiếu niên mắt trợn tròn, hắn nâng cằm nói, độc này chỉ để da thịt vỏ giả ngứa, sẽ không gây ra hôn mê, tính toán, thiếu niên đi tới, nâng Vân Phi Dương lên, nói, mang về thôn làng lại nói, nói rồi thả người nhảy một cái đi vào núi rừng, rất nhanh, hắn đi vào một thôn xóm nhỏ ẩn trong sơn cốc, la lớn, mau đến xem, ta bắt được một người phi thăng, người phi thăng, thôn dân đang bận rộn nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, lúc này bốn phía nghị luận, đây là người phi thăng, không thể nào, nếu thật là, có thế bị tiểu Việt bắt đến, vậy thì thật không may a. À. Uy uy, thiếu niên tiểu Việt kia tức giận nói, ngươi nói, ta rất yếu sao, rất yếu, người trong thôn trăm miệng một lời, trừ tiểu Việt ngũ phẩm bán tiên ra, phần lớn đều là cửu phẩm thậm chí bán tiên đại viên mãn, không không, người kia trêu ghẹo nói, tiểu Việt là đại nhân vật nhất định phải trở thành tiên đế, làm sao lại yếu, ha ha ha, tất cả mọi người đều cười rộ lên, tiểu Việt là người địa phương chân vũ thần vực, hắn tiếp xúc võ đạo, một mực thường nói ta muốn trở thành tiên đế, đến mức, người trong thôn mỗi lần đều thích cầm câu nói này đùa hắn, hừ, tiểu Việt nói, ta biết, các ngươi đang chê cười ta nhưng ta không tức giận, bởi vì tương lai ta sẽ trở thành tiên đế, tự sẽ có khí lượng tiên đế không chấp nhặt cùng bọn phàm phu tục tử như các ngươi, mọi người lắc đầu, khụ khụ, nhưng vào lúc này, lão giả thôn trưởng trong thôn tuổi tác khá lớn chậm chậm đi tới, các thôn dân tránh đường, lão thôn trưởng, mau nhìn, tiểu Việt chỉ Vân Phi Dương, nói, ta bắt được một người phi thăng, lão thôn trưởng đi tới, nói, ngươi xác định hắn là người phi thăng, xác định, tiểu Việt nói,
Lúc ấy âm thanh chấn thiên, không gian vỡ vụn giống như đúc ghi chép dị tượng. Lão thôn trưởng lắc đầu, nói, người bình thường phi thăng chân vũ thần vực, cảnh giới hẳn là chuẩn tiên, loại võ giả cấp bậc này, thường thường sẽ được đại thế lực đào đi, làm sao có thể xuất hiện tại địa phương nhỏ như chúng ta. Thôn trưởng, theo ta thấy, tiểu Việt nhất định hoa mắt, bắt thôn dân thôn bên cạnh. Có người cười nói, lão thôn trưởng lắc đầu, sau đó ngồi xuống, lật vân phi dương qua, tính toán giải độc, nhưng khi hắn thấy rõ tướng mạo, lại thần sắc ngốc trệ, tiếp theo tâm thần đại chấn, hắn là, thôn trưởng kinh hãi nói, vân, vân phi dương, giác, toàn trường tĩnh mịch, thôn dân và tiểu Việt trợn mắt hốc mồm, thậm chí cho rằng mình nghe lầm, hưu, vân phi dương giả hôn mê nhảy dựng lên, nói, không nghĩ tới tại rừng sâu núi thẳm, sẽ có người nhận biết ta, hết sức vinh hạnh, hết sức vinh hạnh. Vân phi dương tại ngọn nguồn thôn vệ lấy một địch hai, chém giết Bắc Môn Hạc và Bắc Môn Tùng, Thái Vũ đã mở ra màn sáng tại các thành lớn trong chân vũ thần vực. Lúc đó, lão thôn trưởng trùng hợp tiến về thành trì làm việc, thấy toàn bộ quá trình. Tuy chấn kinh một võ giả vậy mà có thể chém giết hai chuẩn tiên, nhưng cũng không có để trong lòng, làm xong sự việc liền trở về. Nhưng, ai có thể nghĩ, ngay hôm nay, thấy rõ tướng mạo Vân phi dương, nhất thời nhớ tới, người này không phải võ giả màn sáng từng hiện sao. Mà võ giả trong thôn cũng khiếp sợ không thôi, tuy bọn họ xa cách thành trì, ở trong sơn cốc vắng vẻ, nhưng trong khoảng thời gian này, sự tích Vân Phi Dương cũng thỉnh thoảng nghe thôn trưởng và người qua đường đề cập, mới đầu bọn họ không tin. Mà khi Vân Phi Dương nhảy dựng lên, thừa nhận chính mình là Vân Phi Dương, từng ánh mắt mới hiện ra vẻ kiên kỵ, đây chính là ngưu nhân có thể giết chuẩn tiên nha. Người trong thôn, cảnh giới cao nhất cũng chỉ đến bán tiên đại viên mãn, ở trước mặt hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hắn là Vân Phi Dương, tiểu Việt ngơ ngác, làm một người lập chí muốn trở thành tiên đế, lúc hắn nghe sự tích Vân Phi Dương, có thể nói hâm mộ muốn chết. Ba, Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn nói, tiểu tử, loại độc ngươi hạ, quá ngây thơ. Ách, mặt tiểu Việt nhất thời bắt đầu nóng lên, Vân Phi Dương cũng không có làm khó tiểu Việt, chỉ tạm thời ở trong thôn, bởi vì hắn cần một chút thời gian, để thích nghi chân vũ thần vực, đồng thời cũng muốn biết vì sao thôn trưởng tiểu thôn hoang dã sẽ nhận biết mình, có hơi phiền toái. Vân Phi Dương nói, nếu như trong giới, bị người nhận biết không quan trọng, dù sao không ai có thể uy hiếp được mình, đi vào chân vũ thần vực, có người cảnh giới càng cao cường hơn, vạn nhất có ý tưởng đối với mình, vậy thì rắc rối, đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, Vân Phi Dương rõ ràng phát giác được, thực lực mình đề cao gấp 10 lần chuẩn tiên sơ kỳ, chuẩn tiên hậu kỳ thì sao, tiên nhân thì sao, không khó tưởng tượng, thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố, cho nên Vân Đại Tiện Thần tiến vào chân vũ thần vực. Đầu tiên muốn làm là ẩn mình tu luyện. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đang nghe truyện trên TV audio CV từ trong miệng thôn trưởng biết được một số sự việc chân vũ thần vực, biết muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải tiến vào thành trì hoặc tiên tông. Ở tại thành trì tu luyện, được cho là tán tu, tiến vào tiên tông thì thuộc về có bối cảnh. Lựa chọn tán tu hay là tiên tông, Vân Phi Dương thì thầm. Sau cùng lựa chọn tán tu, không có ý định vào tiên tông, dù sao ước thúc quá lớn, còn không bằng tự thú tự mãn. Vân Đại Tiện Thần cũng không biết, khi hắn tiến vào chân vũ thần vực, các đại tiên tông đã nhận được tin tức, số lớn nhân mã xuất động, đang tìm hắn khắp vực, bên trong chuyện này không phải đều muốn lôi kéo hắn cũng có tâm thuật bất chính. Trong tam giới hỗn chiến, Vân Phi Dương biểu hiện ra chấn kinh chân vũ thần vực, đồng thời cũng làm cho rất nhiều cường giả để mắt tới, nếu như tìm được trước một bước, vơ vét toàn bộ, không thể nghi ngờ là đại thu hoạch, tiên tông đơn giản muốn lôi kéo hắn, cường giả khác chỉ muốn đánh cướp hắn. Muốn mệnh Vân Phi Dương tất nhiên là Bắc Môn Gia, Nam Môn Gia, bọn họ thu được tin tức Vân Phi Dương tiến vào chân vũ thần vực, tự nhiên cũng điều động số lớn cao thủ tìm kiếm khắp nơi, riêng chuẩn tiên hậu kỳ cũng xuất động 4 tên. Vân Phi Dương cũng không biết những điều này, giờ phút này, hắn vẫn ở trong thôn, tiếp tục nghe ngóng sự việc chân vũ thần vực, xác thực mà nói, hắn đang đắm chìm trong đạo ý không cách nào tự kiềm chế, thân thể tiến vào chân vũ thần vực, Vân Phi Dương mới hiểu được, tại sao người người hướng tới vị diện cao đẳng. Thuộc tính trong thiên địa, càng phong phú toàn diện, cực kỳ cường hãn. Đây chỉ là trong thôn, nếu như tiến vào trong trấn, tiến vào trong thành trì, thiên địa thuộc tính và đạo ý chỉ càng mạnh. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, hắn đã quyết định, trời sáng xuất phát, tiến về thành trì lân cận, trước lăn lộn thân phận lại nói, Vân đại ca, tiểu Việt đẩy cửa vào, bưng một đống hoa quả, nói, ta hái ngoài sơn cốc một ít hoa quả mùi vị không tệ, ngươi đến nếm thử. Ừm, Vân Phi Dương cầm một quả táo, chỉ gặm một ngụm. Nhất thời cảm giác thịt quả cùng nước trái cây ẩn chứa đạo ý, không hổ là chân vũ thần vực, cả hoa quả đều ẩn chứa đạo ý, khó trách tiểu Việt tuổi như vậy đã có thể đột phá đến bán tiên. Chân vũ thần vực cường hãn rung động Vân Phi Dương, hắn có thể xác định,
dù một con lợn ở chỗ này, mỗi ngày chỉ ăn ngủ cũng có thể thành thần thú. Ta chỉ mới đến, những cường giả sinh tồn lâu ở chỗ này không biết lĩnh ngộ đạo ý đến tầng thứ gì. Thực quá chờ mong giao thủ cùng võ giả. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lên đường rời đi. Lúc thôn trưởng tiễn đưa, ngưng trọng nói, Vân Tiểu Hữu, giả ngoại nguy hiểm trùng điệp, ngươi phải cẩn thận, không có việc gì. Vân Phi Dương nói, ta có thể tự vệ. Hắn đã biết, chân vũ thần vực trải rộng hung thú, một khi rời đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Tiểu Việt, trước khi đi, Vân Phi Dương nói, về sau ngươi sẽ trở thành tiên đế, đây không phải chế giễu, đây là cổ vũ. Ừm, Tiểu Việt trọng gật đầu, nói, Vân đại ca, ta sẽ cố gắng. Vân Phi Dương rời thôn trang, bước vào trên đường tiến về thành trì, đưa mắt nhìn hắn rời đi, thôn trưởng ngữ khí sâu xa nói, người phi thăng này, nếu như không vẫn lạc, tương lai nhất định có thành tựu lớn. Thôn dân tán thành, có thể tại giới chém giết chuẩn tiên, bây giờ phi thăng tới chân vũ thần vực, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn bọn họ hoàn toàn sẽ không hoài nghi, Vân Phi Dương có thể trở nên càng mạnh. Chỉ là, chuyện thứ nhất muốn mạnh lên, chính là sống sót, nếu không, hết thảy đều là nói suông, cho dù tư chất tốt cũng chỉ biến thành hạt bụi. Oanh, sơn lâm u ám, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh đánh vỡ bình tĩnh lâu dài, xoát, Vân Phi Dương nhảy lên nhẹ nhàng rơi trên tàn cây, phía dưới, hung thú như hổ như sư thể trạng to lớn, thực lực có thể so với chuẩn tiên sơ kỳ ngã xuống, ngực nó bị xuyên thủng, một quả tinh hạch sáng chói lăn xuống. Hưu, Vân Phi Dương vung tay lên, cầm tinh hạch trong tay, lại lắc lắc đầu nói, loại hung thú cấp bậc này uẩn dục ra tinh hạch có đạo ý quá yếu. Rời đi thôn làng đã ba ngày, trên đường, hắn gặp được rất nhiều hung thú, giết không ít, thu được đại lượng tinh hạch, tuy bên trong ẩn chứa đạo ý nhưng vô cùng yếu ớt, xa kém xa tiên thạch lấy được từ bọn người Bắc Môn Tùng. Ai? Vân Phi Dương tìm một sơn động, vận chuyển nghịch thiên quyết, thu đạo ý trong tinh hạch, sau đó, tiến vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, tiếp tục thôi diễn Thái Thanh kiếm quyết và túng bộ di vị. Hả? Đột nhiên, hắn phát giác được bên ngoài sơn động có động tĩnh, lúc này hoàng hồn, đã thấy mấy bóng người từ chỗ tối nhảy ra. Đại ca, tiểu tử vừa rồi giết hổ sư thú kia nhất định ở bên trong, đột nhiên xuất hiện năm võ giả ngoài sơn động, dẫn đầu có tu vi cao nhất, cảnh giới đã đạt đến chuẩn tiên sơ kỳ. Bốn người khác bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, những người này là tán tu thành trì phụ cận, ngày thường bế quan tu hành, đến giả ngoại liệp sát hung thú kiếm tinh hạch. Lúc trước, Vân Phi Dương oanh sát một đầu hổ sư thú, động tĩnh quá lớn, năm người đứng xa xa nghe được, khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, phát hiện một đầu hung thú chuẩn tiên sơ kỳ thì một đường đuổi tới, gia hỏa bên trong, chuẩn tiên cầm đầu tên Thôi Vượng, lạnh lùng nói, lăn ra đây, bốn người khác vây quanh động khẩu, hiển nhiên sợ người trong động chạy. Vân Phi Dương đi tới, nói, có chuyện gì, rời thôn trang, hắn thay hình đổi dạng, hiện tại bộ dáng của hắn tuy xuất khí vô cùng nhưng đã không còn là Vân Phi Dương, thời khắc vận chuyển nghịch thiên quyết áp chế cảnh giới, mới đến, điệu thấp, phát giác được khí tức người này cũng là chuẩn tiên sơ kỳ, không kém mình bao nhiêu, Thôi Vượng nhất thời yên tâm nói, lúc trước đầu hổ sư thú kia do ngươi giết, không sai, Vân Phi Dương gật đầu, Thôi Vượng cười nhạt một tiếng, nói, giao tinh hạch ra, giao ra. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói, đồ vật của ta, sao lại giao ra, mọi người sụp đổ, tên này có phải bị ngốc hay không, chẳng lẽ không nhìn ra chúng ta đang ăn cướp, Thôi Vượng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể không giao, nhưng phải trả giá lớn, đó chính là tử vong. Vân Phi Dương nghe vậy, cả kinh nói, các ngươi là cường đạo, ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha hả, giống như nghe được chuyện phi thường buồn cười, Thôi Vượng thu hồi tiếng cười, lạnh lùng nói, tiểu tử, tại chân vũ thần vực, không có cường đạo cũng không có thổ phỉ, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, yêu cầu này nọ là việc rất bình thường, tàn khốc như thế, Vân Phi Dương nói nhỏ, mọi người lần nữa sụp đổ, chẳng lẽ kẻ này là người rừng, cả quy tắc cơ bản nhất cũng không hiểu, tiểu tử, đừng giả vờ ngốc, Thôi Vượng không nhịn được nói, hiện đưa cho ngươi hai lựa chọn, giao ra tinh hạch xéo đi, hoặc chúng ta động thủ, mệnh ngươi tan tại hoang dã, không có lựa chọn khác sao, Vân Phi Dương nói, tiểu tử, một võ giả lạnh lùng nói, thôi lão đại cho ngươi cơ hội sống sót, đừng lo nhoi, nhanh làm ra lựa chọn, nếu không ngươi sẽ chết, ta suy nghĩ một chút, Vân Phi Dương nâng cằm, trầm tư một lát nói, ta cảm thấy còn có lựa chọn thứ ba, chính là, xoát, hắn đột nhiên xuất hiện trước người Thôi Vượng, một tay nhô ra, đặt trên cổ hắn, một quan lãnh lệ nói, giao ra đồ vật, đáng tiền ta tha cho các ngươi khỏi chết, cử động, tốc độ như ánh sáng, khi Vân Phi Dương trực tiếp chọc vào cổ, lực lượng cường đại phóng thích, Thôi Vượng mới hồi phục tinh thần, ánh mắt hiện ra hãi nhiên, bốn võ giả bên cạnh mắt trợn tròn, bọn họ hoàn toàn không thấy Vân Phi Dương động, cứ như vậy đã đứng bên người Thôi lão đại, khống chế hắn,
ngươi không phải chuẩn tiên sơ kỳ. Thôi Vượng hoảng sợ không thôi, hiển nhiên, Vân Phi Dương bạo phát khí tức mạnh hơn hắn, sắc mặt bốn người kinh biến, thừa dịp tâm tình ta hiện tại không tệ, nhanh giao đồ vật có giá trị, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vân Phi Dương âm u, linh hồn lực cường đại bao phủ Thôi Vượng, để hắn nhất thời uy thống khổ. Đừng đừng, Thôi Vượng sợ hãi, hắn vội vàng nói, ta giao, nói rồi lấy không gian giới chỉ ra, đồng thời vô cùng phối hợp xóa cấm chế bên trong, còn các ngươi, Vân Phi Dương quét mắt một vòng, Thôi Vượng cả giận nói, mẹ kiếp, còn không lấy ra cho vị tiểu hữu này, bốn người tuy không muốn nhưng vẫn ném không gian giới chỉ qua, Vân Phi Dương phân hóa linh hồn, dung nhập vào năm chiếc nhẫn, cũng chỉ là vét không ít tinh hạch, không có đồ vật gì quá đáng tiền, quy, hắn cau mày một cái, nói, sao trong giới chỉ của ngươi không có tiên thạch, Thôi Vượng nhất thời nghĩ đến, lúc này co giật khóe miệng nói, tiểu hữu, tiên thạch cực kỳ trân quý, ta là tán tu, sao có thể có được, trước kia hắn có, bất quá đã sớm cầm đổi lấy quyền cư ngụ trong thành trì, Vân Phi Dương thả Thôi Vượng ra, lạnh lùng nói, cút, xoát, Thôi Vượng nhanh như chớp chạy trốn, bốn võ giả cũng chạy theo mất dạng, bị phản ăn cướp, ngày hôm nay thật xui xẻo, trong không gian giới chỉ Thôi Vượng và bốn võ giả mặc dù không có tiên thạch, nhưng có hơn 100 khỏa tinh hạch, chuẩn tiên sơ kỳ có 10 khỏa, coi như có chút ít thu hoạch. Vân Phi Dương cất vào tạo hóa giới chỉ tính toán sưu tập đủ nhiều sẽ thu đạo ý. Đối với hắn mà nói, đã không có tiên thạch, như vậy chỉ có thể dựa vào tinh hạch. Chân vũ thần vực, nguyên lai không có cường đạo cùng thổ phỉ, chỉ cần có thực lực thì có thể tùy ý vọng động. Khóe miệng Vân Phi Dương mỉm cười, làm một người thường xuyên ăn cướp, vơ vét không gian giới chỉ, hắn thích vô cùng loại quy tắc, loại phương thức này, từ thôn trang đến thành trì, chí ít mấy vạn dặm đường. Ở giữa cũng có rất nhiều sơn lâm rậm rạp, bên trong có hàng vạn hung thú. Vân Phi Dương một đường đi tới, gặp thú thì giết, mấy ngày kế tiếp, hung thú chết trong tay hắn hơn ngàn con. Riêng chuẩn tiên sơ kỳ đã nhiều đến 100 khỏa tinh thạch. Vân Phi Dương tìm một sơn động vắng vẻ, dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu hấp thu. Vẻn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ hơn 100 khỏa tinh thạch chuẩn tiên cấp đã bị hấp thu, đạo ý thu lại được cũng chỉ có 1/10 tiên thạch. Xem ra, ít nhất phải hấp thu 1.000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ mới có thể so với một khỏa tiên thạch. Vân Phi Dương nỉ non, bành, bành, đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng nổ vang, có người ẩu đả. Vân Phi Dương đi ra sơn động, bước theo thanh âm, rất nhanh nhìn thấy hơn 10 võ giả bên cạnh một dòng suối nhỏ đang vây công một lão giả tuổi chừng thất tuần. Nhiều người khi dễ một người như vậy, thật không biết xấu hổ. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn cũng không có tính toán xuất thủ, dù sao chân vũ thần vực rất tàn khốc. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thực có chút buồn cười. Đương nhiên, nếu như lão đầu là một nữ nhân xinh đẹp, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ xuất thủ. Lão giả bị vây công có thực lực chuẩn tiên sơ kỳ, mà hơn 10 tên võ giả có 2 tên đồng dạng cũng là chuẩn tiên sơ kỳ, cho nên nhìn cục diện, lão giả ở vào thế bị động tuyệt đối. Hừ, bên ngoài giao chiến khu vực, một cẩm y nam tử cười lạnh nói, lão gia hỏa, còn không nhanh thúc thủ chịu trói, giao ra tiên thạch ra. Tiên thạch? Vân Phi Dương núp trong bóng tối nghe vậy, ánh mắt nóng rực, hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của tiên thạch đối với võ giả sau khi bước vào chuẩn tiên. Bành, lão đầu gian nan bước lui một tên chuẩn tiên, lạnh lùng nói, đường đường cận gia Dạ Thành lại vì một khỏa tiên thạch mà làm ra sự việc ăn trộm như thế, Dạ Thành. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chỗ thành trì hắn đi chuyến này chính là Dạ Thành. Nghe thôn trưởng nói, quy mô tòa thành trì này không lớn nhưng cũng là một tòa thành duy nhất trong mấy vạn dặm xung quanh. Cẩm y nam tử thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, giao tiên thạch ra, tha cho ngươi khỏi chết. Phi, lão đầu nói, lão phu dù chết cũng sẽ không giao ra tiên thạch. Cẩm y nam tử cười lạnh, thật là một lão gia hỏa gian ngoan không rõ, tháo hắn thành 8 khối cho ta. Tuân mệnh, hai thủ hạ chuẩn tiên sơ kỳ lúc này tu vi bạo phát, đánh thật. Lão đầu nhất thời lâm vào bị động, bị đánh không thể hoàn thủ, liên tiếp bị đánh trúng ngực. Phốc, cuối cùng, lão đầu lui nhanh mấy chục trượng, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân chịu trọng thương. Hai võ giả chuẩn tiên từng bước một tới gần, sát khí bao phủ, vù vù, đột nhiên, trong bụi cỏ chỗ tối, một đạo hắc ảnh bay ra, khí thế khủng bố cuốn tới, bành, bành, hai chuẩn tiên không ngờ tới chỗ tối có người, bất ngờ không đề phòng bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, người nào, công tử áo gấm phẫn nộ quát, xoát, một trung niên mặc hắc bào phiêu nhiên rơi xuống, thản nhiên nói, không muốn chết, mau mau cút, khi nói chuyện, khí tức chuẩn tiên trung kỳ lan tràn khiến cho sắc mặt áo gấm công tử và tay sai kinh biến, không nên hiểu lầm, đây cũng không phải Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn núp trong bóng tối, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong rừng còn ẩn giấu người khác, ta lại không có phát hiện, đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng lan tràn ra,
tái tạo thần giới thu hoạch được vô thượng công đức, không chỉ có để Vân Phi Dương đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, cường độ linh hồn cũng có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ, chỉ phải nghiêm túc đi dò xét, dù chuẩn tiên hậu kỳ cũng có thể tìm tới. Ngọa tào, sau khi trải rộng linh hồn lực, Vân Phi Dương há to mồm, bởi vì, trong phạm vi mấy chục dặm lại có 10 tên võ giả ẩn giấu, bên trong có 8 chuẩn tiên sơ kỳ, 2 chuẩn tiên hậu kỳ, bọn họ đều có một điểm giống nhau, cùng nhau khóa chặt khu giao chiến, thậm chí 2 chuẩn tiên trung kỳ nóng lòng muốn thử, phản phất như tùy thời có khả năng tiến lên, không phải chứ, Vân Phi Dương sụp đổ nói, chẳng lẽ những người này đều có chủ ý với tiên thạch, vâng, dù hắc bào trung niên xuất hiện hay 10 võ giả núp trong bóng tối đều nhìn trúng tiên thạch của lão giả, chậm chạp không có động thủ cũng vì chờ cơ hội. Tiên thạch tuyệt đối là thứ trọng yếu nhất chân vũ thần vực, giá trị hoàn toàn không kém hơn chí bảo chuẩn tiên sơ kỳ. Cận công tử nhà ta ý thức được thực lực hắc bào nhân vừa xuất hiện là chuẩn tiên trung kỳ, nhất thời có thoái ý, không có cách, cảnh giới áp chế, không lùi thì bị thông chết. Áo gấm công tử dù sao cũng là dòng chính cận gia, trước khi đi thông khỏi quan xuống ngoan thoại, vị bằng hữu này, cận gia ta nhớ kỹ, đi, xoát, xoát, nhân mã cận gia lúc này rút lui, chuẩn tiên trung kỳ kia cũng không đuổi theo. Hiển nhiên cũng không muốn làm mất lòng cận gia, còn về ngoan thoại, hoàn toàn không có để trong lòng, dù sao hắn cũng chỉ là một tán tu, cũng không phải ở tại Dạ Thành. Vị bằng hữu này, thụ thương lão giả cảm kích lên tiếng, đa tạ xuất thủ cứu giúp, hắc bào trung niên xoay người, cười nói, nếu như ngươi thật cảm tạ ta thì có thể tặng tiên thạch cho ta. Sắc mặt lão giả biến hóa, lạnh nhạt nói, nguyên lai ngươi cũng vì tiên thạch của lão phu, nói nhảm, hắc bào trung niên nói, ta sẽ vô duyên vô cớ đắc tội cận gia để cứu ngươi à. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, võ giả chân vũ thần vực có người nào tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm không đây, lão giả lắc đầu, nhưng ánh mắt kiên định, nói, lão phu đã nói qua, dù có chết cũng tuyệt không giao ra tiên thạch, hắc bào trung niên thản nhiên nói, thọ nguyên ngươi còn rất dài, tương lai có lẽ có thể đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, cần gì phải tử thủ một khỏa tiên thạch, lão giả cười lạnh một tiếng, vật này phi thường trọng yếu đối lão phu, dù vẫn lạc cũng nhất định giữ vững, thật là một lão đầu cố chấp. Hắc bào trung niên thở dài một hơi, tiếp theo đi qua, xoát, đột nhiên, một chuẩn tiên trung kỳ khác núp trong bóng tối rốt cục nhịn không được bay ra ngoài, cử động này để một chuẩn tiên trung kỳ khác cũng đi tới, hai người lúc trước không ra là sợ đắc tội cận gia, bây giờ người cận gia đã đi thì nhất thời yên tâm, võ giả tán tu cũng có một bệnh chung, bọn họ tình nguyện trêu chọc tán tu cũng không muốn trêu chọc gia tộc và thế lực trong thành trì, hừ, hắc bào trung niên nhân cười lạnh, hai người các ngươi vẫn không nhịn được đi ra, hắc lão quỷ. Võ giả thể trạng hơi béo nhếch miệng cười nói, ngươi không thể dễ dàng lấy tiên thạch như thế, không sai, một người khác gật đầu đáp ứng, võ giả gọi hắc lão quỷ hơi trầm ngâm, đột nhiên xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh đến lão đầu. Xoát, xoát, hai chuẩn tiên trung kỳ cũng không phải bất tài, trong nháy mắt hắn động thủ cũng nhao nhao hành động, bành, 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 trong khoảnh khắc, ba chuẩn tiên trung kỳ vì muốn cướp đoạt lão giả nhất thời đánh nhau. Nếu cấp bậc cường giả này động thủ bên trong giới, tất sẽ chấn vỡ một phương vũ trụ, nhưng không gian bích lũy chân vũ thần vực cực kỳ cường thế, ba người ngươi tới ta đi nhưng cũng chỉ để không gian vặn vẹo rất nhỏ, chật chật, Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi than, hàng rào không gian vị diện này quá mạnh, ba tên chuẩn tiên trung kỳ bạo phát cũng chỉ rung chuyển rất nhỏ, nếu như Phi Dương thần giới của ta cũng có thể đạt đến trình độ này thì có thể tự thành một vực, thời khắc suy nghĩ, hắn lặng lẽ tới gần, hắn muốn làm bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước núp đằng sau, xoát, thừa dịp ba chuẩn tiên trung kỳ đánh khí thế ngất trời, Vân Phi Dương thi triển túng bộ di vị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lão đầu, một tay chụp lên vai, hư một cái biến mất, không xong, có người cướp lão đầu đi rồi, ba chuẩn tiên trung kỳ đang ẩu đã nhất thời ngừng tay, mà khi bọn hắn phẫn nộ phóng thích tiên niệm, lại phát hiện phương viên mấy chục dặm, trừ 8 tên chuẩn tiên sơ kỳ ẩn giấu lúc trước, không có người nào khác, mẹ kiếp, đến cùng là ai, ba người hắc lão quỷ phẫn nộ không thôi. Bọn họ theo đuôi cận gia vài ngày, rốt cục vào hôm nay tìm được cơ hội, kết quả lão đầu bị cướp đi ngay dưới mắt, thực vô pháp tiếp nhận, làm sao bây giờ, ba chuẩn tiên trung kỳ chỉ có thể phát tiết biệt khuất lên người đối phương, đánh nhau điên cuồng, ba tên chuẩn tiên trung kỳ trong sơn giả đánh nhau, 8 tên chuẩn tiên sơ kỳ núp trong bóng tối bất đắc dĩ rời đi, bọn họ vốn nghĩ đến việc ba người này và cận gia sống mái với nhau, mình ngồi thu ngư ông hưởng lợi, chưa từng nghĩ đột nhiên lão đầu kia bị người khác bắt đi. Càng bi kịch là bóng dáng cũng không thấy, là ai đây, có thể không coi ba tên chuẩn tiên trung kỳ vào đâu, cướp lão đầu đi, không phải chuẩn tiên hậu kỳ chứ, bí ẩn này không cách nào cởi ra. Lại nói Vân Đại Tiện Thần, hắn mang theo lão giả thụ thương nhanh chóng vượt qua không gian, cuối cùng đứng tại một sơn cốc ẩm thấp,
May mà đổi được một bản túng bộ di vị tại vực ngoại chiến trường, nếu không căn bản không thể giành lão giả trước mắt ba tên chuẩn tiên trung kỳ mà thần không biết quỷ không hay. Soát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng buông lão giả ra, cười nói, lão nhân gia, ngươi bây giờ an toàn. Lão đầu ổn định thân thể, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Việc hắc lão quỷ trước để hắn suy đoán người này cứu mình cũng vì tiên thạch, phải, Vân Đại Tiện Thần không phải người tốt lành gì, cứu lão đầu mục tự nhiên cũng vì tiên thạch, bất quá, hắn cũng không phải người xấu, cười nói, ta cứu ngươi, nếu như ngươi cảm kích ta, có thể cầm tiên thạch tạ lễ, quả nhiên, mặt nhất lão giả trầm kéo, bất quá, Vân Phi Dương lại bổ sung, nếu như không nguyện ý xuất ra tiên thạch, ta cũng không thể ép buộc, ngươi bây giờ có thể rời đi, thật chứ, lão đầu bán tính bán nghi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nếu như ta thật có ý, làm thế nào còn dài dòng với một người trọng thương như ngươi, lão giả trầm mặt, đúng vậy, mình đã trọng thương, không có sức hoàn thủ, nếu như hắn muốn cướp, hiện tại có thể trực tiếp động thủ, hư, đột nhiên, một viên thuốc bay tới, rơi vào tay hắn, Vân Phi Dương nói, đây là liệu thương đan, ăn nó có thể khôi phục bảy thành thương thế, nếu như ngươi cảm thấy là độc dược cũng có thể tiện tay vứt bỏ, đan dược phát ra mùi thơm lại ẩn chứa sinh cơ. Lão giả kết luận đây là thuốc chữa thương, tuyệt không phải độc dược, ừng ực, hắn không có cân nhắc, nuốt đan dược vào bụng, đan dược vào miệng tức tan, bên trong thân thể nháy mắt hiện ra sinh mệnh thuộc tính bàn bạc, cùng dược hiệu chữa thương cực mạnh, lão giả giật mình, lúc này ngồi xếp bằng xuống, ước chừng một lát, sắc mặt tái nhợt dần dần đỏ ửng, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng cũng được quẩn dục khôi phục 7-8 phần, đây là đan dược gì lại có kỳ hiệu như thế, lão giả khiếp sợ không thôi, làm một lão giang hồ. Hắn phục dụng liệu thương đan nhiều vô số, nhưng chưa từng thấy đan dược có hiệu quả trị liệu thần kỳ như thế, hoặc nói, người trẻ tuổi kia là một đỉnh phong luyện đan sư, nếu như bên trong giới, Vân Đại Tiện Thần thật là đỉnh phong luyện đan sư, mà sau khi tái tạo thần giới, từng đi dược giới chứng nhận, bây giờ phẩm giai là cửu phẩm đan đế, còn về luyện chế viên đan dược kia thì là ngũ phẩm kim đan, không chỉ do Bách Thảo Đan Lô luyện chế còn ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính cực mạnh, hiệu quả chữa thương rất nghịch thiên, tiểu hữu, lão giả hỏi đan dược này do ngươi luyện chế, đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói, phù phù, đột nhiên, lão giả gối quỳ nói, tiểu hữu, lão phu có một chuyện muốn nhờ, hắn đột nhiên quỳ xuống để Vân Đại Tiện Thần giật mình, hư, phất ống tay áo dìu lão giả đứng lên, Vân Phi Dương cười nói, lão nhân gia, có chuyện gì nói thẳng, không cần hành đại lễ, nhưng trong lòng đắc ý, lão nhân này tình nguyện thủ hộ tiên thạch đến chết, bây giờ lại vì một việc mà từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống. Đây nhất định phi thường trọng yếu đối với hắn, nếu như mình làm xong, chắc có thể nhận được tiên thạch. Hai tay lão giả run rẩy, hai mắt phủ đầy nước mắt, nức nở nói, mời theo lão phu tiến về một chỗ, cứu một người gần như sắp chết. Đan dược của Vân Phi Dương rung động lão giả, mà khi biết hắn tự mình luyện chế đã khẳng định, người này tinh thông y đạo. Khoan hãy nói, Vân Đại Tiện Thần hiểu đan đạo xác thực có tạo nghệ trên y thuật, nói trước, trên đường, Vân Phi Dương lên tiếng, nếu như ta chữa tốt cho chủ nhân ngươi, tiên thạch chính là của ta, tiểu hữu, lão giả thề son sắt, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh chủ nhân nhà ta, tiên thạch sẽ thuộc về ngươi, Vân Phi Dương yên tâm, trong lòng suy nghĩ, có thể có người hầu chuẩn tiên sơ kỳ, chủ nhân sắp chết kia chắc rất có thân phận, mình chữa tốt cho hắn, có lẽ có chỗ tốt khác, lão giả chỉ đường, Vân Phi Dương đi vào một thác nước, xuyên qua nó tiến vào một sơn động thiên nhiên, chật chật, không nghĩ tới trong thác nước có động thiên khác, Vân Phi Dương sợ hãi thán phục vẫn theo lão giả tiến vào. Rất nhanh đứng trong một thạch động rộng rãi, bá thúc, người đã về, vừa đi vào, một thanh âm vừa có chút suy yếu, vừa mềm yếu truyền đến, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại thì nao nao, bởi vì trên ghế đá, một bạch y nữ tử đang ngồi, người này tuổi chừng 20, mái tóc như mây đen suông dài rủ xuống như thác nước, mày liễu cong cong, mũi ngọc đáng yêu, làn da trắng như sương như tuyết tinh tế tỉ mỉ không có tì vết, một tiên tử như đạp sóng mà đến, đây là một nữ nhân đẹp đến mức tận cùng, nếu như muốn nói khuyết điểm, chính là sắc mặt tái nhợt, thân thể quá yếu đuối, ấn đường biến thành màu đen, dấu hiệu thọ nguyên sắp hết. Bạch y nữ tử cũng nhìn thấy Vân Phi Dương theo sau lưng, trong đôi mắt thanh tịnh phát ra hàn quang, hỏi, bá thúc, hắn là ai? Tiểu thư, lão giả gọi bá thúc nói, vị tiểu hữu này do ta tìm đến chữa bệnh cho cô. Nguyên lai chủ nhân lão nhân là một đại mỹ nữ, Vân Phi Dương nói thầm, chữa bệnh. Bạch y nữ tử buông xuống đề phòng, khổ sở nói, bệnh này của ta loại, chỉ có thể dựa vào tiên thạch để kéo dài thọ nguyên ngắn ngủi, như thế nào trừ tận gốc, cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, chậm rãi lên tiếng, trong thiên hạ này, chỉ cần là bệnh thì có thể trị, trị không hết là người bị bệnh đã tự mình từ bỏ. Thật sao? Bạch y nữ tử nằm sấp trên bàn, yếu ớt nói,
hình như ngươi rất tự tin đối với y thuật của mình, tạm được. Vân Phi Dương lại đi về phía trước một bước, đứng bên cạnh nàng, ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, hắn không muốn động đậy, cười nói, cô nương, ta có thể bắt mạch cho cô không? Bạch y nữ tử tự như rất mệt mỏi, nằm sấp trên bàn đá, ánh mắt dần dần khép lại, hô hấp không có quy luật. Vân Phi Dương không để ý nam nữ thụ thụ, đưa tay ra đặt trên cổ tay mềm nhẵn xanh nhạt, nhìn thấy hắn chuyên nghiệp, lão giả đứng sau mừng rỡ không thôi, cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng người này có thể chữa được bệnh của tiểu thư, lão nhân gia. Một lúc sau, Vân Phi Dương thu tay, ngưng trọng nói, tiểu thư nhà ngươi bị người đã thương a? Lão giả khẽ giật mình, đáp, không tệ. Vân Phi Dương nâng cầm nói, thương thế tiểu thư nhà ngươi quá nặng, lại không được trị liệu kịp thời, từ đó để bệnh tình nghiêm trọng chuyển biến xấu. Tiểu hữu, có trị được? Lão bá vội hỏi. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, bệnh đã nguy kịch, sợ khó trị liệu. Phù phù. Lão bá lần nữa quỳ xuống, khẩn cầu, tiểu hữu, xin ngươi dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cứu tiểu thư nhà ta. Tốt, ta sẽ cố hết sức. Bất quá, Vân Phi Dương nghĩ một lát nói, ta cần hai khỏa tiên thạch làm thù lao, mà phải giao ngay. Tốt. Tốt. Lão bá lúc này vung tay lấy ra hai khỏa tiên thạch, vội nói, lão phu vừa vặn có hai khỏa tiên thạch, nguyện ý giao cho tiểu hữu, còn mời chữa tốt bệnh cho tiểu thư nhà ta. Quả nhiên, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn thầm nghĩ, lão nhân này không chỉ có một khỏa tiên thạch, căn cứ theo Vân Phi Dương chẩn bệnh, thương thế bạch y nữ tử cực nặng, lẽ ra đã sớm chết, vì cái gì còn sống, loại bệnh này của ta chỉ có thể dựa vào tiên thạch để kéo dài thọ nguyên ngắn ngủi, như thế nào có thể triệt để trừ tận gốc. Tiên thạch có thể kéo dài thọ nguyên nàng, nếu như thế, trên người lão đầu khẳng định không chỉ có một khối tiên thạch, nếu không bạch y nữ tử làm thế nào có thể sống đến bây giờ. Dựa theo suy đoán này, Vân Phi Dương hơi dùng chút thủ đoạn, vẫn thật lừa ra hai khỏa tiên thạch, đồ vật đã nhận, làm một người thủ tính, hắn bắt đầu trị liệu cho bạch y nữ tử. Đầu tiên, Vân Phi Dương cho nàng phục dụng một khỏa liệu thương đan, một tay dán trên lưng thơm mềm mại, chuyển vận sinh mệnh thuộc tính, đan dược khuếch tán, dược hiệu phát huy. Uẩn dục kinh mạch bị hao tổn bên trong thân thể bạch y nữ tử, sinh mệnh thuộc tính còn uẩn dục ngũ tạng lục phủ, mà đây chỉ có thể ổn định thương thế của nàng không tiếp tục khuếch tán. Sau cùng, linh hồn Vân Phi Dương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, gỡ xuống một lá cây sinh mệnh thụ. Sau khi triệu hồi ra Phi Dương thần giới, hắn đã cấy ghép sinh mệnh thụ vào tạo hóa giới chỉ, dù sao hắn còn cần sinh mệnh tinh linh trợ giúp, chờ sau khi tỉnh dậy có thể tùy thời bồi dưỡng. Sinh mệnh thụ mặc dù không có trưởng thành thành đại thụ che trời, nhưng cành lá đã rậm rạp, bởi vì ẩn chứa khí tức sinh mệnh tinh khiết, dù một chiếc lá cũng có hiệu quả chữa thương cực mạnh. Vân Phi Dương đập nát lá cây, đút cho bạch y nữ tử, phối hợp sinh mệnh thuộc tính thôi phát, một phen cứu chữa hoàn tất, trời đã tối. Tiểu hữu, lão bá vội hỏi, tiểu thư nhà ta. Vân Phi Dương xóa đi mồ hôi trên trán, có chút yếu ớt nói, bệnh tình tạm thời ổn định, hắn đang diễn, thực ra một chút sự tình cũng không có, làm như thế cũng để lão đầu biết. Mình vì cứu tiểu thư nhà hắn mà phí không ít tâm thần, nếu như hắn rất cảm kích, lấy thêm ra một hai khỏa tiên thạch, không còn gì tốt hơn. Vân Phi Dương đi vào chân vũ thần vực, nhận thức được tầm quan trọng của tiên thạch, có thể nói dùng hết khả năng kiếm lấy, đến mức không có bất kỳ ý tưởng xấu gì với nữ tử đẹp như tiên nữ trước mắt, đơn thuần xem như bệnh nhân. Ngày thứ hai, bạch y nữ tử đang mê mang tỉnh lại, Vân Phi Dương hôm qua trị liệu, thật có biến hóa rõ rệt, chí ít sắc mặt tái nhợt đã hơi chút khôi phục. Lão bá thấy thế, đại hỷ không thôi, liên tục cảm tạ Vân Phi Dương, sau cùng lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bá thúc, Vân Phi Dương dìu hắn đứng lên, nghiêm túc nói, Bách Lý Phi Dương ta là một thầy thuốc, cứu chữa người bệnh là việc ta nên làm, tướng mạo thay đổi, tên cũng phải đổi. Nhưng bạch y nữ tử vừa mới thức tỉnh, lại hơi ngẩn ra một chút hỏi, ngươi họ kép Bách Lý? Vân Phi Dương đáp, không sai, tiểu hữu. Lão bá còn cười nói, tiểu thư nhà ta cũng họ kép Bách Lý. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói, nguyên lai ta và cô nương cùng họ, ngược lại rất có duyên a. Bạch y nữ tử tự giới thiệu mình, ta gọi Bách Lý Nghiên. Vân Phi Dương khen, tên rất hay, nữ nhân này là bệnh nhân của hắn, cũng là nhà giàu, phải nịnh nọt thật tốt. Bách Lý Nghiên nói, y thuật tiên sinh thật cao minh, tuy chỉ trị liệu lần đầu đã khiến cho tinh thần ta tỏa sáng. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, bệnh cô nương có chút phức tạp, bây giờ chỉ tạm thời ngăn chặn, muốn chữa trị, sợ có hơi phiền toái. Ý tiên sinh là bệnh này của ta tuy phiền phức điểm, nhưng vẫn có khả năng khỏi hẳn. Bách Lý Nghiên hỏi, hay cho cô nàng thông minh. Vân Phi Dương giả bộ xoắn xuýt, nói, khả năng khỏi hẳn chỉ sợ đến năm thành thôi. Lão bá, Bách Lý Nghiên nói, cho vị tiên sinh này một khỏa tiên thạch. Vâng, tiểu thư. Lão bá vung tay, lại lấy ra thêm một khỏa tiên thạch trong không gian giới chỉ. Vân đại tiện thần không chút khách khí nhận,
nghiêm túc nói, hiện tại chí ít có 7 thành nắm chắc, lại cho thêm một khỏa. Bách Lý Nghiên nói tiếp, lão bá lại lấy ra một khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương nhận lấy, vô cùng ngưng trọng nói, cô nương, tại hạ có 100% tự tin có thể trị hết bệnh của cô, phi, gia hỏa thật hiện thực. Bách Lý Nghiên cười nói, vậy làm phiền tiên sinh, lại kiếm lời thêm 2 khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương biểu hiện càng thêm tích cực, nếu không phải sinh mệnh quả quá trân quý, hắn rất có thể đã lấy ra trị liệu cho Bách Lý Nghiên. Cô nương, cảm giác thế nào? Một ngày này, Vân Phi Dương vận chuyển sinh mệnh thuộc tính như thường lệ, sau đó mở miệng dò hỏi. Bách Lý Nghiên nói, tốt hơn rất nhiều. Qua 3 ngày trị liệu, sắc mặt suy yếu của nữ nhân này đã khôi phục, trong trắng lộ hồng, rất động lòng người. Kinh mạch bên trong thân thể cũng được sinh mệnh thuộc tính trong sinh mệnh diệp thai nén khôi phục 7-8 phần. Lại qua 2 ngày, kinh mạch Bách Lý Nghiên khỏi hẳn, tinh thuần lực lượng tuôn ra từ đan điền, xuyên qua toàn thân, chuẩn tiên trung kỳ. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, không nghĩ tới, nữ tử bị thương này có cảnh giới cao như thế. Bách Lý Nghiên nhẹ nhàng hành lễ, nói, đa tạ tiên sinh cứu trợ, tiểu nghiên vô cùng cảm kích, không cần cảm ơn. Vân Phi Dương cười nói, lấy tiền tài của người, chữa bệnh cho người, đây là đương nhiên. Bách Lý Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, nhìn cách tiên sinh ăn mặc, giống như người địa phương của Dạ Thành. Vân Phi Dương đáp, không phải, nếu như ta không đoán sai. Bách Lý Nghiên hơi dừng lại, cười nói, chắc tiên sinh đến từ hạ giới. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm, không sai, nghĩ thầm, nàng này không đơn giản. Lão bá bên cạnh thì kinh ngạc nói, nguyên lai tiểu hữu là người phi thăng, ai? Vân Phi Dương lắc đầu, bắt đầu biểu diễn, ta vốn cho rằng tiến vào chân vũ thần vực có thể tiếp xúc võ đạo cao hơn, đến đây mới biết được, sinh tồn ở chỗ này thực rất khó khăn. Đúng vậy, Bách Lý Nghiên nỉ non, người hạ giới đều hướng đến việc đi vào nội vực, làm thế nào có thể nghĩ đến cái thế giới này rất tàn khốc. Bất quá, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiên sinh có y thuật cao minh, dù mở y quán trong thành trì cũng có thể rất tốt sống sót. Mở y quán, Vân Phi Dương nâng cầm lên nói, chữa bệnh cho người kiếm tiên thạch, sau đó thu đạo ý để đề thăng cảnh giới cũng không tệ. Bách Lý Nghiên lắc lắc đầu nói, tiên sinh có chỗ không biết, võ đạo tư nguyên như tiên thạch, võ giả phổ thông tích góp mấy trăm năm mới được một khỏa đã không tệ, mà ngươi muốn kiếm tiên thạch từ trong tay bệnh nhân, trừ phi trị liệu những thế lực và tông môn tai to mặt lớn kia, nếu không nhất định không thể. A, à, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiếp theo cười nói, cô nương có thể xuất ra 4 khỏa tiên thạch, chắc hẳn thân phận rất cao quý. Thần sắc Bách Lý Nghiên cô đơn, nói, đã từng rất cao quý, hiện tại chỉ sợ cũng không bằng người bình thường. Chỉ giáo cho, Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi, nhưng vừa mới mở miệng trong nháy mắt phát giác được một đám hắc y võ giả đang chạy nhanh đến cách đây ngoài trăm dặm, cảnh giới bọn họ đều đến chuẩn tiên, quanh thân phát ra sát khí nồng nặc, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đột nhiên xuất hiện mười mấy hắc y nhân thực lực cường đại, bộc lộ ra sát khí, thấy thế nào cũng giống sát thủ. Bất quá, để Vân Phi Dương im lặng là, trước ngực bọn này đều khắc chữ Diêm, hẳn không phải sát thủ. Vân Phi Dương lẩm bẩm, khắc chữ trước ngực, rõ ràng đại biểu cho thân phận, nếu như sát thủ cũng không tránh khỏi quá não tàn. Hướng đám hắc y nhân đến chính là thác nước, điều này khiến Vân Phi Dương ý thức được một tia không ổn. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng đối phương tìm đến mình gây phiền phức. Dù sao mới tới chân vũ thần vực, cũng không đắc tội người nào. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, cô có cừu nhân không? Cừu nhân, ánh mắt Bách Lý Nghiên phát lạnh, đáp, có, một chữ ẩn chứa hận ý cực mạnh, hiển nhiên hận cừu nhân thấu xương. Vân Phi Dương nói, có phải đám hắc y nhân trước ngực có khắc chữ Diêm? Bách Lý Nghiên kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, bọn họ đã tới. Bách Lý Nghiên giật mình, lúc này phóng thích tiên niệm, rất nhanh phát hiện đám hắc y nhân kia đang chạy đến đây. Nhìn thấy đám người này, ánh mắt Bách Lý Nghiên phát ra hận ý cùng sát cơ nồng đậm, nhưng vẫn tỉnh táo nói, từ thúc, người Diêm gia đuổi theo, chúng ta đi mau. Vâng, tiểu thư, chủ tớ hai người lúc này rút lui khỏi sơn động. Trước khi đi, Bách Lý Nghiên nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, tiên sinh, có cừu nhân truy sát tiểu nghiên, xin từ biệt. Nàng biết đám hắc y nhân kia đuổi theo giết mình, cho nên không có ý định mang Vân Phi Dương cùng rời đi, nếu không chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Cô nương, hữu duyên gặp lại. Vân Phi Dương chắp tay nói, xoát, xoát, bên trong thác nước, Bách Lý Nghiên khôi phục thương thế và từ thúc bay ra ngoài, mau chóng lao đến hướng sơn lâm vô tận. Trùng hợp, trong nháy mắt bọn họ đi ra, đám hắc y nhân kia chạy tới, sau đó nhao nhao bạo phát tu vi đuổi theo. Nhanh, bắt lấy nàng, đừng để nữ nhân kia chạy thoát, tiếng la ồn ào truyền ra giữa rừng núi. Vân Phi Dương phiêu nhiên đi ra từ trong thác nước, lẩm bẩm, nữ nhân này cố ý rời đi trong lúc bọn họ chạy đến, nhất định cố ý dẫn dắt họ rời đi. Sợ liên lụy ta, hưu, vừa dứt lời, người đã biến mất,
giữa rừng núi rậm rạp, Bách Lý Nghiên và Từ Thúc nhanh nhẹn xuyên qua, mà sau lưng, mười mấy tên hắc y nhân chuẩn tiên đuổi theo không bỏ. Ngay từ đầu còn có thể giữ một khoảng cách, nhưng sau hai canh giờ, Bách Lý Nghiên bệnh nặng mới khỏi, tốc độ rõ ràng hạ xuống không ít. Tiểu thư, Từ Thúc nhìn ra, sắc mặt Bách Lý Nghiên tái nhợt, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt ngọc thủ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đau khổ chèo chống, vốn cho rằng mình sắp chết, bây giờ lại được Bách Lý Phi Dương cứu sống, cho nên niềm tin muốn tiếp tục sống đều mạnh hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng niềm tin mạnh hơn cũng không thể chèo chống thân thể. Chạy thêm một lúc lâu, Bách Lý Nghiên kiệt sức dừng lại, Từ Thúc rơi xuống, tuy nhiên cũng tin bị lực tẩn, hai chân như bị trói chặt, lại trung thành tuyệt đối thủ hộ trước người chủ nhân. Xoát, xoát, mười mấy hắc y nhân rất nhanh đuổi theo, bọn họ rơi vào trước mặt chủ tớ hai người, khóe miệng đều hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Bách Lý tiểu thư, hắc y nhân cầm đầu, cười nói, sao cô không chạy nữa? Diêm Quý Như, Từ Thúc tức giận quát, Diêm gia các ngươi thật không cho Bách Lý gia ta một con đường sống, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bách Lý Nghiên không nói, ánh mắt tràn ngập tức giận, càng nghĩ đến 3600 miệng trong gia tộc bị tàn sát hầu như không còn trong vòng một đêm, lòng như nhỏ máu. Diêm Quý Như cười lạnh lên tiếng, chỉ cần Bách Lý tiểu thư giao ra Tiên Vương tàn quyển, Diêm gia ta đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ta đã nói qua. Bách Lý Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Lý gia ta không có Tiên Vương tàn quyển. Không có, Diêm Quý Như thản nhiên nói, tại Tây Nam Vực, ai không biết tổ tiên Bách Lý gia cô nương dựa theo Tiên Vương tàn quyển, thành tựu một phương bá nghiệp. Quý Như thúc, một người thanh niên sau lưng nói, nữ nhân này đã không thừa nhận, đừng nói nhảm nữa, nhanh bắt lấy tìm kiếm Tiên Vương tàn quyển, như thế cũng tốt. Diêm Quý Như vung tay lên, mấy tên chuẩn tiên sau lưng đi tới, khí tức chuẩn tiên sơ kỳ phun trào. Tiểu thư, Bách Lý bá cản trước người, thấp giọng nói, lão bột kéo chân bọn hắn, cô chạy mau, chạy. Diêm Quý Như cười lạnh, có thể sao? Xoát, xoát, võ giả Diêm gia lấy tốc độ cực nhanh vây quanh hai người Bách Lý Nghiên. Đổi lại trước kia, lấy thực lực chuẩn tiên trung kỳ của Bách Lý Nghiên, tất nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết đám chuẩn tiên sơ kỳ trước mặt, nhưng hiện tại nàng mới khỏi bệnh nặng, thực lực chân chính chưa khôi phục đỉnh phong, rất khó chống lại nhiều chuẩn tiên sơ kỳ. Lên, Diêm Quý Như lạnh lùng ra lệnh, hô, hô, sáu tên thủ hạ lúc này bạo phát tu vi hình thành khí tràn khủng bố, lan tràn ra chấn động lá cây xung quanh xoát xoát rung động, phù phù, ai nha, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng vang cùng thanh âm, bọn người Diêm gia đang chuẩn bị xuất thủ lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ có một người đang nằm, tất cả mọi người ngốc trệ, ngay cả Diêm Quý Như cũng không ngoại lệ, phải biết, bọn họ một mực phóng thích tiên niệm, nếu người kia không đột nhiên ngã xuống từ trên cây, bọn họ căn bản không có phát hiện, chủ quan, Diêm Quý Như nói nhỏ. Hắn cho rằng mình không có phát hiện người kia vì dùng toàn bộ tâm tư vào trên thân Bách Lý Nghiên, từ đó xem nhẹ xung quanh. Mẹ kiếp, người rớt từ trên cây rơi xuống bụi cỏ đứng lên, xoa xoa đầu, hùng hùng hổ hổ quát, tên hỗn đản nào quấy rầy mộng đẹp của lão tử. Diêm Quý Như nhất thời nhíu mày, ánh mắt hiện ra một tia sát ý. Bách Lý Nghiên và Bách Lý Bá thì tràn đầy kinh ngạc, bởi vì người kia chính là Bách Lý Phi Dương phân biệt lúc trước. Không đúng, tại sao hắn lại ở chỗ này? Bách Lý Nghiên thật sâu nhớ kỹ. Mình và Từ Thúc rời đi trước, lại phi nước đại ba canh giờ, coi như ngẫu nhiên gặp cũng không có khả năng ngẫu nhiên gặp nhau ở chỗ này nha. A, à, Vân Phi Dương vào đầu nhìn thấy Bách Lý Nghiên, nhếch miệng cười nói, chúng ta vẫn rất có duyên, nhanh như vậy đã gặp mặt, nói rồi quét một vòng võ giả Diêm gia, nói, hình như cô nương đang gặp phiền phức, tiên sinh, Bách Lý Nghiên vội nói, nơi này không việc của ngươi, mau rời đi, vậy không được, Vân Phi Dương nói, sắc mặt cô nương lại thay đổi, nhất định bệnh cũ tái phát. Thân là y sư, sao ta có thể rời đi? Bách Lý Nghiên im lặng, chẳng lẽ hắn không nhìn ra, bọn người Diêm gia cũng không phải người lương thiện, lưu tại nơi này cũng chỉ bồi mình cùng chết thôi. Hư, đột nhiên, một trận gió thổi tới, chẳng biết lúc nào, Vân Phi Dương đã đứng trước mặt mình. Ngươi, Bách Lý Nghiên trừng mắt, Diêm Quý Như nơi xa cũng chấn kinh. Hai người đều là chuẩn tiên trung kỳ, căn bản không thấy rõ tên kia di chuyển như thế nào. Cô nương, Vân Phi Dương đứng trước người Bách Lý Nghiên, nghiêm túc nói. Thực không dám giấu, ta không chỉ lấy tiền tài của người, chữa bệnh cho người, còn lấy tiền tài của người, tiêu tai cho người, lấy tiền tài của người, tiêu tai cho người. Bách Lý Nghiên nghe được câu này, phản phất như hiểu rõ cái gì. Ngươi xuất hiện ở đây tuyệt không phải xảo ngộ, nhất định theo phía sau ta. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, cô rất thông minh, mà con người của ta, thích nhất liên hệ với người thông minh, không cần nói nhảm nhiều, chỉ cần hai khỏa tiên thạch, ta sẽ giúp cô giải quyết hết thảy phiền phức. Trong mắt tên này, tất cả đều là tiên thạch, nếu như Vân Phi Dương không phải đột nhiên xuất hiện bên người Bách Lý Nghiên, nàng có thể còn sinh ra nghi vấn,
bây giờ lại nói, thành giao, ha ha ha, Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, sảng khoái, hưu, không gian mơ hồ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, phía trên bọc lấy từng tầng vải trắng, làm như vậy cũng vì ẩn tàng, dù sao hình ảnh bị truyền đến chân vũ thần vực, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm khẳng định bại lộ trước mặt người khác, xoát, Vân Phi Dương bắt lấy chuôi kiếm, vác trên vai, mà mặc dù kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra kiếm ý nồng đậm, cử động tùy ý như thế lộ ra giá trị trang bức đến mắt điểm. Bách Lý Nhiên đứng phía sau, nhìn bóng lưng bị kiếm ý bao phủ, nhất thời dâng lên một cổ cảm giác an toàn nồng đậm. Tiểu tử, Diêm Quý Như lạnh lùng đe dọa, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Tuy rất kinh ngạc tên kia thế nào đột nhiên xuất hiện trước mặt Bách Lý Nhiên, nhưng cảnh giới cũng chỉ là chuẩn tiên sơ kỳ, không có gì đáng sợ. Không không, Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta không phải xen vào việc của người khác, ta là lấy tiền tài của người, tiêu tai cho người. Hừ, dòng chính Diêm gia bên cạnh cười lạnh nói, cũng không mở to hai mắt ra mà nhìn chúng ta là ai, cũng dám lấy tiền tiêu tai thay nữ nhân này. Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi, các ngươi là ai? Dòng chính Diêm gia nhất thời im lặng, hắn không thấy ngực có khắc chữ Diêm hay thật không biết thân phận chúng ta. Là một dòng chính luôn cảm thấy tự hào vì gia tộc, dòng chính Diêm gia ưỡn ngực ngạo nghễ nói, ngươi có nghe nói qua Tây Hoài Thành? Chưa từng nghe qua. Vân Phi Dương thật chưa từng nghe qua. Trước mắt, hắn chỉ có biết dạ thành của chân vũ thần vực, khu vực Tây Nam chân vũ thần vực, một trong tứ đại vương thành, ngươi vậy mà chưa từng nghe qua, đến cùng là người rừng hay là kẻ ngu? Dòng chính Diêm gia châm chọc, võ giả Diêm gia bên cạnh cũng cười rộ lên, vương thành, Vân Phi Dương giật mình, hắn biết, trong thành trì của chân vũ thần vực, đế thành mạnh nhất, tiếp theo đến vương thành, mà chưởng khống giả của đế thành là tiên đế, chưởng khống giả vương thành là tiên vương, nguyên lai, đám người này thuộc gia tộc trong thành trì tiên vương chưởng quản, khó trách mũi vĩnh lên trời như thế, Vân Phi Dương nói thầm. Dòng chính Diêm gia thấy sắc mặt Vân Phi Dương thay đổi, cười lạnh nói, tiểu tử, Diêm gia ta chính là một trong bảy đại gia tộc Tây Hoài Thành, một tiểu tán tu như ngươi chọc nổi sao? Nói đến bảy gia tộc lớn, thân thể Bách Lý Nghiên run rẩy, ánh mắt phát ra lửa giận cùng hận ý vô tận, không thể trêu vào. Vân Phi Dương đáp, hắn vừa mới đến chân vũ thần vực, thực lực chỉ là chuẩn tiên sơ kỳ, khẳng định không thể trêu vào gia tộc trong vương thành. Bất quá, Vân Phi Dương nhếch miệng cười nói, ta đã thu tiền tài của người ta, dù địch nhân là ông trời, ta cũng phải giúp người ta tiêu tai giải nạn, bởi vì cái này liên quan đến danh dự. Dòng chính Diêm gia sụp đổ, hắn cảm giác mình giống như đang nói chuyện với một người điên. Hừ, Diêm Quý Như cười lạnh lên tiếng, ngươi đã khăng khăng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Xoát, xoát, mấy tên võ giả Diêm gia đang vận sức chờ phát động xuất thủ, mục tiêu của bọn họ từ Bách Lý Nghiên chuyển dời đến Vân Phi Dương. Vù vù, mấy tên chuẩn tiên đồng loạt ra tay hình thành uy lực vô cùng cường thế, nhưng Vân Đại Tiện Thần lại thờ ơ, mặc cho đối phương công tới. Tiên sinh, mau tránh, Bách Lý Nghiên cả kinh hô, hưu, vừa dứt lời, Vân Phi Dương phiêu nhiên vung tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bọc lấy vải trắng xẹt qua hư không, mấy đạo thái thanh kiếm ý nổ bắn ra, hưu, 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 một kiếm tiện tay hình thành kiếm khí có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi qua ngực võ giả Diêm gia, từng tên dừng lại ngay tại chỗ. Một lúc, khu vực có khắc chữ Diêm ở ngực bọn họ vỡ nát, hiển lộ ra kiếm ngân dài nhỏ, thẳng vào trái tim, mà người từ lâu đã mất tư duy, hai mắt trợn trừng ngã xuống, một kiếm, bốn tên chuẩn tiên bị xuyên tim mà chết, Diêm Quý Như đại biến, dòng chính Diêm gia cũng ngốc trệ, bốn tên chuẩn tiên sơ kỳ nhà mình dễ bị chém giết như trở bàn tay, quả thật hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bách Lý Nghiên đứng sau lưng Vân Phi Dương nhìn thấy bốn tên chuẩn tiên Diêm gia vẫn lạc cũng kinh hãi mở to cái miệng nhỏ nhắn, xoát. Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, vác lên vai, cười nói, võ giả Diêm gia Tây Hoài Thành cũng thật bình thường, gia hỏa đáng giận. Diêm Quý Như phẫn nộ, lúc này vung hai tay, tu vi chuẩn tiên trung kỳ phun trào, làm người cầm đầu phụ trách truy sát Bách Lý Nghiên, hắn là cao thủ đứng đầu trong rất nhiều Diêm gia võ giả có cảnh giới trung kỳ, trảm vân thủ. Diêm Quý Như vọt tới, hai tay vung trảm, từng đạo chưởng ấn lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén cuốn tới, trảm vân thủ. Vân Đại Tiện Thần nghe xong tên, nhất thời tức giận, xoát, hắn lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quát lạnh, diệt Diêm kiếm. Xoát, kiếm khí lạnh lùng nổ bắn ra, lực lượng hiển nhiên càng cường thế hơn lúc trước, cũng ẩn chứa thái thanh kiếm ý cực mạnh, oanh, chỉ một kiếm, toàn bộ chưởng ấn đang bay tới vỡ nát, thái thanh kiếm khí lại không tiêu tán, mang theo dư uy khủng bố ầm vang vọt tới, không tốt. Diêm Quý Như giật mình, lúc này né qua bên cạnh, đáng tiếc, kiếm khí ẩn chứa thái thanh kiếm ý đã khóa chặt hắn, đột nhiên rẽ ra chém tới từ phía sau lưng, quanh, tiếng vang truyền đến, rung động sơn lâm, lưng Diêm Quý Như bị trảm một kiếm bạo bay ra ngoài, đầu đâm vào trên núi,
chấn vỡ không ít hòn đá. Bọn người dòng chính Diêm gia thấy thế, nhất thời trợn mắt, soạt, Diêm Quý Như đứng lên bên trong đống đá vụn, chịu đựng đau đớn nóng bỏng truyền từ lưng, cả kinh nói, ngươi không phải chuẩn tiên sơ kỳ, ngươi là chuẩn tiên trung kỳ, ta có nói mình là chuẩn tiên sơ kỳ à? Vân Phi Dương cười hỏi lại, hắn chưa nói qua nhưng vận chuyển nghịch thiên quyết bại lộ cảnh giới chuẩn tiên sơ kỳ, ánh mắt Diêm Quý Như lạnh lùng nói, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, theo một kiếm vừa rồi, hắn đã phán đoán, người này cùng cảnh giới với mình nhưng thực lực lại trên mình, soát, Vân Phi Dương lần nữa tiêu sái vác hỗn nguyên càn khôn kiếm trên vai, nói, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bách Lý Phi Dương, nói lời này ra thật không biết xấu hổ, rõ ràng gọi Vân Phi Dương, còn luôn miệng nói cái gì đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bách Lý Phi Dương, Diêm Quý Như ngạc nhiên nói, ngươi là dòng chính Bách Lý Gia, hắn nói Bách Lý Gia là chỉ gia tộc Bách Lý Nghiên, nhưng Vân Phi Dương trả lời, ta không nói cho ngươi biết, Diêm Quý Như lạnh lùng nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại, nói rồi vung tay lên, chúng ta đi, soát, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Diêm Quý Như, hỗn nguyên càn khôn kiếm bọc vải trắng gác trên cổ hắn, cười nhạt nói, không chừa chút đồ vật đã muốn đi, như thế thích hợp sao, Diêm Quý Như cho rằng đánh không lại Vân Phi Dương thì có thể mang tộc nhân tiêu sái rời đi, chưa từng nghĩ sẽ bị chế trụ, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, thời điểm chuẩn tiên sơ kỳ, thực lực Vân Phi Dương đủ mạnh, đơn đấu mấy người ngang cấp không có chút áp lực, dựa vào công đức lực đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, thực lực khẳng định càng thêm trâu bò. Đối mặt Diêm Quý Như, nếu như hắn nổi sát tâm, tuyệt đối có thể tùy tiện mạt sát. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết thực lực mình bây giờ chỉ có thể làm mưa làm gió ở chuẩn tiên trung kỳ, nếu như đổi lại cường giả chuẩn tiên hậu kỳ, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết, dù sao chênh lệch một giai đoạn, thực lực chênh lệch có lẽ không chỉ gấp 10 lần. Điều này tất nhiên, dù Vân Phi Dương vô địch chuẩn tiên trung kỳ, đối mặt cường giả chuẩn tiên hậu kỳ cũng chỉ có phần bị ngược, còn về chuẩn tiên đại viên mãn thì càng không cần phải nói, tuyệt đối sẽ bị miễu sát. Vị tiểu hữu này, Diêm Quý Như run rẩy nói, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Bách Lý Nghiên cùng Bách Lý Bá nơi xa vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới y sư lợi hại như thế. Đừng nói nhảm, Vân Phi Dương lạnh mặt nói, thời gian lão tử có hạn, nhanh đưa không gian giới chỉ ra. Cái này, Diêm Quý Như nhất thời xoắn xuýt, trong không gian giới chỉ lưu trữ không ít đồ tốt, nếu cho hắn, mình xem như trắng tay. Thấy hắn chần chờ, Vân Phi Dương nhíu mày, năm ngón tay hơi dùng lực, một cổ sát khí trào ra, sắc mặt Diêm Quý Như đại biến, nói ngay, tốt, tốt, ta giao, nói rồi ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ, đồ vật tuy tốt nhưng mệnh quan trọng hơn, nhận giới chỉ, Vân Phi Dương điều động linh hồn lực, phá linh hồn lạc ấn, sắc mặt Diêm Quý Như đột nhiên tái nhợt, trong lòng hãi nhiên, dễ phá linh hồn lạc ấn của mình, linh hồn người này không chỉ đến chuẩn tiên trung kỳ a, Diêm Quý Như sợ, đồng thời ý thức được, ngày hôm nay gặp được cao nhân. Vân Phi Dương dò xét giới chỉ thì cười cười, tuy thiên tài địa bảo không ít nhưng làm cho hắn động tâm là hai khỏa tiên thạch, làm người thường xuyên ăn cướp, chắc chắn sẽ không buông tha võ giả khác. Vân Phi Dương quét một vòng, thản nhiên nói, còn các ngươi, nhanh giao không gian giới chỉ ra, nếu không ta sẽ giết hắn. Không đợi võ giả Diêm gia suy nghĩ, Diêm Quý Như đã lớn tiếng hô, nhanh, nhanh, cho giới chỉ đưa vị tiểu hữu này. Mọi người nghe vậy, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể đau lòng giao giới chỉ ra. Vân Phi Dương dò xét, có chút thất vọng, bởi vì nhiều người như vậy lại không có một khỏa tiên thạch quả nhiên hy hữu, hưu, hắn buông tay, lạnh lùng nói, thừa dịp tâm tình lão tử hiện tại thoải mái, nhanh xéo ngay đi, vừa dứt lời, Diêm Quý Như co cẳng chạy mất, võ giả Diêm gia cũng vội vã rời đi, có thể nói có thể chạy bao nhanh thì bao nhanh, đúng rồi, Vân Phi Dương cất cao giọng nói, về sau đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta, nếu không, bị ta bắt, các ngươi chắc chắn phải chết, tiểu thư nhà ta. Diêm Quý Như chạy trốn âm thầm giật mình, nghĩ thầm, Bách Lý gia gần như diệt môn lại có thủ hạ mạnh như vậy, xem ra cần phải nhanh mang tin tức về nhà tộc, người Diêm gia đi, Bách Lý Bá lần nữa quỳ trên mặt đất, nói, đa tạ tiểu hữu xuất thủ cứu giúp, là một chuẩn tiên, có tôn nghiêm của mình, hắn quỳ xuống không phải vì mình, mà chính vì tiểu thư. Vân Phi Dương dìu Bách Lý Bá đứng lên, nói, ngươi ra tiên thạch, ta xuất lực, đây là một cuộc mua bán. Bách Lý Nghiên nói, bá thúc, còn có bao nhiêu tiên thạch? Bách Lý Bá lúng túng nói, tiểu thư, không nhiều, chỉ còn lại ba khối. Bách Lý Nghiên nói, cho tiên sinh hết. Vâng, tiểu thư. Bách Lý Bá lấy ba khỏa tiên thạch ra, nhưng Vân Phi Dương chỉ thu hai khỏa, nói, đã nói hai khỏa, nhiều một khỏa cũng không nhận. Vân đại tiện thần không tốt cũng không xấu, có thể tiện, cũng có thể vô sĩ nhưng rất coi trọng nguyên tắc. Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói,
Nếu như cô nương nguyện ý cầm một khỏa tiên thạch để cho ta làm việc thì không có vấn đề. Tâm tư Bách Lý Nghiên thông tuệ nói, tiểu nhiên lần này muốn đi đến Dạ Thành, nguyện lấy một khỏa tiên thạch làm thù lao mời tiên sinh hộ tống hai người bọn ta. Soát, Vân Phi Dương nhận một viên tiên thạch cuối cùng, nói, thành giao, hắn vốn cũng muốn đi Dạ Thành, bây giờ mang theo hai người cũng coi như tiện đường, lời một khỏa tiên thạch. Trên đường, Vân Đại Tiện Thần kiểm kê tiên thạch, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn mình đạt được 9 khỏa tiên thạch, hơi ít. Vân Phi Dương lắc đầu, lời này nếu để cho võ giả thần vực nghe được nhất định sẽ thổ huyết, chúng ta cực khổ mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể kiếm một khỏa tiên thạch, ngươi đến đây mấy ngày đã thu được 9 khỏa, còn không biết dừng. Đêm khuya, Vân Phi Dương chọn một sơn động có chút rộng rãi đặt chân, trước điều dưỡng thương thế Bách Lý Nghiên, sau đó lấy linh hồn hình thái tiến vào tạo hóa giới chỉ, hắn hấp thu 9 khỏa tiên thạch tăng cường đạo ý, ông, 200 lần thời gian gia tốc mở ra, ngoại giới trời còn chưa sáng. Vân Phi Dương đã hấp thu toàn bộ 9 khỏa tiên thạch, nếu có số lớn tiên thạch hấp thu thì hoàng mỹ biết mấy. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn, hấp thu 9 khỏa tiên thạch, cảnh giới cũng không đề thăng, nhưng lý giải đạo ý lại nước lên thì thuyền lên. Tại chân vũ thần vực, cảnh giới chỉ là một loại giá trị để so sánh lực lượng cố định, chân chính trọng yếu vẫn là đạo ý. Người có đạo ý cường hãn, có thể hoàng mỹ dung nhập cảm ngộ thiên địa, từ đó để cảnh giới càng nhanh đề bạt. Vũ kỹ, chí bảo và linh hồn lực yếu mạnh cũng quyết định tự thân lĩnh ngộ và phù hợp. Nói tóm lại, đạo ý càng mạnh, khẳng định có chỗ tốt rất lớn, mà từ góc độ lâu dài đến xem, vẫn ưu tiên hơn cảnh giới. Đơn giản nhất, một chuẩn tiên trung kỳ có đạo ý yếu đối mặt một chuẩn tiên sơ kỳ đạo ý mạnh, cảnh giới hai người mặc dù có khoảng cách, nhưng chân chính đánh nhau, thắng bại không dễ nói. Vân Phi Dương biết điểm này, cho nên tiến vào chân vũ thần vực, không ưu tiên cảnh giới nữa mà bắt đầu chú ý đạo ý. Hưu. Hưu. Trong không gian như có như không, kiếm hoa lấp lóe, đạo ý và kiếm ý tràn ngập, thấu phát khí tức túc sát, keng. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, nói, hấp thu 9 khỏa tiên thạch, lần nữa thi triển Thái Thanh kiếm quyết, uy lực mạnh hơn trước. Đạo ý tăng cường không chỉ có uy lực kiếm quyết đại tăng cũng làm cho túng bộ di vị đề bạc không nhỏ. Mà đây tuyệt không phải cảnh giới võ đạo đề bạc đơn thuần có thể làm được, có thể thấy được đạo ý cực kỳ trọng yếu đối với một võ giả. Vân Phi Dương nỉ non, lĩnh ngộ kiếm quyết và thân pháp cực hạn, lại thu một số tiên thạch, đối mặt chuẩn tiên hậu kỳ, dù khó chiến thắng cũng có cơ hội đào mệnh. Thu 9 khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương tìm hiểu Thái Thanh kiếm quyết và túng bộ di vị, hai loại vũ kỹ lúc trước hắn một mực không đình chỉ tìm hiểu, nhưng cảnh giới đạt tiêu chuẩn, đạo ý không đủ, luôn cảm thấy không ngộ đến cực hạn. Bây giờ thu 9 khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương lại lĩnh ngộ, nhất thời hiểu ra hoàn toàn mới. Trọn vẹn 3 tháng, Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tu luyện, cuối cùng lĩnh hội hai loại vũ kỹ đến cực hạn. Hiện tại có thể hiểu được, Vân Phi Dương đề bạc đạo ý, hai loại vũ kỹ còn có không gian tăng lên. Trong tạo hóa giới chỉ mở ra 200 lần thời gian gia tốc, qua hơn 3 tháng, ngoại giới qua hơn nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Nghiên cũng không có nghỉ ngơi, nàng ngầm đánh giá Vân Phi Dương. Mặc dù biết tên này bởi vì tiên thạch mới có thể giúp mình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Dọa lui bọn người Diêm Quý Như, hắn nói câu đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta làm cho Bách Lý Nghiên cảm động. Nam nhân này nói cho Diêm gia biết, bên cạnh mình có thủ hạ tu vi cực cao bảo hộ, nhưng, Bách Lý Nghiên nói thầm, Diêm gia thế lớn, hắn nói như vậy, chẳng khác nào hại mình, nàng quyết sẽ không cho rằng Diêm gia bởi vì kiên kỵ một chuẩn tiên trung kỳ từ bỏ truy sát mình. Đến Dạ Thành, mỗi người đi một ngã, Bách Lý Nghiên âm thầm quyết định, nàng không muốn bởi vì việc của mình hại ân nhân đã cứu mình hai lần, hả? Đột nhiên, Bách Lý Nghiên hoảng hốt, bởi vì, quanh thân nam nhân ngưng tụ ra đạo ý càng thêm nồng đậm, khoảng thời gian này, Vân Đại Tiện Thần đã bắt đầu thu tiên thạch, tự nhiên hiển lộ ra, đạo ý của hắn đang đề cao, Bách Lý Nghiên kinh ngạc không thôi, nàng tuyệt đối chưa thấy qua ai mà ngồi lĩnh ngộ để đạo ý đề bạc thế này cũng chưa nghe nói qua, loại tình huống này tựa như đang hấp thu tiên thạch, Bách Lý Nghiên lẩm bẩm, đương nhiên, nàng sẽ không nghĩ tới, Vân Đại Tiện Thần trong tạo hóa giới chỉ hấp thu tiên thạch, vù vù, đạo ý nồng đậm phun trào, ngưng tụ trong sơn động, Bách Lý Nghiên trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ. Chẳng lẽ chỉ đơn giản ngồi xếp bằng cảm ngộ đã có thể để hắn đề cao đạo ý? Mấy canh giờ sau, đạo ý dừng tăng trưởng cũng dần dần trở về bản thể, mà cái này đại biểu, Vân Phi Dương đã thu toàn bộ 9 khỏa tiên thạch trong tạo hóa giới chỉ. Nhìn nam nhân trước mắt, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, Bách Lý Nghiên lẩm bẩm, người phi thăng này thật kỳ quái, cô vẫn chưa ngủ sao? Đột nhiên, thanh âm Vân Phi Dương truyền đến, hiển nhiên, bế quan tu luyện kết thúc, thu hồi tâm thần từ tạo hóa giới chỉ. Bách Lý Nghiên đứng dậy, nói, mỗi ngày bị đuổi giết, không dám ngủ, bắt đầu đào vong, nàng và Bách Lý Bá vẫn bị đuổi giết, trừ phi thương thế quá nặng,
nếu không sẽ không tùy tiện nghỉ ngơi, yên tâm ngủ đi. Vân Phi Dương nói, ta sẽ bảo hộ cô, thu người ta một khỏa tiên thạch, tự nhiên sẽ đưa nàng bình an đến dạ thành. Bách Lý Nghiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nháy mắt, nói, ngươi đã đến từ giới hạ, nhất định trải qua rất nhiều, có thể nói cho ta một chút không? Nữ nhân này muốn nghe cố sự của mình. Được, Vân Phi Dương nói, vậy ta sẽ kể. Mỗi người đều có cố sự, cố sự Vân Đại Tiện Thần đặc biệt nhiều, đặc biệt phong phú. Quả nhiên như vậy, tại một không gian khác, một tác giả giang hồ viết cố sự của hắn, lấy tên Siêu Thần Yêu Nghiệt. Đêm dài đằng đẵng, Vân Phi Dương kể, Bách Lý Nghiên yên tĩnh nghe, đôi mắt đẹp khi thì kinh ngạc, khi thì rung động. Đương nhiên, Vân Phi Dương chỉ chọn chuyện không quan trọng, bị trấn áp hoặc tái tạo thần giới, khẳng định không thể nói, tránh bại lộ thân phận. Tuy loại bỏ, nhưng Bách Lý Nghiên nghe xong vẫn cảm khái, không nghĩ tới ở giới hạ, ngươi trải qua nhiều khảo nghiệm sinh tử như vậy. Vân Phi Dương nói, chúng sinh tu luyện võ đạo nhiều không kể xiết như các bên sông, người có thể thành tựu đại đạo khẳng định trải qua không ít sinh tử khảo nghiệm. Đúng vậy, Bách Lý Nghiên đồng ý. Năm đó, tổ tiên Bách Lý gia ta cũng trải qua khảo nghiệm trùng điệp mới đứng vững gót chân tại Tây Hoài Thành. Đáng tiếc, hơi dừng lại, hai mắt nàng đẫm lệ cúi đầu, nức nở nói, hậu bối vô năng, cuối cùng vẫn bị diệt môn. Vân Phi Dương không nói, hắn nghe được nữ nhân này nói chuyện với Diêm Quý Như, đại khái hiểu rõ tình huống. Vân Phi Dương mở miệng dò hỏi, cô nương, Tiên Vương Tàn Quyển rốt cuộc là thứ gì? Thân thể Bách Lý Nghiên rung lên, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe cảnh giác, hiển nhiên cẩn thận. Cô nương, xin yên tâm. Vân Phi Dương chân thành nói, lúc trước ta chỉ nghe võ giả Diêm gia đề cập, thuận miệng hỏi thôi, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Bách Lý Nghiên lúc này mới trầm tĩnh lại, nói, truyền thuyết, 10 vạn năm trước, đệ nhất thượng vị Tiên Vương vẫn lạc, mấy vạn năm sau, có người tìm được đại mộ, từ đó mang ra 6 bản cổ tịch, gọi Tiên Vương Tàn Quyển. 6 bản Tàn Quyển, không chỉ ghi lại các loại tiên kỹ, còn ghi lại một loại tâm pháp Đạo Hóa Kinh. Đạo Hóa Kinh, trực giác nói cho Vân Phi Dương, đây là tâm pháp cho đạo ý. Bách Lý Nghiên nói, Đạo Hóa Kinh chính là tâm pháp đạo ý thượng thừa nhất chân vũ thần vực, tục truyền, người tu luyện kinh này, có thể thành tựu tiên đế, lợi hại như vậy. Vân Phi Dương há to mồm. Bách Lý Nghiên tiếp tục nói, sự việc Đạo Hóa Kinh truyền đi nhất lên sóng to gió lớn tại chân vũ thần vực. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, có thể thành tựu tiên đế, đây là tin tức động trời. Bách Lý Nghiên nói, trong lúc nhất thời, các lộ tiên tông nhao nhao xuất động tìm kiếm Tiên Vương Tàn Quyển, sau cùng cả cửu đại tiên đế cũng bị kinh động, mà người trộm ra Tiên Vương Tàn Quyển bởi vậy mất mạng, 6 bản Tàn Quyển cũng bị thế lực khắp nơi cướp đi, theo thời gian chuyển dời, không biết rơi vào trong tay người nào. Vân Phi Dương nói, cả tiên đế đều bị kinh động, khẳng định rơi vào tay tiên đế, không biết. Bách Lý Nghiên nói, Tiên Vương Tàn Quyển có linh, nếu như rơi vào trong tay tiên đế thì sẽ tự bay đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, đây là vì sao? Bách Lý Nghiên nói, theo truyền thuyết, vật này chỉ có võ giả dưới tiên đế mới có thể thu lưu giữ tu luyện. Vân Phi Dương nói, thì ra là thế. Tiên Vương Tàn Quyển mặc dù là chí bảo cực hiếm thấy nhưng lại là tai nạn hủy diệt đối với võ giả phổ thông. Mấy vạn năm, bao nhiêu võ giả, bao nhiêu gia tộc bởi vì vật này mà cửa nát nhà tan. Nói đến đây, Bách Lý Nghiên rơi nước mắt như mưa. Vân Phi Dương lần nữa trầm mặt, thất phu vô tội, hoài bích có tội, vô luận ở giới hạ hay trong nội vực, đạo lý đều như nhau. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.